chương 714, thức phá giữ phục kích, lạc nhật điện nơi cư ngụ từ đời này sang đời khác của tu sĩ đảm nhiệm chức vị đại trưởng lão trong yểm Nguyệt Tông. Chẳng những được xây dựng gần chỗ linh nhãn, hơn nữa cấm chế trong điện rất mạnh, ngoại trừ mấy vị trưởng lão, bất luận kẻ nào nếu không được đại trưởng lão cho phép, cũng không thể tùy tiện đến gần điện. Lúc này một đạo hào quang dài khoảng một thước từ xa bay đến, sau khi xoay quanh vài vòng bên ngoài cấm chế của đại điện, liền soạt một tiếng, tiến vào bên trong điện mà không hề bị ngăn trở sau khi hồng quang xuyên qua mấy tầng cấm chế như có như không, sau vài lần đổi hướng liền tiến vào một gian phòng. Nơi đây có một nữ tử xinh đẹp việt trần đang nhắm mắt ngồi xếp bàng trên bồ đoàn, làn da trắng như tuyết lạnh băng, tuổi chừng hơn 20, khí âm hàn trên người mơ hồ tản ra. Hồng quang trong nháy mắt bay đến trước mặt, nữ tử này tựa hồ cảm nhận được liền chậm rãi mở hai mắt, nhớn mày phất tay về phía hồng quang. Nhất thời hồng quang hóa thành một đốm lửa cỡ nắm tay, trực tiếp rơi vào trên tay nữ tử nữ tử lạnh như băng nhìn hỏa diếm mặt không chút thay thổi im lặng đột nhiên tay lật lại hỏa diễm trong nháy mắt bị dập tắt nhà đầu kia làm cái quỷ gì mà tự nhiên lại chủ động muốn gặp ta bất quá nếu đã chịu hạ giọng qua xem một chút cũng tốt nữ tử này lẩm bẩm nói nàng ta hiển nhiên cũng là một người cương quyết mạnh mẽ sau khi hóa thành một đạo bạch hồng liền rời khỏi lạc nhật điện bay thẳng về một hướng nào đó không bao lâu nữ tử này đã tới trước động phủ nam cung uyển sau khi thu liếm quang hoa liền hạ xuống nàng đánh giá bốn phía một chút hết thảy thoạt nhìn đều rất bình thường cấm chế ngoài động phủ vẫn như trước không có chỗ nào dị thường nàng lúc này mới yên tâm trực tiếp đi tới trước cửa động khoát tay một đạo pháp quyết màu trắng đánh vào cửa đá đại môn liền tự động mở ra băng lãnh nữ tử không khách khí không nhanh không chậm đi vào tham kiến sư tổ phía sau cửa đá sớm đã có một người đứng đợi vừa thấy nữ tử này tiến vào liền lập tức hành đại lễ nhìn khuôn mặt đúng là cô gái áo vàng kia Tu vi của ngươi so với lần gặp mặt trước tựa hồ tinh tiến một ít, xem ra đan dược ta cấp ngươi đã dùng rồi." Băng Lãnh Nữ Tử thờ ơi nhìn vào hai mắt cô gái, thản nhiên nói. Sau đó hướng vào trong động phủ chậm rãi đi tới, "Đa Tạ sư tổ ban thuốc, nếu không đệ tử sao có thể tinh tiến nhanh như vậy?" Cô gái áo vàng cúi đầu thật thấp, nhanh chóng trả lời, "Ngươi biết là tốt rồi, Nam cung Uyển sư muội ở trong phủ vẫn bình thường chứ? Không có cử động cổ quái gì chứ?" Nữ tử này lại hỏi không có nam cung sư tổ hôm nay ngoại trừ gặp một vị đệ tử thì cũng không có hành động gì khác cô gái cẩn thận nói việc này ta đã nghe lam sư thúc của ngươi dùng truyền âm phù nói qua đệ tử nọ tựa hồ chuyển giao lễ vật gì đó hắn đã rời đi rồi chứ đệ tử nọ chỉ là một gã quản sự cấp thấp đã rời đi từ nửa ngày trước nhưng sau khi nam cung sư tổ nhận được lễ vật tựa hồ có chút không vui cô gái tiếp tục cung kính trả lời ồ lễ vật gì mà làm cho sư thúc tổ ngươi lại không vui vậy Nữ tử này nghe vậy, thần sắc vừa động hỏi, cũng không có gì, chỉ là một cây ngân kiếm mà thôi. Nhưng khi Nam Cung Sư Tổ thấy kiếm này, bộ dáng hơi có chút kích động. Cô gái áo vàng cúi đầu xuống thấp hơn nữa, nhất nhất rõ ràng nói ra. Có lẽ là tán tu mà Nam Cung Sư muội trước kia khi đi du lịch kết giao. Chuyện này cũng rất bình thường, băng lãnh nữ tử đầu tiên là ngẩn ra, nhưng sau khi ngẫm lại, lộ ra một tia kinh ngạc nói. Sư Tổ nói rất đúng, khi Nam Cung Sư Tổ thu được ngân kiếm, sau khi tự xem xét một hồi lâu, mới đột nhiên phát ra truyền âm phù muốn gặp sư tổ. Có thể làm cho vị Nam Cung sư muội này thay đổi chủ ý, thật có chút ngoài ý liệu. Sư tỷ Nam Cung huyền tựa hồ có chút tò mò, sau này tiếp tục để ý nhất cử nhất động của sư muội linh phù cao cấp mà ta đưa cho người với pháp lực tu vi đã bị cấm chế hơn phân nửa của sư muội hẳn là sẽ không phát hiện ra sự giám thị của ngươi. Nếu làm tốt việc này, ta sẽ cấp cho ngươi rất nhiều chỗ tốt. Vị đại trường lão hiểm Nguyệt Tông lạnh nhạt phân phó. Khi đang nói chuyện, hai người đã đi tới bên ngoài đại sảnh. Tuân mệnh sư tổ, nam cung sư tổ đang ở trong thính đường đợi người. Cô gái áo vàng nhỏ giọng cực thấp đáp, sau đó dẫn nàng tới lối vào của đại sảnh. Băng lãnh nữ tử vốn định dựa theo thói quen cẩn thận ngày xưa, quan sát bốn phía thính đường xung quanh một chút rồi mới vào. Nhưng khi nàng mới vừa lộ diện tại bên ngoài thính đường, bên trong liền truyền đến thanh âm của nam cung uyển. Sư tỷ, tỷ vào đi, chuyện tỷ muốn ta làm, vì bổn tông ta có thể miễn cưỡng đáp ứng nhưng ta có một điều kiện người trước tiên phải hứa với ta mới được thanh âm nam cung uyển thư thả cực kỳ bình tĩnh vị sư tỷ này vừa nghe xong trên mặt lộ ra vẻ kinh hỷ nàng nhất thời không suy nghĩ nhiều bước tới đồng thời vui mừng nói nam cung sư nguội nguội rút cuộc đã nghĩ thông suốt thật sự là rất tốt vô luận là điều kiện gì chỉ cần nguội đồng ý gã cho trưởng lão hóa ý môn ta đều đáp ứng nếu có thể mượn thực lực của ngụy vô nhai hưng thịnh của yểm nguyệt tông chúng ta cũng chỉ là trong tầm tay. Nói xong lời này, nàng nhìn vào bên trong, hết thảy mọi thứ bên trong đều rơi vào trong mắt nàng. Nam Cung Uyển đang ngồi trên ghế, trong tay cầm một ngân kiếm luyện chế thô lậu, đặt ngang trước người, đôi mắt xinh đẹp đang ngắm nghía, thưởng thức. Dường như những lời vừa rồi không phải xuất phát từ trong miệng của nàng vậy. Vừa thấy loại tình cảnh này, băng lãnh như tử tự nhiên sừng sốt, di chuyển cũng chậm lại vài phần nhưng nàng ta đã vào trong đại sảnh một tia kinh nghi trong mắt hiện lên, vị sư tỷ của Nam Cung Uyển đang muốn mở miệng nói cái gì nhưng thần sắc lập tức biến đổi, cánh tay không chút dấu hiệu đánh về phía sau. Kiếm mang cực kỳ sắc bén từ năm đầu ngón tay bắn ra, mà chỗ hướng tới chính là nơi cô gái áo vàng đứng. Cô gái đối mặt với công kích, bỗng nhiên ngẩng đầu lên cười quy dị, thân hình sau đó nhỏ lại, hoàng quang chấp động, cả người biến vào trong vách đá, lưu lại trên mặt đất một bộ quần áo màu vàng bị cắt nhỏ. Cô gái đã biến mất vô ảnh vô tung vừa thấy loại thổ độn thuật không giống bình thường này, quang hoa trên người băng lãnh nữ tử không chút trần chờ chợt lóe, cả người vội vàng bay vụt về phía sau, muốn thoát khỏi đại sảnh. Nhưng ngay lúc thân hình vừa mới bay lên thì một thanh cự kiếm dài khoảng vài trượng từ ngoài cửa bắn tới, hung hăng chạm xuống, tưởng như muốn đem nữ tử này bổ thành hai nửa. Sắc mặt nàng ta khẽ biến, mười ngón tay đột nhiên bắn ra mười đạo hàn mang dài khoảng một thước, vừa kịp công kích lên cự kiếm. Âm một tiếng vang lên, thanh quang, bạch mang đan vào nhau, cự kiếm cùng nữ tử này đồng thời bị bắn về sau. Băng lãnh nữ tử lui mấy trượng liền dừng lại, quang hoa màu xanh của cự kiếm tán đi, đột nhiên hóa thành hơn 10 khẩu phi kiếm, bay quanh, ở trong kiếm trận hiện ra một gã thanh niên tướng mạo bình thường. Hắn lúc này đang mỉm cười, thản nhiên nhìn nữ tử nọ. Chuyện gì vậy, nam cung sư muội người này cùng kẻ vừa rồi giả mạo Ngọc Nhi là ai? Khi nữ tử này thấy rõ tu vi của Hàn Lập, ánh mắt co rụt lại, băng Hàn nói sau đó tay nàng vỗ một cái vào bên hông, một khối lệnh bài màu đỏ xuất hiện. Cấm chế lệnh bài, ánh mặt hàn lập xoay chuyển, nhìn thẳng vào lệnh bài, trầm giọng nói. Hừ, quả nhiên nam cung sư muội đã nói hết thảy cho ngươi nghe. Mặc dù ta không biết ngươi là ai nhưng chuyện bên trong tông môn yểm nguyệt tông, đạo hữu tốt hơn hết nên nhanh chóng thu tay. Nếu không, các hạ sẽ đồng thời phải thời đối mặt với sự đuổi giết của lục phái chúng ta. Nữ tử lạnh lùng uy hiếp nói, sư tỷ cần gì phải hù dọa, Sư muội không phải là không có hảo hữu chi tâm ở trong lục phái. Nếu biết sư tỷ đối phó đồng môn như thế, chỉ sợ sẽ phản đối sư tỷ mà thôi. Mặc dù lệnh bài trong tay tỷ có thể dẫn phát cấm chế trên người muội, nhưng tỷ nghĩ rằng muội sẽ cho tỷ thời gian phát động lệnh bài, dẫn động khốn tâm thuật hay sao chứ? Nam cung Uyển thu hồi ngân kiếm trong tay, đứng tại chỗ bình tĩnh nói. Sau đó Nam cung Uyển hé miệng, phun ra một chiếc viên hoàn màu đỏ tử. Đó đúng là bổn mạng pháp bảo chu tước hoàn của nàng. Nghe nói thế, ánh mắt băng lãnh nữ tử âm trầm, thấy Hàn Lập phía đối diện cũng không có ý định lui bước, trên mặt nàng ta lúc này chợt lóe lên vẻ cay độc, đột nhiên phất tay áo. Hai khẩu phi kiếm một trắng một đen trước sau bay ra, sau khi xoay quanh một cái, hình thể liền tăng vọt, hóa thành hai cự kiếm dài khoảng một trường. Bạch sắc phi kiếm trắng tinh như tuyết, tản ra hàn khí lạnh thấu xương, hắc sắc phi kiếm thì cực nóng, ngọn lửa màu đen chập chờn lóe lên, đúng là một đôi âm dương băng hỏa kiếm hiếm thấy. Sau đó nữ tử này cười lạnh một tiếng, ngọc thủ nhẹ nhàng nắm lệnh bài màu đỏ rung lên, cúi đầu niệm chú, nhất thời linh quang trên lệnh bài chấp động, một tầng hồng quang yêu dị dần dần xuất hiện. Nhưng Hàn Lập sớm đã chú ý tới từng cử động của nàng ta nên sao có thể để nàng ta thuận lợi phát động cấm chế được. Lúc này hắn không chút nghĩ ngợi nhấc tay lên, một cái chuông nhỏ màu bạc trực tiếp bay ra, hóa thành một đạo ngân quang không ngừng xoay quanh trên đỉnh đầu. Sau đó Hàn Lập thúc giục pháp quyết, tiếng chuông ông minh đánh thẳng về phía nữ tử băng lãnh kia sóng âm màu bạc xuất hiện, trực tiếp bao vây người đối diện. Cơ hồ cùng lúc đó, hai tay hàn lập chập lại rồi dương ra hai bên hai đạo pháp quyết một xanh một đỏ phân biệt đánh vào hai cột trụ ở gần đó. Pháp trận cấm chế được bố trí trong đại sảnh liền được phát động. chương 715, ngưng quang bảo kính giữ luân hồi thần quang. Bốn phía đại sảnh hiện lên tia khói xanh đỏ, bay về phía băng lãnh nữ tử. Công kích âm ba của Ngân Trung cũng lập tức đánh tới trước mặt nàng ta. Thần sắc nữ tử không thay đổi, Điểm chỉ vào hai thanh phi kiếm trước người, hắc bạch quang mang chấp động, sau đó phi kiếm nhẹ nhàng xoay tròn một vòng, hàn khí cùng sóng nhiệt trong nháy mắt bộc phát ra, hình thành một cái quang cháo hai tầng trắng đen. Màu trắng bên ngoài, màu đen bên trong, hỗ trợ lẫn nhau. Khi ngân ba công kích đến trên quang cháo, giống như một đi không trở lại, phản phất không có một điểm hiệu quả. Nhưng cấm chế quang hà hai màu đỏ xanh tiếp theo liền đem cả nữ tử này bao bọc vào bên trong. Lúc này nam cung huyền cũng ra tay hoàng quang chu tước hoàn trước người chợt lóe, bục một tiếng, hóa thành một đám lửa thật lớn, thanh thế mạnh mẽ đánh tới giữa đại sảnh. Cùng lúc đó tay kia của nàng bỗng khẽ động, một đạo xích hồng ám mang chợt lóe qua, trong nháy mắt liền biến mất trong tay. Nếu không phải thần thức hàn lập vô cùng cường đại thì cũng không phát hiện được một kích âm thầm này của Nam Cung Uyển. Một tiếng kêu của nữ tử từ trong quang hà truyền ra cơ hồ cùng lúc với ám mang đánh tới. Chu tà thứ, người dĩ nhiên dùng vật ấy đả thương ta thủ đoạn của sư muội thật khá ta vẫn tưởng rằng sư muội đã dùng hết vật ấy không nghĩ tới lại còn lưu lại một quả băng lãnh nữ tử kinh sợ nói tựa như trong lúc bất chi bất giác đã phải chịu khổ sở bất quá mặc dù nghe thanh âm của nữ tử này lộ vẻ đau đớn nhưng nguyên khí vẫn rất sung túc hàn lập liền biết đối phương chỉ bị thương nhẹ hơn phần nửa là nam cung uyển vì muốn cắt đứt đối phương thúc giục lệnh bài mới thi triển ra chiêu đó cho nên sau khi thúc giục cấm chế trong đại sảnh bàn tay hàn lập lật lên thiên trọng phong liền ẩn ẩn hiện hiện xuất hiện trong tay. Tiếp theo hắn ném lên không trung, một đạo pháp quyết đánh nhanh vào ngọn tiểu sơn. Mà băng lãnh như tử giờ phút này đang bị quang hà bao trùm, tựa hồ như tạm thời bị cấm chế quang hà vậy khốn. Lại bị chu tước hoàn hóa thành đám lửa công kích, trong nháy mắt bị bảy tám đạo hỏa xà giữ tợn từ đám lửa dây dưa cắn xé. Một biển lửa ngập tràn trong đại sảnh, mắt thấy ngọn tiểu sơn đã biến lớn cỡ năm sáu trượt, khi Hàn Lập đang muốn thúc giục bảo vật này thì một tiếng phốc xa xa truyền đến, một đạo ngũ sắc quang trụ từ trong biển lửa bắn ra. Những nơi đi qua vô luận là hà quang hay là ngọn lửa trong sảnh, tất cả đều bị cột sáng này quét sạch, thế như trẻ tre. Một trận âm thanh bang bang từ không trung truyền ra, chỉ thấy cột sáng vốn cực kỳ linh hoạt đột nhiên liền ngưng trụ bất động. Một viên hoàn đỏ đậm tại trong cột sáng chuyển động quay tròn không ngừng, bị cấm chế bên trong cột sáng, không cách nào thoát thân. Ngưng quang bảo kính, ánh mắt hàn lập co rút lại, sắc mặt trịnh trọng thì thào một tiếng. Trước lúc nữ tử này đến, Nam Cung Uyển hiển nhiên đã đem công pháp bảo vật của sư tỷ đại khái nói một lần, để cho Hàn Lập khi đối địch nắm chắc thêm một hai phần. Mà ngưng quang bảo kính kia chính là một kiện cổ bảo mà Nam Cung Uyển nhắc tới nhiều nhất, cũng là một trong những bảo vật thành danh của sư tỷ nàng, có thần thông rất lớn. Lại nói tiếp, pháp khí thanh ngưng kính mà Hàn Lập tìm được tại trong huyết sắc thí luyện năm đó, chính là một dạng phỏng chế đơn giản của cổ bảo này, luận uy lực thì không bằng một phần trăm của ngưng quang bảo kính. Nhưng cho dù là thế, đại danh của nó vẫn rất lừng lẫy trong đám tu sĩ cấp thấp gọi là đỉnh cấp pháp khí cũng có thừa tư cách do đó có thể hiểu được uy lực to lớn của ngưng quang bảo kính bây giờ cấm chế quang hà cùng hỏa diễm đều bị cột sáng nọ phá đi không thể vây địch thân ảnh băng lãnh nữ tử một lần nữa lại hiện ra nàng ở trong hắc bạch quang cháo một tay bắt quyết thu lại tấm kính ánh mắt hàn lập xoay chuyển rơi trên bảo kính mà danh tiếng của nó trong tu sĩ nguyên anh kỳ cũng không nhỏ kính này không lớn cỡ như thanh ngưng kính nhưng toàn thân đen bóng mặt gương đen tối khiến cho người ta cảm thấy âm u nhưng từ đó lại bắn ra một đạo ngũ sắc quang trụ cực kỳ tương phản làm cho người ta cảm thấy có chút quái dị mà lệnh bài cấm chế vốn được cầm trong tay lại không thấy bóng dáng ngược lại ngọc thủ bắt quyết khi nãy lại có vết máu loang lỗ giống như đã bị thương thật sự có chút khó tin xem ra chính là do chu tà thứ hiện tại thấy bổn mạng pháp bảo của nam cung uyển bị thần thông của kính này vây khốn hàn lập hiển nhiên sẽ không khoang tay đứng nhìn Hắn không nói tiếng nào hướng Hắc Sơn điểm chỉ, sau khi bảo vật này rung nhẹ lên, trong nháy mắt biến mất tại chỗ, nhưng sau một khắc liền xuất hiện trên đỉnh đầu của băng lãnh nữ tử, khí thế hung hăng áp xuống. Nữ tử xinh đẹp ở phía dưới cười lạnh một tiếng, ngưng quang kính cầm trong tay hướng lên trên, tay kia đồng thời đánh một đạo pháp quyết lên mặt ngoài hương. Nhất thời cột sáng khẽ rung lên, bỗng nhiên phân ra một cột sáng khác nhỏ hơn một chút, cực nhanh bắn về ngọn hát Sơn đang đè xuống. Tưởng như cũng muốn chế trụ bảo vật này. Hàn Lập đã có phòng bị, đâu dễ dàng cho phép nó thành công, hai tay không suy nghĩ liền bắt quyết. Ngọn Hắc Sơn đang có xu thế hạ xuống bỗng nhiên ngừng lại, sau đó liền quay tròn, từ phía dưới bắn ra một mảng khói đen thật lớn. Vừa lúc đón nhận cột sáng đánh tới, Hắc Quang đem cột sáng bao bọc vào trong, băng lãnh nữ tử bên dưới cũng bị cuốn vào trong đó. Hắc Bạch Quang cháo trên người nữ tử tại trong Hắc Sắc Quang Hà khẽ dao động, nàng ta bỗng nhiên cảm giác được linh khí quanh thân rối loạn, thiếu chút nữa làm cho cột sáng được phun ra từ trong kính tán xạ. Thân ảnh nữ tử tại trong hắc quang nhất thời ảm đạm. Thân sắc nàng khẽ biến, không chút trần chờ há miệng, một đoàn tinh khí phun lên trên mặt kính, tức thì cột sáng đang nghênh hướng hắc sơn liền sáng hơn ba phần, cũng lập tức hóa thành một đám khói ngũ sắc, nhẹ nhàng nâng đám khói đen và ngọn tiểu sơn lên, không cho hạ xuống. Hai thứ trong lúc đó ma sát vào nhau, tạo thành những âm thanh bạo liệt. Nhất thời chẳng ai hơn ai, Nam Cung Uyển thấy vậy, tinh thần phấn chấn đột nhiên thúc giục chu hoàn thước đang bị nhốt nhất thời bảo vật này liền không ngừng biến hóa lúc lớn lúc nhỏ dường như muốn liều mạng thoát khỏi cấm chế trong khoảng thời gian ngắn hình thành nên cục diện hai người liên hợp đối kháng với sư tỷ nam cung Uyển. thủ đoạn của ba người dĩ nhiên không chỉ có bao nhiêu đó cho nên khi thấy cục diện này xuất hiện cơ hồ ba người đều hành động tay hàn lập hướng bên hông vỗ một cái đem túi linh thú ném ra tiếng vù vù nổi lên vô số phi trùng rực rỡ ánh vàng bay ra hình thành một khối trùng vân đáng sợ. Còn từ trong miệng Nam Cung Uyển truyền ra một trận chú ngữ trong trẻo, trên khoảng không cách đỉnh đầu vài thước bỗng nhiên hiện lên vầng sáng đỏ đậm thật lớn, giống như Phật quang không ngừng lưu truyền, càng lúc càng chói mắt. Luân hồi thần quang, Nam Cung sư muội, người thật muốn liều mạng sao? Dám vận dụng thần thông này? Băng lãnh nữ tử thì cầm bảo kính trong tay hướng đỉnh đầu phóng lên, hai tay chập lại, lấy ra một lá cờ màu xanh lục nhưng khi thấy vầng sáng trên đầu Nam Cung Uyển xuất hiện sắc mặt không khỏi âm trầm nói, Nàng mặc dù đối với trùng vân màu vàng mà Hàn Lập phóng thích ra rất kinh ngạc nhưng cũng không để ở trong lòng. Hiển nhiên không nhận ra mấy con vệ kim trùng kia đã gần tới thời kỳ trưởng thành. Nếu sư tỷ không muốn liều mạng, vậy thì giao ra cấm chế lệnh bài khốn tâm thuật rồi để hai người chúng ta rời đi. Nam Cung Uyển thần sắc như thường, bình tĩnh nói. Hừ, khẩu khí thật không nhỏ. Luân hồi thần quang mặc dù lợi hại nhưng tưởng rằng có thể đối phó được ta sao. Băng lãnh nữ tử hư lạnh một tiếng, sát khí trên mặt chợt lóe, đồng thời hé miệng, phun ra một huyết sắc tiểu kiếm. Kiếm này chỉ cỡ một tấc nhưng toàn thân màu đỏ trong suốt, phóng ra huyết quang chói mắt. Mà bên trong kiếm lại mơ hồ có một tia hắc khí lượn lờ, cực kỳ quỷ dị. Mà tiểu kiếm sau khi hiện thân lại không chờ nữ tử thúc dục, liền tự động rung lên, một cổ máu tanh nhất thời tràn ngập đại sảnh. Huyết ma kiếm, sư tỷ từ lúc nào lại tìm được ma khí này? Sư tỷ vận dụng vật ấy không sợ ma khí cắn trả sao? Nam Cung Uyển vừa thấy huyết sắc tiểu kiếm, ý cười trên mặt liền tiêu tan, nhìn băng lãnh nữ tử trầm trầm nói. Cắn trả, sư muội yên tâm, nếu ta vận dụng bảo vật này căn bản sẽ không tốn nhiều thời gian để đánh bại các ngươi, làm sao lại để cho ma khí có cơ hội cắn trả. Bây giờ ta hỏi sư muội một lần cuối cùng, vì hưng thịnh của bổn tông, sư muội có chịu gả cho ngụy ly thần hay không? Nếu không đồng ý, một lát nữa khi ma kiếm nổi điên lên, ta cũng không có mười phần nắm chắc có thể khống chế uy lực của nó. Vạn nhất đả thương sư muội, lúc đó đừng trách ta không có nhắc nhở trước. Băng lãnh nữ tử không khách khí nói, tựa hồ đối với huyết ma kiếm mười phần tin tưởng. Tỷ không cần hỏi thêm cái gì nữa, cho dù uyển nhi nguyện ý vị yểm nguyệt tông mà hy sinh thì ta cũng quyết sẽ không đồng ý việc đó. Ngươi hãy bỏ cái suy nghĩ kia đi, hàn lập nhìn huyết sắc ma kiếm liếc mắt một cái, thản nhiên nói, căn bản tựa hồ không đem kiếm này để trong lòng. Ngươi rút cuộc là ai? Nhìn thần thông tu vi của ngươi cũng không thấp, hẳn không phải là hạng người vô danh mới đúng trong trí nhớ ta tựa hồ không có một tu sĩ Nguyên Anh Kỳ như ngươi. Chẳng lẽ là mới tiến cấp lên Nguyên Anh Kỳ, Uyển Nhi, gọi thân mật như thế xem ra sư muội ta không chịu lập gia đình, hơn phân nửa là bởi vì ngươi. Tinh quang trong mắt băng lãnh nữ tử trượt lẽ, nhìn hàn lập chằm chằm, bỗng nhiên nổi lên sát khí. chương 716, Huyết Ma Kiếm, ta là ai không quan trọng, quan trọng là đạo hữu cần gì phải cố chấp như thế. Đem lệnh bài cấm chế khốn tâm thuật giao ra đây, chúng ta lập tức để đạo hữu rời đi ngay. Về phần huyết ma kiếm này, mặc dù ta không biết là vật gì nhưng nó còn không đủ khả năng làm cho ta phải rẻ chừng. Đạo hữu tốt nhất không nên ỷ trượng vào nó. Hàn lập lời nói không nhanh không chậm tại đại sảnh vang lên. Không tạo nên uy hiếp, người có biết huyết ma kiếm là vật gì không mà dám khoa trương như thế. Cũng tốt, ta giết người trước thì nam cung sư muội có thể sẽ hồi tâm chuyển ý. Băng lãnh nữ tử dương mắt nhìn Hàn lập, mở miệng độc ác nói. Tiếp theo nàng đột nhiên cắn vào đầu lưỡi, phun ra một ngụm tiên huyết lên trên huyết sắc tiểu kiếm, hai tay bắt pháp quyết. Tiểu kiếm lớn lên vài thước, huyết quang đại thịnh, dài tới ba thước cực kỳ yêu dị, mùi máu tanh bốc lên, ai người thấy chỉ muốn nôn. Băng lãnh nữ tử lại càng không thèm để ý, giơ tay cầm lấy chuôi kiếm, sau đó cả người linh quang đại phóng, linh lực toàn thân rót vào bên trong huyết kiếm. Không tốt, chàng mau xuất thủ, ngàn vạn lần không thể để tỷ ấy công kích trước, nam cung uyển sắc mặt tái mét, không thể bảo trì sự trấn định, Lo Âu hướng Hàn Lập hét lên. Huyết Ma kiếm quả thật đáng sợ, Nam cung Uyển hiểu rất rõ nên không tin không đủ uy hiếp như lời Hàn Lập nói. Bởi vậy nàng cũng chẳng chú ý gì đến Luân Hồi Thần Quang vẫn chưa hoàn toàn hoàn thành mà đột nhiên điểm chỉ lên vầng sáng lớn ở trên đầu. Vầng hào quang trên đầu run lên, tiếp theo bắt đầu nhanh chóng chuyển động, một lát sau một đạo hào quang yêu dị từ giữa vầng sáng bắn ra như cầu vồng giữa trời xanh, diễm lệ dị thường, khoảnh khắc đã tới trước người băng lãnh nữ tử. Băng lãnh nữ tử thấy vậy, không thèm nhìn lấy một chút, cánh tay nhấc lên, ném ra một cây cờ nhỏ hình tam giác. Lá cờ nhỏ này từ bàn tay xinh xắn bay ra, hóa thành một mảng xương mù màu xanh, hướng về phía trước nghênh tiếp. Quang hoa hiện lên, đạo hào quang tiến vào bên trong lục vụ, tiếp đó âm thanh trầm đục vang lên. Đạo hào quang nọ giống như dao long xuất thủy, khi vừa tiếp xúc lập tức chiếm thượng phong, vùng vẫy giữa xương mù trùng trùng và muốn lao ra. Nhưng lục vụ phản phất như âm hồn bất tán dưới sự điều khiển bởi thần thức của nữ tử, tầng tầng lớp lớp dây dưa không dứt nên đào hào quang nhất thời không cách nào phá tan được lục vụ. Thấy cảnh này Nam Cung Uyển thần sắc đại biến còn trên mặt băng lãnh nữ tử hiện lên một tia vui mừng. Ngay sau đó, huyết sắc trường kiếm trong tay nữ tử hoành ngang, chém xuống đỉnh đầu Hàn Lập với thế mạnh tượng ngàn cân. Không gian kịch liệt dao động bỗng nhiên xuất hiện tại đỉnh đầu Hàn Lập, không biết từ đâu xuất hiện một đạo kiếm khí thật lớn. Kiếm khí này tinh quang như máu, là khí tận trời, không chút khách khí chém xuống dưới. Bên kia băng lãnh nửa tử sau khi chém ra một kiếm thì người giống như bị lấy đi một nửa tinh khí vậy, sắc mặt trong nháy mắt trở nên đỏ bừng. Hơn nữa quang mang chợt lóe, huyết kiếm khôi phục lại hình dạng ban đầu rơi vào trong tay. Kiếm khí chỉ đi được nửa đường mà thiên địa linh khí xung quanh như trăm sông cuồn cuộn chảy ra biển, bị kiếm khí màu đỏ hấp thu toàn bộ. Còn Hàn Lập chỉ cảm thấy toàn thân căng thẳng, thân hình nhất thời bị giam cầm bên trong, không thể bắt quyết làm phép tựa như một khúc cây không thể nhúc nhích chút nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn kiếm khí không chút dao động chậm rãi chém xuống. Huyết tinh chi khí trực diện đánh tới, chứng kiến một màn này, sắc mặt nam cung uyển tái nhợt mà trên mặt băng lãnh nữ tử lại hiện lên vẻ châm chọc. Ngay lúc hai người tưởng rằng lần này Hàn Lập gặp phải đại nạn thì Hàn Lập lại hít sâu một hơi, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào kiếm khí huyết sắc. Âm thanh như tiếng sấm vang lên, kim quang cuồng thiểm. Một tầng điện hồ màu vàng nhạt di động bao bọc bên ngoài toàn thân Hàn Lập hàn băng nữ tử hơi sửng sốt, rồi nhanh chóng phản ứng, huyết sắc kiếm khí điên cuồng chém vào trong điện võng. Oanh ầm ầm một loạt tiếng nổ vang, điện quang và huyết khí liền đan xen vào nhau. Nhìn kiếm khí cực lớn khí thế kinh người nhưng do kim sắc điện hồ quấn quanh, quang mang cuồng hiện, tả sung hữu đột nhưng lại vô pháp chặt đứt điện võng. Ngược lại dần dần bị bao lại từng tầng từng tầng, chỉ giống như một con cá lớn chui vào lưới đang mạng dãy ruộng. Cấm cố trên người hàn lập ngay lúc ích tà thần lôi xuất ra điện võng thôn vệ, cũng hoàn toàn biến mất. Hắn nhìn kim hồ, kiếm khí trên không trung, trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Nếu hắn cảm ứng không sai, ích tà thần lôi tạo thành kim võng mặc dù đem huyết sắc kiếm khí vây khốn nhưng ích tà thần lôi tự thân cũng bị kiếm khí tiêu hao. Nếu không phải hắn xuất ra một lượng lớn thần lôi thì có thể vây khốn được kiếm khí quỷ dị này hay không cũng rất khó nói. Lại còn có tà khí mà đạo mà ích tà thần lôi không có cách nào khắc chế, đây đúng là lần thứ nhất hắn được chứng kiến. Tuy nhiên nếu cứ tiếp tục thì hơn phân nửa huyết sắc kiếm khí và thần lôi sẽ lưỡng bại câu thương, đồng dạng cùng tiêu tán. Hắn tự nhiên sẽ không chờ mắt nhìn kết quả này phát sinh. Nghĩ tới đây, hàn lập sắc mặt trầm xuống, hai tay hướng lên trời, lưỡng đạo kim hồ trong tay điên cuồng phun ra, vừa lúc xuyên thấu qua kim võng kích vào huyết sắc kiếm khí. Điệu hồ màu vàng cuồng kích một hồi, kiếm khí ngân lên một tiếng rút cuộc cũng tan ra, hóa thành một đoàn huyết vụ nhỏ, lơ lửng bất động giữa không trung. Hàn lập không chút nghĩ ngợi, hướng về phía kim võng trên đầu điểm chỉ nhất thời kim võng thu lại hoàn toàn bao vây lấy đoàn huyết khí nọ rồi sau đó hóa thành một quả cầu màu vàng lớn bằng nắm tay rơi vào trong tay hàn lập sau đó thần sắc hàn lập không thay đổi liếc nhìn về phía nữ tử đối diện mục kích một màn vừa rồi bằng lãnh nữ tử cả kinh miệng mồm há hốc trên mặt hiện lên vẻ không thể tin nổi ngay cả nam cung huyền cũng ngẩn ra một kích toàn lực của huyết ma kiếm lại không có công hiệu điều này làm cho hai nàng thất thần Kiếm này từ khi xuất hiện một cách quỷ dị tại Thiên Nam cho đến nay cũng không ai biết là cổ bảo hay pháp bảo. Bởi vì kiếm này có thể giống như pháp bảo thu vào trong cơ thể nhưng lại không cách nào luyện hóa nhận chủ như pháp bảo, cơ hồ ai có được kiếm này cũng có thể phát ra uy lực kinh người. Đối mặt với thế công của nó, ngoại trừ sớm bỏ chạy, cơ hồ không gì có thể kháng cự. Dùng công pháp, pháp bảo đón đỡ, 89 phần 10 đều bị chém làm hai đoạn. Đương nhiên ngoài việc tổn hao một lượng lớn máu huyết nguyên khí, còn phải đề phòng ma khí trên thân kiếm cắn trả. Bởi vì sau khi vận dụng huyết ma kiếm, căn cứ thời gian dài ngắn, chân nguyên trong cơ thể đều bị nhiễm một tia ma tính, nếu tích lũy quá nhiều sẽ xuất hiện hiện tượng ma khí cắn trả mà mất đi lý trí, cuối cùng ma hóa cuồng điên mà chết. Loại bảo vật giống như vậy ở thiên nam còn có vài kiện khác, cho nên tu sĩ thiên nam gọi chúng là ma khí, đối với chúng vừa yêu vừa hận. Nhưng Hàn Lập cũng không chờ đợi hai nàng khôi phục, ngược lại trong miệng phát ra một tiếng bén nhọn, đám trùng màu vàng đang bay ở một bên giữa không trung liền ảo ảo công kích tới nữ tử băng lãnh nọ. Một kích này của Hàn Lập làm cho băng lãnh nữ tử bừng tỉnh. Nàng cực kỳ kinh sợ há hốc mồm, lại phun ra một tiểu kiếm màu bạc, hai tay nhanh chóng bắt quyết. Quang mang trên ngân kiếm xuất hiện, phốc, âm thanh vang lên. Tiểu kiếm sau khi run rẩy liền hóa thành hàng ngàn đạo hào quang nhỏ như tơ, bén nhọn phá không bay tới, nghênh đón đám kim sắc trùng vân. Hóa kiếm vi ti, hàn lập nhướng mày lẩm bẩm vị sư tỷ của Nam Cung Huyền thì ra là một vị kiếm tu, trả trách mà trên người Pháp bảo đa số đều là phi kiếm. Lúc này Ngân Ti cùng Kim Vân va chạm với nhau, phách phách ba ba thanh âm vang lên, vô số đóa kim hoa từ không trung rơi thẳng xuống, Kim Vân thưa thất đi nhiều. Hàn Lập nhìn thấy cảnh này, trong lòng trầm xuống, phệ kim trùng hiện nay vẫn không có cách nào đánh lại tu sĩ Nguyên Anh kỳ sao. Điều này quả thật làm hắn hao phí quá nhiều tâm huyết mà ngân kiếm trong nháy mắt xuyên qua kim vân rồi quay đầu lại tấn công thêm một lần nữa tự nhiên lại có rất nhiều phệ kim trùng từ trên không rơi xuống băng lãnh như tử thấy cảnh này trong lòng mới có chút buông lỏng trải qua mấy lần liên tiếp như thế tất cả quái trùng đều bị tiêu diệt xem ra mấy quái chúng này không đủ khả năng tạo ra uy hiếp hàn lập tự nhiên cực kỳ thất vọng nhưng đột nhiên ánh mắt hắn nhìn xuống những con phệ kim trùng đang nằm trên mặt đất liền lộ ra vẻ vui mừng chỉ thấy đám phệ kim trùng đáng lẽ ra đã chết tự nhiên đồng thời chuyển động, phát ra âm thanh bén nhọt, lần nữa dương cánh bay lên, hóa thành từng đóa kim hoa rồi tụ tập lại, công kích tới vị sư tỷ của Nam Cung Uyển. Mà ngay lúc này từ trong lục vụ truyền ra một âm thanh phượng minh, tiếp theo quang mang vạn trược, lục vụ đột nhiên tan đi, hiện ra một vầng hào quang màu đỏ. Chỉ thấy vầng hào quang chợt lóe, chụp xuống băng lãnh nữ tử. Nàng ta thấy vậy, sắc mặt liền đại biến, thân hình nàng bỗng nhiên quay tròn trong màn hào quang, hóa thành một đạo cầu vồng hai màu hắc bạch muốn xuyên qua nóc đại sảnh mà đào tẩu nữ tử này trải qua một phen giao thủ rút cuộc cũng hiểu được chỉ bằng thực lực của nàng không đối phó được sự liên thủ của nam cung uyển và hàn lập do đó nàng tự nhiên muốn trốn ra khỏi động phủ triệu tập những người khác lại để liên thủ chế trụ hai người cho dù hàn lập cùng nam cung uyển lợi hại đến mấy cũng tuyệt không phải là đối thủ của ngàn vạn đệ tử yểm nguyệt tông huống hồ nếu nàng thoát ra bên ngoài thì còn có thể phát động đại trận chấn phái vây hai người vào trong được Chương 717, chỉ hoàn, vầng sáng đỏ đậm do Nam cung Uyển phát ra hiển nhiên không truy đuổi kịp, đạo hào quang vẽ thành hình cung, trong nháy mắt đến đỉnh đại sảnh, hung hăng công kích. Bụp một tiếng, hồng quang lại không có xuyên thủng ra mà trần nhà chỉ rơi ra một chút đá vỡ mà thôi. Băng lãnh nữ tử ngẩn ra, đang không rõ chuyện gì thì chợt thấy quang mang chợt lóe, một đàn tam sắc phi trùng từ phía trên bay xuống, sau đó kêu lên một tiếng bén nhọn, nhanh chóng tụ tập lại ở giữa, tạo thành một cái thuẫn lớn ba màu. Băng lãnh nữ tử trong lòng kinh hãi, không kịp suy nghĩ, đơn thủ dương lên, giữa ngón tay xuất hiện một đạo phù. Nam Cung Uyển thấy thế liền biết ý định của sư tỷ. Lúc này sắc mặt trầm xuống, cũng không quản gì đến luân hồi thần quang nữa mà đưa tay vỗ vào túi chữ vật, một lá cờ nhỏ màu hồng liền xuất hiện. Nam Cung Uyển không chút trần chờ ném xuống mặt đất phía dưới chân. Xoạt một tiếng, tiểu kỳ hóa thành một cổ khói hồng chui nhanh tiến vào đất. Băng lãnh nữ tử phất tay, phát động thần thông của lá phù, sau đó nàng bị một đoàn hoàng quang bao phủ vào trong, giống như sao sẹt bay lên phía trên. Phóc âm thanh vang lên, hoàng quang xuyên qua cửa thuẫn giống như chẳng có vật gì ngăn cản, trực tiếp bay về phía đỉnh đại sảnh ở phía sau. Nhưng cơ hồ cùng lúc đó, chú ngữ cũng từ trong miệng nam cung uyển truyền ra, nàng cũng phát động ẩn bí cấm chế trong phủ. Hồng quang chợt lóe lên khắp gian đại sảnh, một tầng quang mạc màu hồng chói mắt xuất hiện ở trên tường, ngay cả đỉnh đại sảnh cùng với nền đá xanh cũng lấp lánh không ngừng hồng quang dường như là khắc tính đối với hoàng quang do nữ tử băng lãnh hóa thành. Khi nó tiếp xúc với quang mạc thì không có khả năng độn suốt nữa mà ngược lại sau khi hai loại hào quang giao nhau thì một đám lớn hồng quang bay về phía đó giống như bị hút bằng nam châm, đem hoàng quang bao vậy lại bên trong. Sư tỷ của Nam Cung Uyển trong lòng kinh hãi nhưng nàng cũng là người có kiến thức rộng rãi. Sau khi suy nghĩ liền lập tức biết đây là loại cấm chế gì. Ngay lúc thần sắc nàng ngưng trọng thì ngón tay bắn ra một đạo bạch sắc kiếm mang băng hàn nhập xương khiến cho hồng quang thất linh bát lạc. Nữ tử băng lãnh vô cùng vui mừng, hoàng quang lúc này lại lóe lên, phá cấm thoát ra, trực tiếp đột nhập vào đỉnh của đại sảnh. Nhưng ai ngờ được khi thân hình nàng vừa tiến vào được một nửa thì trước mắt đột nhiên xuất hiện một đạo hào quang màu tím rồi nàng chợt thấy có cái gì úp xuống, đem nàng bao vây vào trong. Sau đó lôi mạnh nàng ra khỏi đỉnh của đại sảnh, theo sau là một tiếng cười khẽ, bóng trắng lóe lên, một thiếu phụ quyến rũ bóng xuất hiện, từ trong đỉnh đại sảnh đi ra. Trong tay nàng đang cầm một sợi dây màu tím cực kỳ lấp lánh mà đầu kia của sợi dây lại hướng đến nữ tử băng lãnh kia. Lúc này vì đại trưởng lão của Yểm Nguyệt Tông mới phát hiện có một cái lưới phát ra ánh sáng màu tím chụp lên người mình. Bảo vật này như có như không, thoát ẩn thoát hiện. Nữ tử băng lãnh cực kỳ kinh sợ và giận dữ, không chút nghĩ ngợi, mười ngón tay búng ra 10 đạo hắc bạch kiếm khí công kích sau đó chẳng an tâm tiếp tục hé miệng phun ra một đoàn hỏa diễm màu xanh quỷ dị đánh lên cái lưới. Hào quang màu tím sáng lên, vô luận là hắc bạch kiếm khí hay lục hỏa đều được tử võng tiếp được mà không chút hao tổn. Lần này nữ tử băng lãnh mới lộ ra vẻ kinh hoàng thực sự, nàng đang muốn cắn răng, thi triển thêm bí thuật tổn hao nguyên khí nào đó để thoát thân nhưng bạch y thiếu phụ liền cười khẽ, kéo sợi dây màu tím trong tay, đôi môi anh đào khẽ hô lên thu. Nguyên bản tử võng có chút lơi lỏng liền thu rút lại người trong võng bị cầm cố nên không có cách nào nhúc nhích được nữa. sắc mặt nữ tử băng lãnh trở nên đỏ hồng. từ sau khi nàng ngưng anh thành công thì đều được các tu sĩ khác ngưỡng mộ và kính trọng. có lúc nào trải qua loại tình hình kiểu này, càng đừng nói hôm nay nàng còn là tu sĩ nguyên anh trung kỳ. dưới sự nổi giận, trong mặt nàng ta lóe lên một tia hàn quang, linh lực quanh thân đột nhiên đại thịt, lớn hơn gấp mấy lần. trong mắt lờ mở có những đạo huyết sắc di chuyển. ngân nguyệt thấy vậy, nụ cười trên mặt chợt biến mất, trong lòng kêu to không tốt nàng đang muốn phát động ngọc dương chân hỏa của tử vân đâu thì thanh âm của nam cung uyển vội vàng truyền đến đừng hai tính mạng tỷ ấy cứ giao cho ta là được theo âm thanh này vang lên một vầng hào quang màu đỏ từ trên bay xuống bao vây lấy nữ tử băng lãnh vào trong vầng hào quang nhanh chóng xoay tròn từng đoàn từng đoàn hồng quang phát ra trong nháy mắt liền tràn nhập khắp đại sành hàn lập ở bên dưới chú ý hết thảy nhưng lúc này đột nhiên thấy tâm thần khẽ rung lên hoa đầu chóng mặt không nhịn được trong lòng cả kinh Trách không được mà nữ tử băng lãnh lại cố kỵ đối với luân hồi thần quang của Nam cung Uyển như vậy. Xem ra nó cũng cực kỳ lợi hại. Vầng hào quang sau khi luân chuyển trong thời gian một chén trà nhỏ liền dừng lại nhưng sắc mặt Nam cung Uyển lúc này cũng tái mét. Tiếp theo nàng giơ tay lên, bục một tiếng, vầng hào quang bỗng nhiên tán ra, hóa thành vô số tinh quang lấp lánh. Thân ảnh của sư tỷ nàng lúc này cũng xuất hiện, lơ lửng giữa không trung. Chỉ thấy nàng bị Tử Vân Đâu giam cầm nhưng linh khí kinh người trên thân đã khôi phục lại bình thường. Cả người hôn mê bất tỉnh, trên mặt mang theo một tia cười quỷ dị. Đây là, Hàn Lập có điểm kinh ngạc, người bị luân hồi thần quang của Thiếp Vây khốn thì cho dù Nguyên Anh xuất khiếu cũng không cách nào thoát được, ngoài ra thần quang này còn kèm theo thần thông mê hồn cực kỳ lợi hại. Sư tỷ tạm thời chỉ bị hôn mê, thế này mới có thể lưu lại cho tỷ ấy một mạng được. Sắc mặt Nam cung Uyển sau khi có một chút huyết sắc mới mỉm cười xinh đẹp giải thích cho Hàn Lập. Có thể khiến tu sĩ không thể nào xuất ra Nguyên Anh Trách không được mà sư tỷ của nàng rất kiên kỵ công pháp này. Nếu không phải giữ mạng cho nàng ta thì có thể thi triển thủ đoạn diệt sát nàng đi. Cần gì phải bó chân bó tay, phiền nhiễu như thế." Hàn Lập sờ sờ mũi, có chút bất đắc dĩ nói. "Diệt sát vị đại trưởng lão này thì không được, thiếp nếu có ý định theo chàng rời đi thì thực lực của Yểm Nguyệt Tông đã tổn thất rất lớn rồi. Nếu còn giết chết tỷ ấy thì tông phái nhất định sẽ bị chia năm xẻ bảy. Đại trưởng lão năm xưa của Yểm Nguyệt Tông có ơn với thiếp." Tuy thiếp không vì sư môn mà hy sinh thân mình nhưng cũng tuyệt đối không thể để yểm Nguyệt Tông gặp phải đại họa diệt môn. Nam Cung Uyển than nhẹ một tiếng, miễn cưỡng cười giải thích. Hắc hắc, thế nhưng vị sư tỷ này khi xuất thủ, hạ cấm chế đối với nàng thì không một chút lưu tình đó. Hàn Lập cười khổ một tiếng, thì thầm nói, điều này cũng chẳng sao, lưu lại tính mạng cho sư tỷ cũng tính là thiếp đã báo đáp đại ân của sư môn. Sau khi theo chàng rời đi cũng không quá thấp thỏm bất an. Tuy nhiên trận đấu vừa rồi thực quá nguy hiểm, thiếp thực sự không biết trong tay sư tỷ còn có loại ma khí nghịch thiên như huyết ma kiếm kia. Thiếu chút nữa hại tới chàng, nếu biết trước như thế thì thiếp, đôi mắt trong sáng của Nam Cung Uyển chấp động, trên mặt tràn đầy vẻ hối lỗi. Nhưng Hàn Lập đã sớm biết ý tứ của nàng, hắn lúc này cười cười, lờ đánh nói, nàng đừng lo, không có gì đâu, huyết ma kiếm chẳng phải không làm gì được ta hay sao. Nàng mau lấy lệnh bài cấm chế đi rồi chúng ta cùng xuống núi. Nam Cung Uyển lần này gật gật đầu, không có chút ý tứ phản đối. Ngân Nguyệt Nhu Thuận ở bên cạnh rung tay lên, tử vân đâu lập tức tản ra, cởi trói cho nữ tử băng lãnh. Nam Cung Uyển đi tới vài bước, không chút khách khí, ngón tay liên tiếp điểm ra, hạ mấy loại cấm chế trên người sư tỷ nàng rồi mới lấy túi chữ vật màu xanh trên thân. Sau khi dốc ngược xuống, hào quang lóe lên, một đống đồ xuất hiện. Hàn Lập thấy thế cũng tò mò đi tới, lệnh bài khốn tâm thuật kia tự nhiên dễ dàng tìm được, nam cung uyển sau khi nhận thấy sắc mặt liền lập tức trở nên vui mừng mà ánh mắt của hàn lập sau khi liếc qua một lần đột nhiên phất tay một kiện đồ vật trực tiếp bay vào tay hắn đấy là một chiếc nhẫn tinh xảo khéo léo toàn thân đen bóng hàn lập nhíu mày đem vật này để trước mắt lật qua lật lại xem xem mấy lần chàng lấy vật đó để làm gì thứ ấy hình như chỉ giống như một loại pháp khí phổ thông mà thôi nam cung uyển kinh ngạc hỏi hàn lập nghe vậy mỉm cười tay đột nhiên vỗ vào túi chữ vật một cái hộp ngọc bỗng nhiên xuất hiện sau khi thanh quang lóe lên nắp hộp mở ra trong đó có một chiếc nhẫn màu đen giống hệt ồ nam cung uyển thấy thế liền lộ ra vẻ ngạc nhiên hàn lập đem hai chiếc nhẫn gần lại với nhau sau khi so sánh thì thấy chúng quả nhiên không có linh khí tiếp theo hắn bỏ cả hai vào hộp ngọc rồi thu vào túi chữ vật nam cung uyển mỉm cười không để ý cũng không nói gì sau khi ngẫm nghĩ liền không chú ý gì đến đống đồ kia nữa mà đi đến trước người nữ tử băng lãnh kia hồng quang trên tay chợt lóe nàng không người đặt một tay lên trán của sư tỷ mình sau đó đôi mắt trong veo nhắm lại im lặng không nói gì hàn lập thấy thế dường như biết nam cung uyển đang làm gì trên mặt hắn lộ ra vẻ mỉm cười đứng yên tại chỗ một lát sau đôi mắt xinh đẹp của nam cung uyển mới mở ra nàng nhấc tay lên tại lòng bàn tay đã xuất hiện một thanh huyết hồng tiểu kiếm chính là thanh huyết ma kiếm nọ kiện ma khí này uy lực quá lớn đối với hai người chúng ta có uy hiếp không nhỏ tốt nhất là nên mang đi theo. Thiếp sẽ không dùng vật này nhưng kim hồ lúc nãy dường như có khả năng khắc chế nó. Cho nên lưu lại cho chàng dùng lúc vãn nhất nhé. Nam Cung Uyển liếc nhìn tiểu kiếm trong tay một chút, lắc lắc đầu nói rồi đưa nó cho Hàn Lập. mười 718, trọng phản điền thiên thành. Hàn Lập mặc dù không biết lai lịch cụ thể của huyết ma kiếm nhưng nếu vật ấy có ma khí phản phệ thì cũng không muốn Nam Cung Uyển sử dụng ma khí cực kỳ nguy hiểm này nên hắn chẳng chút khách khí thu lấy. Đống đồ vật còn lại mặc dù có cả ngưng quang kính và vài món cổ bảo khác nhưng hiển nhiên Nam Cung Uyển cũng không có ý muốn lấy đi, dù sao cũng muốn cấp cho vị sư tỷ này một chút mặt mũi. Dù sao cổ bảo ngưng quang kính đã đi theo băng lãnh nữ tử nhiều năm, trong tu tiên giới không ít người đều biết bảo vật này, hai người hắn lấy đi sợ rằng sẽ gặp không ít phiền toái. Lúc này Nam Cung Uyển đem cấm chế lệnh bài đặt vào giữa hai tay, nhẹ nhàng trà sát, sau khi hồng quang chớp động thì toát ra một cổ hắc khí màu đen như mực, sau đó hai bàn tay tách ra, lệnh bài nọ đã biến mất. Tốt rồi, khốn tâm thuật cuối cùng cũng đã bị giải trừ, bất quá trước khi đi thiếp còn muốn lưu lại cho sư tỷ mấy câu. Nam Cung Uyển sau khi giải trừ cấm chế, tâm tình rất tốt thản nhiên nói. Hàn Lập tự nhiên không có ý phản đối, vì vậy, Nam Cung Uyển từ trên người lấy ra một khối ngọc giản màu trắng nhẹ nhàng đem áp vào trên trán. Trên ngọc giản xuất hiện một trận quang mang chấp động, Nam Cung Uyển bắt đầu dùng thần thức lưu lại trong ngọc giản vài lời. Sau thời gian chừng một chén trà nhỏ, nàng liền lấy ngọc giản ra khỏi chán, đem nó đặt vào cùng với đồng đồ vật trên mặt sàn đại sảnh rồi sau đó mới thu hết vào túi chữ vật, cột vào bên hông của nữ tử băng lãnh. Chúng ta đi thôi, sư tỷ bị thiếp dùng luân hồi thần quang giam cầm thời gian dài như thế, không mất một ngày thời gian thì không tỉnh lại được. Nam Cung Uyển nhìn Hàn Lập mỉm cười, hơi ngượng ngùng giải thích. Hàn Lập nhìn thấy thần tình ôn nhu của nàng, con tim đập rộn lên, nhẹ nhàng ôm lấy Nam Cung Uyển, pháp lực hai người gắn chặt với nhau, hóa thành một đạo trường hồng bay vụt ra đại sảnh. Chàng có ý tứ gì? Tại đỉnh một tòa núi nhỏ vô danh tại biên giới của Bắc Lương Quốc, Nam Cung Huyền đứng dưới một cây cổ thụ, nhíu mày hỏi Hàn Lập. Vị thị thiếp kia của ta cùng Lạc Vân Tông cổ sư huynh không biết vì sao vẫn ở tại Điền Thiên Thành. Phỏng chừng hơn phân nửa là có liên quan đến việc pháp sĩ xâm lấn. Hai người này cùng ta có chút quan hệ, ta không có khả năng mặc kệ, bỏ lại bọn họ không đoái hoài một mình trở về được. Hàn Lập cùng Nam Cung Uyển sóng vai đứng, cảm giác được mùi u hương gần trong gang tắc, chậm rãi nói. Nếu đã như vậy thì thiếp và chàng cùng đi là được. Sao lại để thiếp một mình đi tới Lạc Vân Tông? Nam Cung Uyển oán trách liếc hàn lập một cái, có chút bất mãn nói. Uyển Nhi, nàng là tu sĩ Nguyên Anh Kỳ của Yểm Nguyệt Tông, tại cửu quốc minh sợ rằng có không ít cao dài tu sĩ nhận ra nàng. Mặc dù ta đã truyền thụ cho nàng hoán hình thuật nhưng nếu gặp phải người có tu vi cao thâm hơn thì dễ có khả năng bị khám phá. Tốt nhất là nàng nên về Lạc Vân Tông trước đi hàn lập cười cười giải thích thế nhưng bây giờ chàng không chỉ đắc tội với yểm nguyệt tông mà còn có hóa ý môn bây giờ lại đi điền thiên thành thiếp thật sự có chút không yên tâm nam cung uyển nhíu nhíu đôi mày xinh đẹp có chút lo lắng nói yên tâm đi thần thông của ta nàng không phải là chưa từng thấy ở thiên nam này người có tu vi hơn ta có rất nhiều nhưng nếu có thể vây khốn giết ta thì lại không có mấy người huống hồ ta thân là lạc vân tông trưởng lão bây giờ mộ lan nhân xâm lấn cửu quốc minh đang đứng mũi chịu xào Bọn họ lại càng không dám nhiều chuyện. Hơn nữa, ta phỏng chừng sư tỷ nàng hẳn là dựa theo kế thoát thân trong Ngọc Giản mà làm theo. Nếu không nàng ta cũng khó mà nói năng với Ngụy Vô Nhai. Nếu là như vậy thì càng không có gì phải lo lắng." Hàn Lập khẽ cười một tiếng nói, "Nếu chàng đã cố muốn đi, thiếp cũng không ngăn trở nữa. Bất quá chàng nên bảo trọng, nhưng để an toàn hơn, bảo vật này chàng hãy cầm lấy để phòng thân." Nam Cung huyền tựa hồ nhìn ra Hàn Lập trong lòng đã quyết nên cũng không có nói thêm gì nữa. Bàn tay xinh xắn vỗ vào túi chữ vật bên hông một cái, lấy ra một cái khăn bằng lụa mỏng, nhẹ nhàng đưa qua cho Hàn Lập. Đây là, Hàn Lập từ chiếc khăn lụa cảm ứng được linh khí dị thường, không khỏi tò mò hỏi. Đây là một loại cổ bảo vô danh vô tình có được trong một lần thiếp đi ra ngoài du ngoạt, sử dụng rất thuận tiện, cơ hồ chỉ cần một ý niệm là có thể tự động bay lên phòng thân, Chàng đi lần này có khả năng tao ngộ nguy hiểm cho nên hãy mang theo trên người thì thiếp mới an tâm được một chút. Nam Cung Uyển giống như một người vợ dịu hiền, ôn nhu giải thích. Hàn Lập im lặng, nhìn đôi mắt sáng của Nam Cung Uyển một hồi lâu cho đến khi hai gò má của nàng ửng đỏ mới cười trêu chọc một tiếng rồi tiếp lấy và cẩn thận thu giữ vật ấy. Nam Cung Uyển thấy vậy trên mặt hiện ra một tia cười nhưng đột nhiên dường như nhớ tới cái gì, lại từ cổ tay áo lấy ra một khối ngọc bội hồng quang lập lè, đôi môi ngọt ngào khẽ nói. Đây là ích hỏa bội, là một kiện tín vật mà thiếp thường xuyên mang theo trên người thiếp mặc dù không thích vướng bận vào tục sự nhưng năm xưa cũng nhất thời cao hứng thu nhận vài đệ tử ký danh bọn họ mặc dù bái thiếp làm sư phụ nhưng cũng không phải là đệ tử yểm nguyệt tông hiện nay có hai người đang ở điền thiên thành mở hai gian hàng chàng nếu muốn có thêm nhân thủ thì đem vật này đưa cho bọn hắn bọn hắn sẽ nghe theo sự phân phó của chàng nói xong lời này nam cung huyền thấp giọng nói ra tên hai ba người hàn lập trong lòng dâng lên một tia ấm áp sau khi trên mặt hiện ra một tia nhu tình thì yên lặng ghi nhớ tên của những người kia. Tư vị được người khác quan tâm hình như đã lâu lắm rồi hắn vẫn chưa được nếm trải. Bây giờ Hàn Lập đang ở phía trên bầu trời trống trải bên ngoài Điền Thiên Thành. Chăm chú nhìn tòa thành lớn cách đó không xa, hắn im lặng không nói gì. Ngày đó, sau khi hắn cùng Nam Cung Uyển chia tay thì lập tức bay nhanh về phía Ngu Quốc. Nhưng đi được nửa đường hắn nghe được tin tức đại quân tu sĩ Phong Nguyên Quốc đang chính thức đại chiến tại biên giới Ngu Quốc. Kết quả quân chủ lực cửu quốc minh đại bại. Sau 3 trận chiến, 3 lần bại thì không thể không thiết hạ cấm chế đại trận mới miễn cưỡng phòng thủ được mấy chỗ trọng yếu. Cửu quốc minh hiển nhiên ở vào thế hạ phong. Hàn Lập nghe vậy tự nhiên trao mày, đáng tiếc không có ai biết tình hình cụ thể như thế nào, càng không có ai biết nguyên nhân đại bại. Hắn chỉ có thể nhanh chóng bay đến nơi đó. Sau khi tiến vào Ngô quốc hắn mới từ trong miệng tu sĩ khác có được một chút tin tức cụ thể tựa hồ là mộ lan pháp sĩ không biết kiếm được một số man hoang cự thú từ đâu tu sĩ cử quốc minh ứng phó không được nên mới liên tục thảm bại điều này làm cho hàn lập kinh hãi và vô cùng nghi ngờ lập tức suốt đêm bay đến điền thiên thành hiện tại điền thiên thành mặc dù đã triệt hồi cấm chế trên không trung nhưng lại mở ra đại bộ phận thượng nguyên diệt quang trận bầu trời phía trên tòa thành tràn ngập những linh động quỷ dị như có như không xem ra nhóm tu sĩ cử quốc minh đang tỏa trấn ở đây đã thực sự tiến vào trạng thái chiến tranh Hàn lập lẳng lặng nhìn trong chốc lát, thân hình vừa động, hóa thành một đạo thanh hồng thẳng hướng cửa thành bay đến. Tại cửa thành hiện có bảy tám gã tu sĩ canh giữ, ngoại trừ một lão giả có tu vi kết đan thì những người còn lại đều là tu sĩ trúc cơ kỳ. Nhìn thấy Hàn lập biến thành luồng thanh quang trói mắt hướng nơi này bay đến, lão giả có tu vi kết đan kia đang muốn quát hỏi một phen nhưng khi thần thức tùy ý quét qua đạo thanh quang thì thần sắc lập tức đại biến. Hoan nghênh tiền bối tới tham gia hội minh, xin hỏi tôn tính đại danh tiền bối. Vãn Bối theo trước trách phải mời khách đăng ký một chút lão giả chờ Thanh Quang thu lại, sau khi trên đỉnh đầu hiện ra một bóng người lập tức cung kính thi lễ. "Hội Minh, hội Minh gì?" Hàn Lập trong lòng vừa động nhìn lão giả liếc mắt một cái, mặt không chút thay đổi hỏi. "Tiền Bối không phải đến tham gia hội Minh sao? Chẳng lẽ Tiền Bối là tán tu?" Lão giả ngẩn ra, có chút ngoài ý muốn nói, "Không phải, ta là tu sĩ Thiên Đạo Minh." Hàn Lập thản nhiên nói, bởi vì thế tiến công lần này của Mộ Lan Nhân quá hung hãn nên cử quốc Minh chúng ta rất khó có thể tự mình ngăn cản cho nên đã hướng tới các thế lực khác phát ra yêu cầu hội Minh. Tiền bối nếu là tu sĩ thiên đạo Minh thì chỉ cần báo tính danh cùng Tông Phái là có thể vào thành. Lão giả cẩn thận giải thích, Lạc Vân Tông Hàn Lập Hàn Lập sau khi ánh mắt chấp động nói ra tên nhưng trong lòng lại có chút đề phòng. Xem ra lần này đến đây lại đơn giản như vậy, tựa hồ không giống như hắn tưởng tượng. Lão giả vừa nghe Hàn Lập nói ra tên ngay cả một chút ý tứ nghiệm chứng cũng không có, vội vàng như người làm bộ cung kính đưa tiến Hàn Lập vào thành. Hàn Lập gật đầu, hạ người từ không trung xuống, bình tĩnh tiến vào trong thành. Trên các đường phố trong biển thiên thành số lượng tu sĩ so với lúc bắt đầu giao dịch hội thì hiển nhiên thưa thất hơn rất nhiều, hơn nữa mỗi người đều vẻ mang lo lắng. Xem ra tin tức sơ chiến bất lợi sớm đã lan truyền. Hàn lập thần sắc như thường hướng về phía lầu các mình đã ở trước kia đi tới. Nếu nhóm người mộ phái linh còn chưa rời đi thì hẳn là đang trụ lại ở đó mới đúng. Sau đó không lâu, Hàn Lập đứng bên ngoài lầu các dùng thần thức cảm ứng khí thức bên trong, một luồng linh khí yếu nhược dao động ở tầng 2 của lầu các, mộ phái linh quả nhiên đang ở bên trong. Hàn Lập sau khi mỉm cười, lặng lẽ không tiếng động, mở ra cấm chế đi vào bên trong. "Công tử, người rút cuộc cũng đã trở về rồi." Khi mộ phái linh mở to đôi mắt đẹp ra, nhìn thấy Hàn Lập đang ở trước mặt thì không khỏi vui mừng lẫn sợ hãi kêu lên chương 719, Thiên Cực Môn, người cùng Lữ Sư Huynh không rời đi theo như ước hẹn thì sao ta có thể không trở lại được. Hàn Lập thở dài, có chút bất đắc dĩ nói, nhưng sau khi nhìn mộ phái linh vài lần thì hắn cười rộ lên. Tuy nhiên ta thật đúng là không nghĩ tới, trong lúc ở đây ngươi lại đột phá bình cảnh, tiến vào chút cơ hậu kỳ. Thật đúng là chuyện đáng mừng, nửa tháng trước thiếp may mắn đột phá, điều này cũng là nhờ vào đan dược của công tử, nếu không phái linh vô luận như thế nào cũng không thể trong thời gian ngắn như thế tiến vào trúc cơ hậu kỳ được. Mộ phái linh cũng hưng phấn dị thường, trong khi nói chuyện dung nhan càng thêm kiểu diễm quyến rũ. Hàn lập tâm thần nhất thời rung động nhưng hắn sờ sờ mũi rồi phục hồi lại tâm cảnh như thường. Người cùng lữ sư huynh chưa rời nơi này đi, có phải là do nguyên nhân từ mộ lan pháp sĩ hay không? Hàn lập như có như không tùy ý hỏi, công tử đã đoán đúng rồi, thiếp cùng lữ tiền bối đích xác vốn định chờ giao dịch hội xong thì trở về nhưng nào ngờ khi giao dịch hội đến đoạn cuối cùng thì lại truyền đến tin tức pháp sĩ xâm lấn lữ tiền bối thân là thiên đạo minh nguyên anh tu sĩ tại điền thiên thành không thể không lưu lại cùng các thế lực khác thương nghị đối sách thiếp thân cũng phải lưu lại mộ phái linh cắn môi hồng cẩn thận nói nói như thế đích xác là không thể trách các ngươi được bất quá lữ sư huynh hắn hôm nay đang hàn lập sau khi tiếp tục dò hỏi thì đột nhiên nét mặt hơi lộ ra vẻ kinh ngạc tạm ngừng lại mộ phái linh ngẩn ra không rõ ý Hàn Lập thì đột nhiên bên ngoài cấm chế chuyển đến thanh âm của một nam tử tuổi còn trẻ. Mộ đạo hữu tại Hạ Bạch Thư Quân, xin mời mộ đạo hữu đi ra gặp mặt. Người kia là ai, người mới quen gần đây sao? Thần thức Hàn Lập phóng ra ngoài, đảo qua một chút, phát hiện ra một gã thanh niên kết đan kỳ tướng mạo nho nhã đang đứng ở ngoài cấm chế, đang ngẩng mặt nhìn lên lầu, có chút đam chiêu nói. Mộ phái linh trong lúc nghe thanh âm nam tử, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch đi một chút, lúc này nghe hàn lập hỏi vội vàng mở miệng giải thích công tử đừng hiểu lầm người này là môn hạ đệ tử của một vị trưởng lão thiên cực môn lúc trước trong lúc ngẫu nhiên nhìn thấy thiếp sau đó gã vẫn dây dưa không ngớt thiếp đã nói mình là thị thiếp của công tử nhưng người này vẫn theo đuổi không bỏ ta cũng nên đuổi hắn đi có như sự tình vậy à lữ sư huynh có biết không hàn lập nhíu mày thần sắc không thay đổi hỏi Thiếp cũng nói qua với cổ tiền bối việc này nhưng nữ tiền bối tựa hồ cũng biết vị trưởng lão thiên cực môn kia, hơn nữa còn có vẻ có chút cố kỵ. Bảo thiếp tạm thời phải giả vờ ứng phó với hắn, hết thảy để chờ công tử trở về rồi mới nói. Mộ phái linh thấy Hàn Lập cũng không có tức giận, trong lòng âm thầm thở phào một hơi trả lời. Ồ, thiên cực môn không phải là một trong tứ phái chính đạo minh hay sao? Trách không được lữ sư huynh lại cẩn thận như thế, bất quá một vị tu sĩ kết đan kỳ nho nhỏ mà cũng dám làm càn như thế, lá gan tựa hồ hơi lớn một chút ngươi theo ta đi một chuyến xem vị tiểu bối này rút cuộc là có dụng ý gì hàn lập sau một lúc im lặng thì đột nhiên cười lạnh mà nói tuân mệnh công tử mộ phái linh sau khi ngẩn ra thì cung kính đáp hàn lập lúc này không nói gì nữa đi ra cửa phòng hướng xuống dưới lầu đi đến mộ phái linh theo sát sau đó mộ đạo hữu người cuối cùng di tiền bối là thấy trong lầu các con người đi ra Người tự xưng Bạch thư quân nguyên tưởng rằng đó là nữ tử ngưỡng mộ trong lòng của hắn nhưng vừa thấy Hàn Lập thì đầu tiên là ngẩn ra, tiếp theo nhìn ra Hàn Lập tu vi sâu không lường được thì lập tức thần sắc biến đổi ân cần thăm hỏi. Mà lúc này, Mộ phái Linh cũng từ phía sau Hàn Lập đi ra, nghiêm cẩn đứng một bên Hàn Lập. Thanh niên họ Bạch nhìn thấy cảnh này có chút hiểu ra, thần sắc biến đổi liên tục. "Ngươi là đệ tử Thiên Cực môn?" Hàn Lập sắc mặt trầm xuống, nhìn thanh niên thanh âm không khách khí hỏi. "Không sai." vãn bối là môn hạ của thiên cực môn lỗ trưởng lão tiền bối chẳng lẽ là hàn tiền bối bạch thư quân cũng thật có chút không tầm thường cho dù đối mặt với tu sĩ nguyên anh kỳ như hàn lập trên mặt cũng chỉ thoáng qua vẻ hoảng sợ tiếp theo theo đúng lễ số hỏi nói ngươi rốt cuộc là có ý tứ gì tại sao lại dây dưa với thị thiếp của ta không buông tha chuyện này không cần suy nghĩ cũng biết hẳn là có khác mục đích khác hàn lập thanh âm lạnh lùng nói mà mộ phái linh nghe nói thế thì trên ngọc dung lộ ra một tia ngạc nhiên Tiền bối thật sáng suốt, kỳ thật là gia sư muốn gặp mặt tiền bối nhưng lại lâu quá không thấy tin tức hàn tiền bối nên mới sai vãn bối làm như thế. Bất quá, tại hạ cũng thật tâm thích mộ đạo hiếu. Tiền bối nếu đồng ý thành toàn cho vãn bối, vãn bối nhất định vô cùng cảm kích. Thanh niên họ bạch sau khi cười cười nhẹ nhàng nói, cảm kích vô cùng, ta cần người cảm kích làm gì. Không nên nằm mơ giữa ban ngày, hàn mộ không có thói quen nhường thị thiếp cho người ta nhưng thật ra ta và thiên cực môn các ngươi chưa từng gặp gỡ qua vì sao phải tìm ta hàn lập mắt khép hờ hờ hững nhìn một bên như có như không một cái rồi ngay lúc đó cười quỷ dị đồng thời trên người phóng xuất ra linh áp trùng thiên kinh người thanh niên họ bạch sắc mặt đại biến bịch bịch lùi lại phía sau mấy bước tiếp theo hai vai trầm xuống giống như thái sơn áp đỉnh hai chân mềm nhũn đang muốn trực tiếp quỳ xuống hắn trong lòng kinh hãi vội vàng muốn kháng cự nhưng thân thể sau khi run rẩy vài cái thì cúi gập xuống ngay lúc tưởng như phải quỳ xuống thì đột nhiên một đạo bạch ảnh từ một bên bỗng nhiên xuất hiện, sau đó chợt lóe lên đến trước mặt thanh niên họ Bạch, đem một bàn tay nhẹ nhàng vỗ lên vai. Nhất thời Bạch thư quân chợt thấy áp lực giảm đi một chút, sau đó hắn lại đứng lên. Đây là một bạch bào lão già tóc xám trắng, từ Mi Thiện Mục, Ngũ Quan Đoan Chính. Đối với việc Hàn Lập chăm chú nhìn kỹ hắn thì đồng thời lão già cũng mỉm cười nhìn Hàn Lập nói: "Hàn đạo hữu chưa tức giận, kỳ thật chuyện này là do lão phu sai tiểu đồ làm như thế." Nếu không thì tại hạ cũng không có cách nào gặp được đạo hữu. Các hạ xưng hô như thế nào? Vì sao phải gặp tại hạ? Hàn Mỗ nếu nhớ không lầm thì dường như đây là lần đầu tiên tại hạ tiếp xúc cùng quý môn. Đối với các hạ ta lại càng chưa bao giờ gặp qua. Vừa thấy Bạch Bào lão giả hiện thân, linh áp trên người Hàn lập nhất thời tán đi đồng thời thần sắc trong nháy mắt khôi phục như thường. Phảng phát chuyện mới vừa rồi hết thảy chưa từng phát sinh. Ha ha, lão phu là lỗ về anh, chức vị là trưởng lão Thiên cực môn về phần nguyên nhân muốn gặp đạo hữu thì không tiện nói ở chỗ này. Nếu đạo hữu muốn biết căn do thì đêm nay đến gặp mặt. Đến lúc đó hàn đạo hữu tự nhiên sẽ biết tình hình cụ thể vị lỗ trưởng lão này không tức giận chút nào, tay dương lên theo đó một khối lục sắc ngọc giản sớm chuẩn bị bay vụt đến. Hàn lập mặt không lộ vẻ gì khẽ vung tay áo, một mảnh thanh hà bay ra đem ngọc giản thu vào trong tay áo. Thần thức hướng tới vật trong tay áo đảo qua, đích xác bên trong có một địa chỉ. Hàn lập không có nhìn kỹ, đang muốn ngẩng đầu nói thì lão giả thiên cực môn lại trực tiếp hai tay ôm quyền rồi mang theo thanh niên họ bạch phiêu nhiên bay đi. Hắn cau mày, đối phương thần bí như thế, tựa hồ là biết chút ít về mình nhưng lại hiểu lầm cái gì đó. phảng phất nghĩ rằng hắn đã tiến vào điền thiên thành một thời gian trước đó nhưng hoàn toàn cố ý ẩn thân không lộ diện. Hàn lập sờ sờ cầm, nhất thời cũng có chút không nghĩ ra cho nên cũng không có ra tay chặn lại. Nhưng sau khi suy nghĩ một chút thì mang theo mộ phái linh quay lên lầu các. Cổ sư huynh hiện đang ở nơi nào? Hàn Lập vừa tiến vào trong lầu các đã bình tĩnh hỏi. Chuyện mới vừa rồi tựa hồ hắn không để trong lòng chút nào. Nghe nói chiến sự phía trước ngày càng nghiêm trọng, Lữ Tiền Bối đi gặp bọn họ thương lượng đối sách. Thương lượng đối sách, ở nơi nào? Hàn Lập có chút hứng thú hỏi, ngay trong nghị sự đại điện của Điền Thiên Thành. Nghe nói chỉ cần tu sĩ có tu vi đến nguyên anh kỳ của các thế lực lớn đều có thể tham gia. Công tử chẳng lẽ muốn đi xem, mộ phái linh nhẹ giọng nói, nghị sự đại điện hàn lập lẩm bẩm nói nhưng trong đầu đã hiện ra điện phủ rất lớn nằm giữa điền thiên thành ở đó có tầng tầng cấm chế thì hẳn là nghị sự đại điện được rồi ta cũng đang muốn tìm hiểu tình huống của mấy tên pháp sĩ trước tiên đi vào trong đó xem một chút ngươi ở chỗ này đợi không nên tùy tiện đi ra ngoài hàn lập trong lòng sớm đã định kế sau khi biết vị nữ sư huynh kia đang ở nơi nào thì dặn dò nữ tử này vài câu rồi rời đi vì nghị sự đại điện được tu kiến tại chính giữa thành lại trên một cái đài thật lớn và cao nên vô cùng bắt mắt. Nhưng ngoại trừ đại sự có liên quan sanh tử tồn vong của cửu quốc minh thì kiến trúc này chỉ có ý nghĩa tượng trưng, rất ít khi có người đến. Nhưng cách đây hơn trăm năm, sau khi tin tức người mộ lan một lần nữa xâm lược truyền đến thì cao tầng cửu quốc minh không chút do so dự mở ra đại điện triệu tập các thế lực tu sĩ khác để cùng nhau nghị sự. Dù sao lúc này đây đám pháp sĩ đang hung hăng đánh tới, tựa hồ nếu chỉ dựa vào cửu quốc minh thì rất khó ngăn cản hàn lập khi đến trước nghị sự đại điện thì thủ vệ gác cửa nhìn ra tu vi của hắn nên cũng hỏi tính danh rồi lập tức hướng vào bên trong thông bẩm một tiếng hàn lập rất nhanh chóng được cho phép tiến vào sau đó đi vào đại điện trong sự cung kính của gã tu sĩ canh giữ tại trong nghị sự đại điện số lượng nguyên anh kỳ tu sĩ không nhiều chỉ có khoảng mười mấy người ít hơn so xa với tưởng tượng của hàn lập bất quá hắn suy nghĩ thoáng qua thì cũng rõ ràng Mặc dù trong miền thiên thành này tụ tập đông đảo Nguyên Anh tu sĩ nhưng đại bộ phận thuộc về vài thế lực lớn nên tự nhiên cũng không cần đến đây. Chỉ cần phái vài tên đại biểu đến dự là được rồi. Vị lữ sư huynh kia đang an vị trên một cái ghế bên trái mỉm cười nhìn hắn. Ngoài ra hắn cũng nhận ra một vị khác đó là Hỏa Long Đồng Tử. Về phần người khác, ngoại trừ một vị hoàng bào lão giả ra thì những người khác đều xa lạ. Mà Hàn Lập sau khi nhìn hoàng bào lão giả thì trong lòng không khỏi thở dài một hơi. Lão giả này đúng là lệnh hồ lão tổ ngày xưa của Hoàng Phong Cốc. Chương 720, điện nghị. Lệnh hồ lão tổ khi nhìn Hàn Lập thì thần sắc như thường, không lộ ra một tia khác thường nào, không biết là không có nhận ra một tên đệ tử trúc cơ kỳ nhỏ nhoi ngày xưa hay là tâm cơ quá thâm trầm nên không để lộ ra nét hỉ nộ. Hàn Lập xoay chuyển ánh mắt, trừ mấy người này ra thì ngồi tại vị trí chính giữa trong đại điện có một lão giả mặt ngăm đen cùng một mỹ phụ xinh đẹp, phong thái ung dung ăn mặc xa hoa. Hàn Lập sau khi thần thức dò xét hai người một chút thì trong lòng dùng mình. Hai người này đều có tu vi nguyên anh trung kỳ, hẳn là người chủ sự tại cửu quốc minh. Ngay lúc Hàn Lập nhìn chúng tu sĩ trong điện thì đồng thời các tu sĩ khác trong điện cũng đồng dạng đánh giá tên thanh niên đang tiến vào điện. Đại bộ phận hiển nhiên đối với dung mạo cùng tuổi tác của Hàn Lập thì cảm giác kinh ngạc. Dù sao công pháp có thể vĩnh viễn chú nhan thích hợp cho nam tu sĩ đích xác không thấy nhiều lắm. Hàn sư đệ, người rút cuộc đã đến. Nhập hội đi, chúng ta đang cùng đám người Ngô tông chủ thương lượng chuyện người Mộ Lan nữ tu sĩ mỉm cười nói. Hỏa Long đồng tử một bên cũng lộ vẻ tươi cười, thân thiện gật đầu. Hàn Lập bình thản cười cười, hướng tới các tu sĩ khác trong điện chắp tay một cái rồi an vị tại một chiếc ghế gỗ bên tu sĩ họ Lữ. Vị này chính là Lạc Vân tông Hàn đạo hữu sao? Tại hạ là Bối Diệp tông Ngô bằng, tại hạ từ Lữ huynh biết được đạo hữu trong vòng hơn 200 năm đã tiến vào nguyên anh kỳ, đúng là kỳ tài của thiên nam tu sĩ chúng ta. Nói không chừng thật sự có hy vọng thành đại đạo, tu sĩ mặt ngăm đen chờ Hàn Lập ngồi xong thì nhìn Hàn Lập cười nói. Mặc dù Hàn Lập bây giờ tu vi còn thấp nhất nhưng nói về tiềm lực thì không ai dám khinh thị. Ngô tông chủ khách khí rồi, tại hạ chỉ là nhờ may mắn nên mới tiến vào Nguyên Anh kỳ, nào dám đàm luận cái gì đạt thành đại đạo. Bối Diệp tông cùng Hóa Ý môn là hai đại phái hàng đầu của cửu quốc minh, Hàn Lập không dám làm cao, khách khí khiêm tốn nói vài câu. Bất quá nói xong lời này ánh mắt Hàn Lập đồng thời đảo qua trung niên Mỹ phụ bên cạnh lão giả. Nếu lão giả mặt đen này là bối diệp tông tông chủ thì vị Mỹ phụ này 89 phần 10 là tu sĩ hóa ý môn. Quả nhiên Hàn Lập trong lòng vừa mới nhận định thì ngô bằng sau khi ho nhẹ một tiếng nói. Vị này chính là hóa ý môn thích phu nhân, đang cùng ngô mỗ tạm thời phụ trách sự vụ tại cửu quốc minh. Các vị đạo hữu này là, lão giả đem các tu sĩ khác trong biển nhất nhất giới thiệu với Hàn Lập, khi giới thiệu đến Hoàng Phong Cốc lệnh Hồ lão tổ thì vị lão tổ này mặt không chút thay đổi đáp lại, sắc mặt chẳng có vẻ gì đặc thù. Hàn Lập trong lòng khẽ động nhưng đồng dạng sắc mặt như thường chỉ gật đầu một cái mà thôi. Sau khi giới thiệu hết mọi người Ngô Bằng mới nghiêm sắc mặt nói: "Hàn đạo hữu tới rất đúng lúc, chúng ta đang thương lượng đến việc thế công của pháp sĩ lần này mạnh, thật khác xa so với dự liệu ban đầu, tin tức truyền về, đám người dư trưởng lão lại vừa đại bại một trận." thậm chí còn có hai cấm chế đại trận bị đối phương sử dụng cự thú mạnh mẽ phá tan. Chúng ta chết mất không ít tu sĩ, thậm chí ám ảnh tông hoàn đạo hữu còn tử chiến trong trận này. Từ khi cùng pháp sĩ khai chiến tới nay đây là vị nguyên anh kỳ đồng đạo thứ hai chết trận. Có thể thấy được lần này người mộ lan hung hãn thế nào. Bổn minh cấp thiết đề nghị chư vị đồng đạo hiệp trợ một chút. Nghe ngôn ngữ thận trọng của vị bối diệp tông này, vẻ tươi cười trên mặt chúng tu sĩ toàn bộ thu liếm lại, một tia khí tức ngưng trọng lập tức lan ra khắp đại điện ngô tông chủ việc này chúng ta cũng thu được một ít tin tức dù sao tại tiền phương cùng pháp sĩ tác chiến cũng có đệ tử của các phái trong quý minh thay phiên nhau nhưng chuyện phong đạo hiếu tử trận cụ thể như thế nào thì ta cũng không rõ ràng lắm ngô huynh có thể kể lại chi tiết hơn một chút phải biết rằng trong thời gian ngắn như thế liên tiếp tổn hại mất hai vị nguyên anh tu sĩ thật sự có chút khó tin chẳng lẽ đối phương sớm xuất động nhiều cao giai pháp sĩ như thế một vị lục bào lão giả âm trầm hỏi thanh âm có chút khàn khàn Hàn Lập sau khi nghe thì nhìn người này vài lần, mới vừa rồi nghe ngô bằng giới thiệu thì vị này chính là ma đạo ngự linh tông trưởng lão. Không biết cùng Liễu Ngọc và Hạm Vân Chi có quan hệ gì nữa. Đối phương có xuất động cao dài pháp sĩ hay không thì ta thật không có thu được tin tức này. Nhưng là lúc phong đạo hữu hy sinh thì vẫn là lấy một trọi một với đối phương, cũng không có bị vây công. Ngô bằng nghe được lời của lục bào lão giả thì mặt mang cổ quái vẻ nói. Không có khả năng, cho dù đối mặt với pháp sĩ Nguyên Anh Trung Kỳ thì nếu bị thua vẫn có thể bỏ chạy được. Chẳng lẽ người ra tay chính là thần sư của mộ lan nhân? Lục bào lão giả nghe vậy, bỗng nhiên cả kinh nói. Không phải, chỉ là pháp sĩ hai gã Nguyên Anh Sơ Kỳ mà thôi. Nhưng hai người này ra tay có chút cổ quái, chẳng những linh thuật uy lực vô cùng lớn, hơn xa pháp sĩ đồng giai. Hơn nữa sử dụng một loại bảo vật cực kỳ cổ quái. Hai vị đạo hữu sau khi đại bại, Nguyên Anh mới vừa xuất khiếu đã bị đối phương dùng bảo vật này vây khốn. Thậm chí không có cách nào sử dụng thần thông thuấn gì nên mới vẫn lạc. Ngô bằng tựa hồ sớm đoán được sẽ có người hỏi việc này nên thở dài một hơi nói. Nguyên Anh không cách nào thuấn gì, không biết là bảo vật gì. Là cổ bảo hay là pháp bảo? Một người sau khi nghe lời ấy thì hít một ngụm khí lạnh, có chút không tin khẽ hỏi. Kể cả Hàn Lập ở bên trong cũng những người khác nghe vậy cũng biến sắc. Phải biết rằng Nguyên Anh tu sĩ sở dĩ rất khó chết vì sau khi Nguyên Anh xuất hiểu thì có thể thi triển thần thông thuấn di để trốn thoát. Hôm nay lại xuất hiện thần thông bảo vật có thể khắc chế điểm này, sao có thể không làm cho các tu sĩ liên quan không kinh hãi được. Cụ thể là loại bảo vật gì, các đệ tử của bổn minh ở tiền phương cũng không rõ ràng lắm. Chỉ nói là hai người nọ dương tay thì có một đạo hắc hồng quang đến vô ảnh, đi vô tung, rất khó lòng phòng bị. Hơn nữa, ngô bằng trầm ngâm một chút có vẻ do dự, ngô tông chủ, sự tình cho tới bây giờ còn có cái gì không thể nói rõ nữa. Lục bào lão giả thấy vậy thì mặt lộ vẻ không hài lòng. Ngô Huynh không phải là không tiện nói rõ mà là cảm giác được có chút khó tin cho nên mới ấp a à ấp úng. Việc này để thiếp thân nói dùm vậy, hóa ý tông thích phu nhân nhoẻn miệng cười, đột nhiên thay ngô bằng giải vây. Hai người đều thuộc cửu quốc minh tông môn, nàng tự nhiên phải giúp phe mình. Hàn lập nghe nói đến việc này thì lòng hiếu kỳ nổi lên. Những người khác trong điện cũng đều giống hắn, Phấn khởi tinh thần nhìn chăm chú vào thích phu nhân. Chuyện là như thế này, một số đệ tử ở tiền phương đang xem cuộc chiến phát hiện hai gã pháp sĩ Nguyên Anh kỳ nọ có tướng mạo vô cùng cổ quái, tựa hồ trực tiếp hấp thực linh hồn người chết, hơn nữa vô luận pháp sĩ hay là tu sĩ đều không buông tha. Cho nên Ngô tông chủ có chút hoài nghi hai người nọ không thuộc nhân loại mà là loài yêu dị biến thành. Nhưng trên người bọn chúng lại không có quỷ khí xuất hiện rõ ràng cho nên đám đệ tử này cũng không có cách nào phán đoán chuẩn xác. Nhưng lại nói tiếp trong đám pháp sĩ lần này đột nhiên có vài con man hoang cử thú lợi hại dị thường, chắc hẳn có liên quan với đám pháp sĩ lạ mặt kia. Bởi vậy chúng ta hoài nghi Mộ Lan nhân cấu kết với thế lực khác cho nên lần này mới có thể xâm chiếm Thiên Nam chúng ta với quy mô lớn như thế. Thích phu nhân khẽ thở dài một hơi nói, "Dị loại, ý phu nhân là yêu thú có thể hóa hình." Vừa nghe Thích phu nhân nói, tất cả tu sĩ trong điện đều thất kinh, lúc này lệnh Hồ lão tổ trầm giọng hỏi, "Chắc vậy?" Bất quá cho dù không phải yêu thú thì cũng là pháp sĩ tu luyện yêu quỷ chi đạo. Nếu như vậy thì ta tình nguyện đụng độ với yêu thú còn hơn, nếu không thì càng phiền toái. Ngô bằng sắc mặt âm trầm nói, tin tức này ngô tông chủ có được lúc nào? Hàn lập vốn vẫn trầm mặc không nói gì, thần sắc vừa động chậm rãi hỏi. Tin tức này truyền về cùng với chiến báo lần trước, hàn đạo hữu hỏi như vậy là có dụng ý gì? Ngô bằng giật mình ngẩn ra, khẽ vuốt dâu có chút kỳ quái. Không có gì, tại hạ thấy rằng mặc kệ đám pháp sĩ xa lạ kia là người hay là yêu nhưng nếu đã không chút kiêng nể gì ra tay sớm như thế thì chắc chắn bọn chúng không sợ chúng ta hiểu rõ thân phận xem ra mộ lan nhân sẽ không muốn kéo dài cuộc chiến giống như trước hơn phân nửa sẽ đánh nhanh đánh mạnh tìm tu sĩ chủ lực của chúng ta để phân định thắng bại sớm vậy chẳng lẽ mộ lan thảo nguyên xảy ra biến cố gì lớn hay sao hàn lập tay vuốt cằm có chút đăm chiêu nói vừa nghe hàn lập phân tích ngô bằng cùng thích phu nhân sắc mặt đại biến khiếp sợ liếc mắt nhìn nhau một cái. Các tu sĩ khác đồng dạng trong lòng trầm xuống, ý tứ của Hàn Lập tất nhiên là đám lão quái vật rất rõ ràng. Trước kia mộ lan nhân xâm lấn nhiều lần, mỗi lần đều kéo dài cuộc chiến, trên cơ bản mỗi lần đại chiến ngắn thì khoảng một năm, dài thì khoảng hơn 10 năm. Vô luận tu sĩ cửu quốc minh hay là mộ lan pháp sĩ, song phương cũng cực lực tránh cho chủ lực hai bên phải quyết chiến. Bởi vì làm như thế mà nói thì nếu không phải một phương hoàn toàn bị diệt điệu thì song phương cũng lưỡng bại câu thương, mà trên cơ bản thì khả năng sau dễ xảy ra hơn. Thiên Nam tu sĩ cùng Mộ Lan pháp sĩ đều không thể tiếp nhận được việc hao tổn nguyên khí trầm trọng như thế. Đặc biệt Mộ Lan nhân là do đông đảo bộ lạc hợp thành, Thiên Nam tu sĩ cũng là do các tông phái lớn nhỏ liên thủ, song phương đều không thể thực sự đồng tâm đồng lòng. Nhưng hiện nay Mộ Lan nhân khí thế hung hãn như thế, đích xác khác hẳn với những lần xâm lấn trước. Hơn nữa man hoang cự thú cùng quỷ dị pháp sĩ xuất hiện, nhìn thế nào thì hình như đều là do Mộ Lan nhân có biến cố. Hàn Huynh nói rất có lý, xem ra mộ lan nhân đích xác có chút không bình thường. Chúng ta không thể sơ suốt được, tất cả các tông môn ở thiên nam phải tổng động viên môn đồ, lập tức phái nhóm viện quân thứ hai tới. Nếu không vạn nhất bị mộ lan nhân kích phá, như vậy thì hỏng bét. Hy vọng mấy vị đồng đạo sau khi trở về, hướng tới các tông môn nói rõ việc này, nhất định phải nhanh chóng hành động. Chỉ bằng vào lực lượng cử quốc minh thì không thể chống đỡ được bao lâu. Sau một hồi lâu, ngô bằng cười khổ một tiếng, trầm trọng nói chương 721, lệnh hồ tri yêu. Tuy lời của hàn đạo hữu rất có khả năng xảy ra nhưng dù sao đây cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Cho nên ngoại trừ Nguyên Anh kỳ đồng đạo thì chư vị tạm thời giữ bí mật chuyện hôm nay để tránh cho mọi việc trở nên hỗn loạn. Chẳng qua nếu mộ lan nhân thực sự muốn đại chiến với chúng ta một trận, khẳng định thần sư nhân vật cao cấp nhất của bọn họ cũng sẽ ra tay. Những người này không phải tu sĩ Nguyên Anh kỳ như chúng ta có khả năng đối phó, xem ra ta phải thông chi cho trưởng lão ngụy Vô Nhai, Xem thử xem Tam đại tu sĩ có thể cùng tề tụ để đối phó với việc này hay không. Sau một hồi cân nhắc, thích phu nhân cũng mở miệng đề nghị. Thích phu nhân nói có lý, việc này không nên chậm trễ. Đợi sau khi ta trở về, lập tức truyền tin cho môn phái. Một lão giả có bộ mặt khô gầy gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Các tu sĩ khác cũng biết sự tình trọng đại nên cũng không có ý kiến, đều gật đầu đồng ý. Kế tiếp mọi người lại thảo luận tiếp một số chi tiết liên quan và quyết định phái ra một nhóm viện binh để trì hoãn tốc độ tiến quân của mộ lan nhân và cấp cho các thế lực thiên nam đủ thời gian để chuẩn bị nhân thủ cuối cùng hội nghị kết thúc và mọi người bắt đầu vội vã rời đi hàn lập cùng lữ tu sĩ và hỏa long đồng tử sánh vai bước ra nhưng vừa mới ra khỏi đại môn của điện phủ thì bỗng nhiên thần sắc của hắn khẽ động nhíu mày lại sao vậy sư để có việc gì hà lữ tu sĩ quay đầu thấy vẻ mặt hàn lập như vậy không khỏi có chút ngạc nhiên hỏi không có gì, có một vị cố nhân muốn gặp mặt, đệ phải đi ứng đối một chút. Sư huynh cùng Lam huynh đi trước, tiểu đệ sẽ nhanh chóng trở về thôi. Hai hàng lông mày của Hàn lập cao lại nhưng lập tức làm như không có chuyện gì trả lời. Ừm, Hàn sư đệ cứ tự nhiên, huynh đi về trước để thông báo cho các đồng đạo thiên đạo minh về chuyện thương nghị lần này, sau đó đem tin tức truyền cho sư huynh. Xem xem các phái thuộc thiên đạo minh chúng ta cuối cùng xử lý việc này như thế nào. Lữ tu sĩ gật gật đầu cười nói. Hỏa Long đồng tử khóe miệng nhếch lên, vẻ mặt lộ ra nét cười hì hì. Hàn Lập thấy vậy chắp tay chào rồi chậm rãi bước đi theo một hướng khác. Nhìn tuy chậm nhưng cực nhanh, thân ảnh của hắn dần dần biến mất. Lữ Tu sĩ sau khi đi ra khỏi đại môn thì dừng bước, lập tức liếc mắt nhìn về phương hướng mà Hàn Lập biến mất. Sao vậy, Lữ huynh có gì lo lắng à? Hỏa Long đồng tử đi bên cạnh chứng kiến cảnh này cười hỏi. Lo lắng, có gì phải lo lắng chứ? lữ tu sĩ trong lòng khẽ động nhưng ngoài mặt vẫn làm ra vẻ không có gì hỏi lại tại hạ không nói thì lữ huynh cũng có thể đoán được vị hàn đạo hữu này trước đây xuất thân từ hoàng phong cốc mà lệnh hồ lão tựa hồ cùng quý sư huynh giống nhau đều sắp đến đại hạn bây giờ hoàng phong cốc trừ lệnh hồ lão quái ra thì chẳng có vị tu sĩ nguyên anh kỳ nào khác cả chỉ sợ trong lòng lão ta cũng nóng như lửa đốt dù sao nếu là tiểu tông phái thì cũng không sao cả nhưng hoàng phong cốc là một đại môn phái nếu không có tu sĩ Nguyên Anh kỳ tỏa chấn, đừng nói đến việc gượng dậy, không chừng còn xuất hiện hỏa diệt môn. Mới vừa rồi rõ ràng có người truyền âm khẩn cấp cho Hàn Đạo Hiếu, nếu không phải lệnh hồ lão quái mới là lạ. Hỏa Long đồng tử bĩu môi nói, Lam Huynh làm sao mà biết được xuất thân của Hàn Sư Đệ vậy? Tại hạ nhớ hình như chưa bao giờ đề cập việc này với Lam Huynh mà. Lữ tu sĩ không có trực tiếp trả lời, ngược lại trầm ngâm một chút rồi hỏi ngược lại. Điều đó cần gì Lữ Huynh nói cho biết, Quý Tông đột nhiên xuất hiện vị trưởng lão cao thủ trẻ tuổi như thế, cổ kiếm môn chúng ta tự nhiên phải điều tra một phen. Và lại chuyện này không có gì là bí mật cả, chỉ điều tra một chút là ra thôi. Hỏa Long đồng tử cũng không có dấu giếm, thản nhiên đáp lại. Tu sĩ họ lữ nghe Hỏa Long đồng tử nói thế, không biết nói sao cho thích hợp, sau khi ngẫm nghĩ một chút, lắc đầu liên liện nói. Hàn sư đệ đi gặp người xưa cũng không phải là chuyện gì kỳ quái cả. Thiết nghĩ nếu lúc đầu đệ ấy đã muốn quay về Hoàng Phong Cốc thì đã sớm ra đi rồi, cần gì phải đợi đến hôm nay. Nói thế cũng không sai nhưng lệnh hồ lão quái kia cực kỳ giảo hoạt, nếu đã dám mời Hàn Đạo Hữu đi thì tự nhiên phải nắm chắc một số thứ có thể đả động đến Hàn Đạo Hữu mới đúng. Hỏa Long đồng tử không cho là đúng quay sang nói, lữ tu sĩ trầm ngâm cả nửa ngày, trên mặt rút cuộc cũng lộ ra vẻ âu lo, thở dài một tiếng. Mọi chuyện đều tùy duyên vậy, nếu Hàn Sư đệ chịu quay về Hoàng Phong Cốc, ta cùng sư huynh có thể trói chân đệ ấy, không cho quay hay sao? lữ tu sĩ cười khổ nói. hàn lập đi trên một con đường nhỏ vắng người, không ngừng quan sát đánh giá hai bên. đột nhiên ánh mắt hắn dừng lại ở một tòa lầu các có hai tầng. tòa lầu này không tính là cao, chỉ chừng sáu bảy trượng. ở trước có một cái biển nhỏ treo trước cửa viết duy nhất một chữ trà thật to. đây đích xác là một quán trà. mà ở phía ngoài tòa lầu có hai gã tu sĩ trúc cơ kỳ mặc áo vàng đang nhìn về phía hàn lập. Hàn lập mỉm cười bước qua, ra mắt hàn tiền bối. Sư tổ đang ở bên trong đợi tiền bối hai người vừa thấy hàn lập lập tức cung kính nói. Biết rồi, hàn lập gật gật đầu, bất động thanh sắc đi vào. Gian chính của tòa lầu tựa hồ không có một bóng người. Hàn lập do dự một chút rồi bước lên tầng 2. Vừa lên tới tầng 2, hàn lập liền chạm mặt một người dáng vẻ cực kỳ lãnh tính, đang ngồi một mình, thân bận hoàng bào, sắc mặt vàng vọt, đúng là vị lệnh hồ lão tổ vừa mới chia tay ở đại điện. Lão giờ phút này ngồi ngay ngắn kế bên bàn bát tiên ở giữa tầng 2, trên tay bưng một bát trà xanh đang từ từ thưởng thức. Hàn lập ánh mắt chấp động vài cái, không trần chờ đi tới vài bước, tiến đến trước mặt lệnh hồ lão tổ, ngồi xuống không nói một tiếng nào, trước mặt cũng đã có một chén trà xanh được chuẩn bị từ sớm. Lệnh hồ lão tổ không nói gì thêm, tay phất nhẹ một cái, ấm trà trên bàn nhẹ nhàng phiêu phù bay lên, nhẹ nhàng rót vào chén trà trước mặt của Hàn lập. Sau đó ấm trà lại tự động bay trở lại bàn, Linh trà tự chế của quán này cũng không tệ, trước tiên hãy nhấm nháp một chút đã." Lệnh Hồ lão tổ híp mắt nhìn Hàn Lập chậm rãi nói. Hàn Lập cười cười, không chút phản đối, cầm lấy chén trà trước mặt, sau đó nhìn nhìn nước trà màu xanh ở trong. Quả thật không tệ, so với linh trà bình thường thực sự cao hơn một bậc. Hàn Lập nhấp môi bình phẩm, thần sắc không đổi nói. "Ha ha, xem ra Hàn đạo hữu cũng là người thích trà. Lão phu hẹn đạo hữu tới đây lại vừa đúng chỗ." lệnh hồ lão tổ nhẹ nhàng buông chén trà xuống ung dung nói các hạ mời hàn mố tới đây không phải chỉ để thưởng thức linh trà chứ có chuyện gì cứ nói thẳng ra đi hàn lập không có ý vòng vo bình tĩnh nói lệnh hồ lão tổ đương nhiên sớm đã nhận ra hắn mà hắn cũng ẩn ước đoán được mục đích ước hẹn của đối phương một khi hàn đạo hữu đã gấp gáp như thế tại hạ cũng không vòng vo nữa không biết hàn đạo hữu có nguyện ý quay trở lại hoàng phong cốc đảm nhiệm chức vụ trưởng lão hay không lệnh hồ lão tổ không ngần ngại nói phảng phất như đang đề cập đến một vấn đề không có gì to tát cả. Quay về Hoàng Phong Cốc, trên mặt Hàn Lập không có chút biểu tình gì, chỉ là cúi đầu nhìn chén trà trong tay không nói gì thêm. Sự tình năm đó vô luận là đúng hay sai, Lão Phu cũng không muốn nói nhiều nữa. Hàn Đạo Hữu cũng biết Lão Phu cũng không còn sống được bao lâu nữa. Nhiều lắm chỉ hơn 20 năm nữa thôi thì Lão Phu cũng phải tỏa hóa. Chỉ cần các hạ chịu quay về, Hoàng Phong Cốc chính là của các hạ không lẽ chỉ vì việc nhỏ của năm đó mà các hạ ôm hận đến hôm nay sao lệnh hồ lão tổ trong mắt chợt lóe tinh quang chậm rãi nói việc ngày xưa hàn mỗ đã sớm không ghi trong lòng hàn mỗ nếu ở vị trí đạo hữu nói không chừng cũng làm như thế nhưng là hôm nay tại hạ đã gia nhập lạc vân tông thực không thể quay lại hoàng phong cốc nữa rồi lệnh hồ đạo hữu hay là tìm một vị đạo hữu khác đi hàn lập ngẩng đầu lên nhìn lệnh hồ lão tổ giải thích lão phu đương nhiên biết đạo hữu hôm nay vẫn ở lạc vân tông nhưng là lạc vân tông này còn có hai vị trưởng lão nữa nếu đạo hữu ở đó chẳng phải sẽ bị hạn chế sao nào có được sự thống khoái khi một mình nắm quyền được lệnh hồ lão tổ cười lạnh một tiếng nói ta nghĩ đạo hữu đã nghĩ sai một việc tại hạ thực lòng không phải vì quyền thế mới gia nhập vào tông môn nào đó hàn mỗ chính là muốn tìm chỗ thích hợp để tu luyện mà thôi việc nắm giữ quyền lực hàn mỗ đích thực không có hứng thú hàn lập nhếch miệng nói thần sắc có chút châm chọc lệnh hồ lão tổ nghe đến đó mày nhíu lại nhưng sau đó liền hồi phục như thường hàn đạo hữu nói vậy còn có điểm không rõ nắm giữ quyền lực đích thực có trợ giúp lớn lao đối với việc tu luyện chẳng những kỳ chân linh dược tài liệu không cần đạo hữu tự đi tìm mà địa vị tại tu tiên giới cũng sẽ hoàn toàn bất đồng huống hồ cho dù đạo hữu thật sự đối với quyền lực một chút cũng không có điểm hứng thú nhưng đạo hữu chắc sẽ không quên chút điểm nhân tình ngày xưa của sư môn chứ phải biết rằng tại hoàng phong có còn có đông đảo đồng môn trước kia của đạo hữu nếu không có tu sĩ nguyên anh kỳ tỏa chấn, bổn cốc rất có thể chỉ trong một đêm bị các tông phái khác liên thủ tiêu diệt. kết quả bọn họ tự đạo hữu cũng biết. lệnh hồ lão tổ bắt đầu sử dụng tình cảm để lôi kéo. làm trưởng lão ở lạc vân tông những thứ như linh dược, tài liệu cũng không thiếu. về phần địa vị tại tu tiên giới thì chẳng qua đó cũng chỉ là hư danh mà thôi, tại hạ không chút để tâm. còn sự hưng diệt của tông phái nguyên cũng là chuyện rất bình thường. cho dù môn phái truyền thừa lâu cũng không phải dễ dàng diệt tuyệt. Về phần các đồng môn ngày xưa, mỗi người đều có tạo hóa của riêng mình, tại hạ lại càng không quan tâm. Hàn Lập lạnh nhạt cười, trong lòng không có một chút lung lay. Chương 722, sơ kiến Ngọc phù. Lệnh Hồ lão tổ nghe xong lời nói của Hàn Lập liền nhíu mày lại, nhất thời không nói gì, chỉ chậm rãi cầm chén trà lên uống. Hàn Đạo Hữu nói những lời này, lão phu như thế nào lại không biết? Nhưng lão phu cùng Đạo Hữu không giống nhau, lão phu ở tại Hoàng Phong cốc đã hơn ngàn năm. Tình cảm đối với nơi đây người ngoài không thể sánh bằng, tự nhiên không hề hy vọng lão phu vừa tỏa hóa thì truyền thừa của Hoàng Phong Cốc bị gián đoạn. Xem ra Đạo Hữu đối với danh lợi thực sự không động tâm. Bất quá, nếu Đạo Hữu đồng ý đáp ứng kế thừa chức vị trưởng lão Hoàng Phong Cốc, lão phu nguyện ý sau khi tỏa hóa sẽ đem một ít gia sản tặng cho Đạo Hữu. Bên trong có không ít trọng bảo lão phu cất giấu nhiều năm. Đối với tu luyện sau này của Đạo Hữu sẽ có hữu dụng rất lớn. Ngoài ý muốn hàn lập, lệnh hồ lão tổ lại đột nhiên nói: lưu lại gia sản của đạo hữu cho ta. Nếu ta nhớ không lầm, không phải đạo hữu đã có môn nhân đệ tử sao? Hàn lập nghe vậy, trong lòng đầu tiên là giật mình, theo tiềm thức nhíu nhíu mắt nhưng sau đó lại bình tĩnh hỏi. Đệ tử có tu vi cao nhất của ta bất quá mới chỉ là kết đan trung kỳ, nếu lưu lại cho bọn hắn khác nào chiêu tai dẫn họa tới. Cho dù đạo hữu không xuất hiện, ta cũng sẽ đem đại bộ phận bảo vật xử lý theo cách khác, không để lại ở Hoàng Phong Cốc. Lệnh hồ lão tổ cười lạnh một tiếng nói hàn lập sờ sờ cằm trầm ngâm nếu nói rằng hắn không động tâm bởi những lời nói vừa rồi của lệnh hồ lão tổ thì đó chỉ là giả dối nhưng hắn cũng biết rõ một khi tiếp nhận chức vị trưởng lão hoàng phong cốc sợ rằng sẽ đối mặt với những vấn đề khó khăn giữa lục phái và cửu quốc minh việc này trong khoảng thời gian ngắn cũng không thể giải quyết huống hồ làm trưởng lão duy nhất của hoàng phong cốc hắn hiển nhiên sẽ nắm quyền to trong tay nhưng tất nhiên sẽ không tiêu diêu tự tại giống như lạc vân tông càng quan trọng hơn là còn liên quan thêm một ít vấn đề khó đối mặt liên quan đến Nam Cung Uyển cùng Yểm Nguyệt Tông. Đa tạ ý tốt của đạo hiếu, hàn mộ thấy tốt hơn là không nên đề cập đến việc gia nhập Hoàng Phong Cốc nữa. Sau khi suy nghĩ kỹ trong chốc lát, hàn lập liền lắc đầu cự tuyệt. Lệnh hồ lão tổ nghe vậy, cũng không có tức giận, chỉ là trên mặt tràn đầy vẻ bất đắc dĩ. Điều kiện như thế mà đạo hiếu cũng không đáp ứng, xem ra hàn đạo hiếu thật tình muốn nhúng tay vào vũng nước đục của sáu phái chúng ta. Nếu đã vậy thì Lão Phu sẽ đem điều kiện này cải biến đi một chút. Lệnh hồ Lão Tổ sau khi thở dài liền nói, cải biến như thế nào? Thần sắc Hàn Lập khẽ động, tò mò hỏi, như vậy đi, Đạo Hiếu không cần làm trưởng Lão Hoàng Phong Cốc chúng ta nhưng ta sẽ đưa cho Đạo Hiếu ba kiện trọng bảo để đổi lấy ba lần hiệp trợ Hoàng Phong Cốc của Đạo Hiếu khi sinh thời, Đạo Hiếu nghĩ như thế nào? Đương nhiên loại viện thủ này sẽ nằm trong phạm vi khả năng của Đạo Hiếu. Lệnh hồ Lão Tổ cười khổ nói, trong phạm vi năng lực, xuất thủ tương trợ ba lần. Điều kiện này cũng không tính là quá phận, ta có thể đáp ứng. Đối với yêu cầu này của lệnh hồ lão tổ, Hàn Lập ngẫm sơ qua rồi rất nhanh gật đầu đáp ứng. Mặt lệnh hồ lão tổ liền lộ vẻ mỉm cười, theo sau liền lấy từ bên hông ra ba kiện đồ vật đặt lên trên bàn, dường như lão đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Hàn Lập không nói thêm cái gì, ánh mắt rơi vào trên ba dạng đồ vật, đánh giá một chút. Một cái tiểu thuẫn phát ra ánh sáng màu lam, một cái bình ngọc màu đỏ và một ngọc bội màu đen hàn lập không khách khí cầm lấy tiểu thuẫn trước mặt tiểu thuẫn vừa vào trong tay hàn lập liền cảm thấy được sự mềm mại nhẹ nhàng giống như không có vật gì tồn tại vậy điều này làm cho hàn lập cả kinh liền cẩn thận xem xét với kiến thức hôm nay của mình mà hắn cũng không biết là dùng loại tài liệu nào chế thành đây là kiện cổ bảo ta tìm được từ lâu thời gian theo ta không ngắn ta gọi là lam quang thuẫn thần thông của bảo vật này không nhỏ hơn nữa khi đối mặt với công kích thuộc tính hỏa càng vô cùng thần diệu sau này đạo hiếu thử một lần thì sẽ biết ta nói không sai. Lệnh hồ lão tổ nhìn tiểu thuẫn trong tay hàn lập, ẩn lộ một tia không cam lòng nói. Tay hàn lập vuốt ve tiểu thuẫn một chút, đem vật ấy để lại trên bàn nhưng trong lòng cũng biết bảo vật này đích xác không tầm thường, đối phương hẳn là không có nói sai. Tiếp theo hắn cầm lấy cái bình ngọc màu đỏ, thứ trong bình là ta năm đó một mình tiến vào sâu trong mộ lan thảo nguyên, diệt sát một con thất cấp yêu thú thiết xí điêu, lấy được nội đan của yêu thú, đây chính là tài liệu cực kỳ chân quý, bất luận là luyện đan hay là sử dụng theo cách khác, tác dụng cũng đều không nhỏ. Lệnh hồ lão tổ thấy vậy, lại giới thiệu, thất cấp yêu đan, Hàn Lập vừa nghe vậy, ánh mắt không lộ chút gì nhưng trong lòng lại thở dài một hơi. Mặc dù thất cấp yêu đan tại thiên nam xem như vô cùng quý hiếm nhưng đối với hắn thật sự chỉ là thứ vô tác dụng. Vì vậy hắn thoáng cười mở bình ra, hướng bên trong liếc mắt một cái, sau đó liền đem nó đặt trở lại trên bàn. Ánh mắt rơi vào kiện đồ vật cuối cùng, nhưng lần này lệnh hồ lão tổ lại cười quỷ dị cũng không có chủ động mở miệng giới thiệu cái gì mà ánh mặt hàn lập lại chấp động nhìn cái ngọc bội này không nói một lời đây chẳng lẽ là ngọc phù được luyện chế bởi thượng cổ tu sĩ hàn lập nhìn trong chốc lát rút cuộc mở miệng nói nhưng không quá tin tưởng lệnh hồ lão tổ nghe thấy lời này của hàn lập thì trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc hàn đạo hữu trước kia đã gặp qua sao đã từng nhìn thấy loại ngọc phù này theo lão phù biết Loại phù thời kỳ thượng cổ đặc biệt này đã sớm thất truyền từ lâu tại thiên nam rồi. Tu sĩ bản địa càng không có mấy người biết, lão giả tò mò hỏi, chỉ là ngẫu nhiên quen biết một vị đạo hữu biết thứ này nên tại hạ có nghe nói qua một ít. Hàn lập mỉm cười, hơi hợt nói, ngọc phu này là lão phu trong một lần mạo hiểm cử tử nhất sinh mới lấy được. Vật này tuyệt đối không đơn giản, mặc dù ta đến nay cũng không nắm giữ được phương pháp sử dụng chính xác, chỉ có thể phát động một chút huy năng của ngọc phu nhưng cho dù chỉ là như thế thần thông của nó cũng đủ dọa người ta từng mấy lần dùng vật ấy để đánh bại cường địch có lẽ là một tinh phẩm được tỉ mỉ luyện chế bởi một vị cổ tu sĩ tinh thông đạo phù ngọc phù nọ vù một tiếng bị lão giả thu vào trong tay sau đó vài câu chú ngữ trầm thấp từ trong miệng phát ra tiếp theo dương bàn tay lên ngọc phù hóa thành một đoàn hắc quang sau đó âm phong băng hàn thấu xương thổi qua một cái hắc hồng đại thủ yêu dị bỗng nhiên di động trên đầu lệnh hồ lão tổ thứ này tỏa ra ánh sáng đỏ đậm năm ngón tay mở ra, hắc sắc âm hỏa chớp động, một cổ khí âm u theo bàn tay xuất hiện, tràn ngập cả tủ quán. Mặt hàn lập cả kinh, trong lòng dùng mình, đây là ta sau khi tìm được Ngọc Phù, nghiên cứu hơn mấy trăm năm mà chỉ có thể sử dụng được mỗi một cái thần thông duy nhất này. Dùng nó huyễn hóa thành quỷ thủ, trừ khi gặp bảo vật trí cương trí dương, cơ hồ không vật gì không bắt được. Mà chỉ cần bị nó bắt lấy, cổ bảo mà hơi yếu một chút, thần thông liền lập tức mất hết, ngoan ngoãn chịu trói. Nết bắt được đỉnh cấp bảo vật thì linh tính của bảo vật đó cũng sẽ mất đi nhiều, uy lực giảm bớt. Lệnh hồ lão tổ vừa nói, thần niệm một bên vừa động, hắc sắc quỷ thủ đột nhiên bành trướng lên, hướng bản gỗ phụ cận lao tới. Hắc sắc âm hỏa vô thanh vô tức đảo qua, bản gỗ vừa tiếp xúc trong nháy mắt liền biến mất, tựa như chưa từng có. Nhìn thấy cảnh này, Hàn Lập liền hít một ngụm khí lạnh. Thứ này thoạt nhìn có chút giống với thần thông huyền diệu phân thần hóa hình công của ma đạo. Nhưng độc thủ lại xuất ra từ trên ngọc phù, tự nhiên sẽ không lo lắng việc sau này phân thần sẽ bị tổn thương. Ngoài ra xem bộ dáng âm hỏa quỷ dị nọ, hẳn là có chỗ thần diệu khác. Ngọc Phu này khẳng định có chỗ thần diệu khác, đáng tiếc thời gian của ta không còn nhiều lắm, không có cơ hội tìm hiểu bí mật này. Đạo hữu tuổi còn trẻ, sẽ có hy vọng lớn hơn ta. Bất quá uy lực trong này có thể đã dùng hơn phân nửa, hàn đạo hữu sau này phải cẩn thận sử dụng. Lệnh hồ lão tổ vừa nói, hướng độc thủ nọ điểm chỉ, đại thủ một lần nữa hóa thành một đạo hắc quang, bay trở về trên mặt bàn, hiện ra nguyên hình của ngọc phù. Hàn Lập trên mặt mỉm cười, hắn cảm thấy rất hứng thú đối với kiện ngọc phù cuối cùng kia. Cho dù ngọc phù này không lợi hại như lệnh Hồ lão tổ nói thì hắn cũng có thể từ nó tìm hiểu đạo phù tâm đắc của cổ tu sĩ, khẳng định sẽ có trợ giúp không nhỏ đối với hắn sau này. Vì vậy khi Hàn Lập nghe lệnh Hồ lão tổ giới thiệu xong hết, tay áo lúc này liền hướng mặt bàn phất một cái, ba dạng đồ vật nhất thời biến mất không thấy. Nhưng trên bàn lại xuất hiện ba cái trận bàn màu trắng trong suốt ba trận bàn này đều là pháp khí mà đích thân ta luyện chế ra người khác không thể bắt trước sau khi đạo hữu tỏa hóa nếu hoàng phong cốc thật sự gặp phải phiền toái gì mà ta có thể giải quyết ta quyết không chối từ hàn lập ngẩng đầu nhìn lệnh hồ lão tổ bình tĩnh nói tốt có những lời này của hàn đạo hữu là được rồi cũng xem như ta đã cố gắng hết sức cho sự tình sau này của hoàng phong cốc lệnh hồ lão tổ cười cười thản nhiên nói bất quá nếu chính sự đã bàn xong hàn lập cũng không có ý tứ ở lại lúc này liền đứng dậy cáo từ lệnh hồ lão tổ cũng không có giữ lại khách khí vài câu đưa mắt nhìn hàn lập không chút vội vàng đi xuống cầu thang sau đó ý cười trên mặt lão quái liền thu lại im lặng nhìn chằm chằm ấm trà trên bàn tựa hồ như đang lâm vào trầm tư mà sau khi hàn lập rời khỏi trà lâu thì hắn cũng không có lập tức trở về chỗ ở mà ngẩng đầu nhìn sắc trời một chút liền tùy tiện tìm một góc yên tĩnh lấy ra ngọc giản mà bạch bào trưởng lão thiên cực môn cho hắn sau khi dùng thần thức cẩn thận quét qua một lần, sắc mặt liền lộ ra một tia do dự. Quyền Nam, danh chấn nhất phương, chương 723, Lưỡng Nghi Hoàn. Hàn Lập nhìn nhìn ngọc Giả ở trong tay, nét mặt đăm chiêu suy nghĩ một chút, sau đó thanh quang chợt lóe, ngọc giản liền biến mất rồi, hắn nhanh chóng bước đi tới một nơi nào đó. Liên tục xuyên qua hơn phân nửa điền thiên thành, Hàn Lập đi đến một góc hẻo lánh, dừng lại trước một cửa hàng tạp hóa thoạt nhìn rất bình thường. Tại trên cửa quán có treo một bảng hiệu bằng gỗ đen, bên trên viết hàng chữ Ngọc Hòa Hiên tựa như rồng bay phượng múa. Hàn Lập dò xét vài lần rồi chậm rãi đi vào, bên trong không lớn, chỉ có một gian phòng rộng khoảng 7 trượng, đại đa số là bán phù lục, nguyên liệu, đồ vật bình thường, kế bên có một cánh cửa nối thẳng ra phía sau. Trước cửa có một trung niên nhân áo bảo màu xám cho ngồi phía sau quầy, đang nhìn vào một cuốn sổ nhỏ như là sổ kế toán. Thần thức Hàn Lập đảo qua đối phương, liền nhìn ra tu vi người này cực thấp, chỉ có luyện khí kỳ mà thôi. Hơn nữa tướng mạo tầm thường, thuộc dạng thường nhân mà không ai chú ý tới. Trường quầy vừa thấy Hàn Lập tiến vào, lập tức tươi cười đứng dậy, vội vàng ninh đón. Tiền bối, người muốn tìm cái gì, loại hàng hóa gì bổn điếm cũng có, tuyệt đối có thể thỏa mãn ý muốn của tiến bối. Vị trung niên nhân này nói ra lời mà tất cả các trưởng quầy đều nói. Hàn Lập mỉm cười, bàn tay lật lại, một khối ngọc giản màu xanh biếc xuất hiện, trực tiếp nhét vào trong tay trung niên nhân. Trưởng quỹ thấy ngọc giản trong tay, thần sắc liền biến đổi, vội vàng đem ngọc giản thu lại, cung kính nói. Xin hỏi tôn tính của tiền bối. Hàn, Hàn lập lơ đáng trả lời. Thì ra là Hàn tiền bối, tổ sư đã sớm nói qua Hàn tiền bối sẽ tới, chỉ là không nghĩ lại nhanh như vậy. Xin mời Hàn tiền bối theo tại hạ. Trung niên nhân cung kính nói, sau đó nghiêng người mời Hàn lập tiến vào cánh cửa ở bên cạnh. Hàn lập gật đầu, ung dung tiến vào. Có chút ngoài dự liệu của hắn, địa phương bên trong giống như kho hàng. Toàn bộ đều là các tủ gỗ đủ loại kiểu dáng, đem vách tường che chắn nghiêm mật. Tu sĩ trung niên tiến tới trước vài bước, đi tới một cái tủ, đưa tay nhẹ nhàng nhấn vào một góc. Nhất thời hai cái tủ gỗ phân ra, lộ ra một vách tường chống trơn. Bởi vì sợ nếu bầy cấm chế bị một ít khách đi vào cảm ứng được, cho nên cơ quan bên ngoài đều là dùng phương pháp của thế tục cả. Trường quỹ một bên vừa đi tới trước, một bên vừa mở miệng giải thích. Hàn lập nghe vậy thần sắc vẫn bình thường, cũng không cảm thấy cái gì khác thường trung niên nhân dùng chân dẫm lên một tảng đá tại vách tường, âm thanh két két vang lên, sau đó lộ ra một cái thông đạo âm u. Bên trong vãn bối không có tư cách tiến vào, tiền bối hãy tự mình đi xuống. Trường quầy lùi sang một bên, cười bồi nói. Hàn lập nhướng mày, thần thức đảo qua bên trong, linh khí trong thông đạo như có như không, phi thường yếu ớt. Sau khi hướng chỗ sâu bên trong dò xét một lần nữa, lại bị một tầng cấm chế ngăn lại. Bất quá lấy tao nghệ trận pháp của Hàn Lập, liếc mắt một cái liền phán đoán được, đây chỉ là một cái bình chướng che chắn linh giác đơn giản. Mặc dù có thể mạnh mẽ đột phá, nhưng người ở bên trong khẳng định cũng sẽ nhận thấy được. Hàn Lập có chút trần chờ. Mặc dù hắn tin tưởng lão giả thiên cực môn nọ sẽ không ngu đến mức không để điền thiên thành vào mắt mà động tay động chân. Nhưng hắn cũng không nghĩ vì một người chưa biết là địch hay bạn lại tiến vào một nơi phong bế không biết nông sâu. Ngay lúc Hàn Lập đang do dự, người bên trong như đoán được nghi ngờ của Hàn Lập. Trong giây lát, liền đem bình chướng ngăn cản thần thức kia triệt hồi đi. Hàn lập trong lòng khẽ động, biết đối phương vì muốn lấy tín nhiệm của hắn nên mới làm thế. Lúc này hắn cũng không khách khí nữa mà lập tức dùng thần thức đem tình hình phía dưới dò xét rõ ràng một lần, kết quả đã khiến hắn kinh ngạc. Nguyên lai like là hắn thật có chút y tứ. Miệng Hàn lập thì thào nói hai câu, không tiếp tục trần chờ nữa, liền đi vào trong thông đạo. Trường Quầy vừa thấy thân hình Hàn lập biến mất trong thông đạo, lúc này mới đem cửa vào khép lại, dịch chuyển tủ gỗ về vị trí cũ sau đó mới làm như không có chuyện gì trở lại quầy. Thông đạo rất dài, thông xuống đất hơn 10 trượng, hiển nhiên là vì muốn bảo trì tính chất bí mật nên mới cố ý làm như thế. Hàn lập sau khi đi một lúc, liền nhìn thấy một điểm sáng chấp động phía trước, biết đã tới nơi, liền bước nhanh vài bước, đi vào bên trong một cái phòng đá. Phòng rất lớn nhưng lại trống rỗng, ngoại trừ mấy cái bồ đoàn cũng không có vật gì khác. Mà đối diện với cửa vào có hai người đang khoanh chân ngồi trên bồ đoàn, mỉm cười nhìn Hàn Lập. Hàn Lập cũng không nói gì, tiến tới ngồi xuống một cái bồ đoàn ở góc. Thật không nghĩ tới người tìm ta lại là đạo hiếu, có thể ở chỗ này nhìn thấy các hạ, thật là ngoài ý liệu của tại hạ. Hàn Lập hướng một người trong đó cười khẽ nói, mà người nọ đội một cái mũ cao, mặc áo màu lam, thấy Hàn Lập nói như thế, không khỏi cười rộ lên. Đích xác, chính là bổn hầu cũng đã nghĩ sẽ khó tránh khỏi tai kiếp. Sau khi ta và ngươi chia tay, vốn tưởng rằng đã chạy thoát ai ngờ lại bị đối phương thi triển bí thuật truy tung trên người bị bọn họ đuổi kịp tại biên giới thảo nguyên mộ lan nhưng trời không tuyệt đường sau đó lại gặp được một đội pháp sĩ cao cấp đang tìm kiếm chúng ta kết quả thừa dịp hỗn loạn cuối cùng may mắn trốn trở về đối với mấy người ra tay với ta hiển nhiên sau này sẽ từ từ tính sổ nói tới khúc sau thanh âm của vị tu sĩ nguyên anh trung kỳ kia lộ vẻ âm độc người này đúng là nam lũng hầu mà ngày đó bị đám tu sĩ tìm kiếm bảo vật đuổi giết sắc mặt hắn hôm nay sám trắng khi sắc hư nhược, hẳn là tổn hao nguyên khí không ít. Người bên cạnh hiển nhiên chính là vị lão giả áo trắng thiên cực môn đã ước hẹn với hắn. Dưới tình huống này, Nam Lũng Đạo Hữu vẫn có thể thoát thân, tại hạ cực kỳ bội phục. Bất quá Nam Lũng Đạo Hữu sao không về động phủ dưỡng thương mà lại vội vã tìm ta, thậm chí còn phiền vị đạo hữu này phái đệ tử làm phiền thị thiếp của tại hạ. Điều này Hàn Mỗ có chút khó hiểu, vẻ tươi cười trên mặt Hàn Lập thu lại, trong giọng nói mơ hồ lộ ra ý bất mãn. Ha ha, Hàn đạo hữu đã hiểu lầm rồi, bất đắc dĩ bổn hầu mới làm như thế. Đạo hữu có biết hay không, tình huống của ngươi bây giờ cùng ta cũng không sai biệt lắm, mấy người kia nhất định cũng sẽ đuổi giết ngươi, tại hạ sợ đạo hữu không biết sự hung hiểm trong đó, gặp phải ám toán cho nên mới ra hạ sách này. Mà vị này chính là bạn bè sinh tử chi giao của tại hạ, đạo hữu tuyển kỳ tử thuộc thiên cực môn. Vốn lần trước tìm kiếm bảo vật, bản hầu cũng muốn mời hắn cùng đi, đáng tiếc vị trí hữu này có việc trong tông, không thể phân thân được. Nam lũng hầu trước giải thích vài câu, tiếp theo ngón tay chỉ lão giả bên cạnh giới thiệu. Thái độ của Nam lũng hầu lúc này đối với Hàn Lập, không giống như lần đầu gặp mặt, trong giọng nói đã lộ ra sự khách khí dị thường. Điều này là do việc Hàn Lập có thể nhất cử diệt sát một gã tu sĩ Nguyên Anh, nên đối với Hàn Lập có vài phần kiêng kỵ. Lúc này lão giả áo trắng mỉm cười, hướng Hàn Lập chắp tay, có vẻ nhận lỗi nói. Cách làm của tài hạ có chút đắc tội, mong rằng Hàn Đạo Hữu không lấy làm phiền. Không sao cả, nếu sự tình đã có nguyên nhân, tại hạ cũng không truy cứu. Bất quá chuyện Nam Lũ huynh mới vừa rồi nói là có liên quan đến việc ta lấy đi hộp ngọc nọ sao? Hàn Lập sau khi khoát tay, đột nhiên hỏi, "Đạo hữu đoán không sai, theo ta được biết vì muốn mua chuộc mấy người nọ cùng nhau tìm kiếm bảo vật, Quỷ Linh môn bỏ ra vốn rất lớn nên bắt buộc phải lấy được lộ tuyến đồ cùng phương pháp ra vào trụy ma cốc của Thương khung thượng nhân. Mà Hàn đạo hữu lại có trong tay một vật phẩm cần có để tiến vào trụy ma cốc." chỉ đồng thời sử dụng cùng lụa tuyến đồ trong tay nam lũng huynh mới có thể tránh né tuyệt đại bộ phận nguy hiểm trong cốc lấy được bảo vật tuyền kỳ tử nghiệm sắc mặt ngưng trọng nói vật cần có để tiến vào trụy ma cốc đạo hữu muốn nói chính là chiếc nhẫn màu đen kia sao hàn lập nghe vậy giật mình một chút nhưng lập tức nhớ tới cái gì đó liền chậm rãi nói lưỡng nghi hoàn quả nhiên là trong tay của hàn huynh việc này thật sự rất tốt tinh thần nam lũng hầu rung lên sắc mặt trở nên kích động lưỡng nghi hoàn hàn lập nhíu mày cảm giác được như là đã nghe nói qua ở nơi nào thoáng suy nghĩ một chút hắn đột nhiên cả kinh nhìn chằm chằm nam lũng hầu có chút kinh nghi hỏi chính là thứ năm xưa huyền hoàng lão nhân dùng thiên ngoại vẫn thiết luyện chế thành nghe nói bảo vật này lúc bình thường không có chút thần thông nào nhưng là khi đụng tới bắc cực nguyên quang thì có thể thao túng nguyên quang giết người vô hình xem như là một món pháp bảo gân gà của tu tiên giới có phải không hàn đạo hữu quả nhiên có kiến thức rộng lớn không sai chính là vật ấy, lưỡng nghi hoàn này chia làm âm dương nhị hoàn, có âm hoàn trong người cũng không sợ nguyên quang làm tổn thương thân thể, còn dương hoàn mới có khả năng thao túng nguyên quang tấn công địch. Mà trong tay đạo hữu hẳn là âm hoàn, năm đó chính là bởi vì thương khôn thượng nhân mượn được âm hoàn, mới có thể may mắn xuyên qua địa phương có nguyên quang trong cốc, toàn thân trở ra. Mà theo ta được biết Mặc dù cũng có các bảo vật và phương pháp khác để tránh được bắc cực nguyên quang nhưng hoặc phải cần một số lượng lớn tu sĩ bày đại trận phòng hộ hoặc những bảo vật kia đều đã vô tung vô tích, không có cách nào tìm được nữa. Nam Lũng Hầu bình tĩnh giải thích cho Hàn Lập, ý của đạo hữu là, Hàn Lập nhìn hai người hỏi, trong lòng lại thầm đánh giá lợi hại trong đó. Quyền Nam, danh chấn nhất phương, mươi 724, hỏa thiềm cổ thú. Rất đơn giản, ta và tuyền kỳ tử đạo hữu muốn cùng Hàn đạo hữu liên thủ, ba người chúng ta sẽ đi vào trụy ma cốc lấy bảo vật. Đợi khi tìm được bảo vật, thực lực chúng ta tự nhiên sẽ tăng mạnh, không cần sợ ai nữa. Ánh mắt nam lũng hầu chấp động nói, thân sắc phi thường bình tĩnh. Hàn lập nghe vậy, không có lập tức trả lời, hai mắt nhíu lại nhìn hai người đối diện chầm chầm không nói gì. Sau khi nghe được chiếc nhẫn màu đen chính là lưỡng nghi hoàn được đồn đại, hắn liền lập tức nhớ tới một chiếc nhẫn khác lấy được từ trong tay sư tỷ của Nam Cung Nguyệt. Nếu hắn đoán không sai thì vật nọ hẳn là Dương Hoàn thật không nghĩ tới mình vừa mới lấy được hai chiếc nhẫn kia liền lập tức biết được công dụng của nó. Hàn lập âm thầm cười khổ, cảm thấy thật sự quá trùng hợp. Nghe ý tứ của nam lũng đạo hiếu, hẳn là đã tìm được phương pháp tiến vào trụy ma cốc. Không biết nếu có lưỡng nghi hoàn tương trợ, đạo hiếu đại khái có thể nắm chắc bao nhiêu phần tìm được bảo vật mà vẫn có thể toàn thân trở ra. Trụy ma cốc được xưng là thiên nam đệ nhất hiểm địa, chuyện như vậy không thể nói giỡn. Hàn mỗ cũng không nghĩ vì muốn lấy bảo vật mà nhận lấy kết cục tử vong hàn lập thở dài một tiếng do so dự nói nghe hàn lập nói thế nam lũng hầu cùng tuyền kỳ tử liếc mắt nhìn nhau một cái lát sau sau đó nam lũng hầu mới trầm giọng nói nếu hàn đạo hiếu đã hỏi như thế tại hạ cũng không muốn giấu giếm theo lưu môn của thương không thượng nhân thì trụy ma cốc đích xác rất nguy hiểm một khi không cẩn thận sẽ bị hút vào trong một khe nứt không gian biến hóa vô thường ngoài ra còn có rất nhiều khu vực lưu lại thượng cổ cấm chế cũng rất khó lòng phòng bị thành thật mà nói mang đạo Hữu đi vào thì không thành vấn đề tối thiểu có 89 phần nắm chắc thành công. Nhưng nếu là tầm bảo thì thật khó nói, bởi vì địa phương càng nguy hiểm thì xác suất có thể có bảo vật càng lớn. Còn ở bên trong gặp phải cái gì, đừng nói là bản hầu, dù cho là thương khôn thượng nhân đi nữa cũng không thể nói rõ. Bởi vì tu vi thương không thượng nhân bị tổn hao nhiều nên năm đó cũng chưa từng xâm nhập vào trung tâm của trụy ma cốc, chỉ là ở bên ngoài tìm bảo vật mà thôi. Tuy nhiên điều này cũng cho thấy bảo vật chân chính trong cốc từ thời kỳ thượng cổ cho đến bây giờ cũng không ai lấy được nếu mạo hiểm một chút khẳng định có thể thu hoạch rất lớn càng nói giọng nam lũng hầu càng gợi lên sự hấp dẫn đương nhiên nếu đạo hữu thật không muốn mạo hiểm cũng có thể đem lưỡng nghi hoàn bán lại cho hai người chúng ta thứ khác không có nhưng một ít linh thạch chắc là hai người chúng ta có thể xuất ra được nhưng lão phu cũng nói thật rằng tu sĩ thượng cổ có rất nhiều đan dược hiệu lực thần kỳ đến khó tin nếu tìm được đột phá nguyên anh trung hậu kỳ cũng chỉ là chuyện trong tầm tay thậm chí nói không chừng còn có thể tìm được bí mật liên quan đến chuyện tu sĩ hóa thần kỳ biến mất. Dù sao tu sĩ sau khi tiến vào hóa thần kỳ, thật sự là đã phi thăng vào linh giới như trong truyền thuyết hay là xảy ra biến cố khác vẫn chưa ai biết. Không lẽ đạo hữu không muốn tìm hiểu đến cùng, tuyền kỳ tử ở một bên, lúc này cũng đột nhiên mở miệng nói. Tinh quang trong mắt hàn lập chấp động không thôi, sau khi trầm ngâm trong chốc lát, nói ra vài câu nằm ngoài dự kiến của hai người. Nếu hàn mỗ đoán không sai, hai vị tựa hồ rất muốn tại hạ gia nhập hành trình tiến vào trụy ma cốc. Không biết có thể cho biết nguyên do không, dù sao tu sĩ Nguyên Anh kỳ cũng có không ít, cần gì nhất định phải là tại hạ. Lời kia vừa thốt ra, thần sắc Nam Lũng Hầu cũng tuyển kỳ tử liền khựng lại, tiếp theo lộ ra một tia xấu hổ. Nam Lũng Hầu nhếch miệng, sau khi cười khổ, liền lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Kỳ thật nếu đạo hữu không hỏi, tại hạ cũng muốn nhắc tới việc này trong trụy ma cốc nọ ngoại trừ nguy hiểm đến từ cấm chế khe nứt không gian bên trong còn có vài con man hoang cổ thú vẫn còn tồn tại cho đến nay một trong số đó chính là hỏa thiềm cổ thú đáng lẽ sớm đã diệt chủng mặc dù linh trí con hỏa thiềm này vẫn chưa khai mở nhưng đã sống không biết bao nhiêu vạn năm một thân thiên lân yêu hỏa cực kỳ lợi hại theo di ngôn thuật lại của thương khôn thượng nhân yêu hỏa của nó so với anh hỏa của tu sĩ nguyên anh chúng ta thì lợi hại hơn nhiều mà ngày đó thấy đạo hiếu thi triển ra lam sắc hàn diếm có thể trong nháy mắt ngưng kết pháp thể tu sĩ nguyên anh kỳ công pháp băng thuộc tính bình thường so với công pháp của đạo hữu thực không thể sánh bằng hẳn là có thể khắc chế con hỏa thiềm này lời này của đạo hữu là có ý gì chẳng lẽ con hỏa thiềm kia chắn trên đường vào cốc hàn lập sau khi sửng sốt mặt liền lộ vẻ cổ quái hỏi cái này không phải mà là cổ thú nó có liên quan đến một khối di hài của cổ tu sĩ vị trí khối cổ hài này cực kỳ an toàn xung quanh không có thượng cổ cấm chế cũng không có xuất hiện cái khe nứt không gian nào nhưng cái hang của con hỏa thiềm nọ lại nằm gần ngay đó. Năm đó thương khôn thượng nhân cũng định tiến lại gần nhưng khi giao thủ sơ qua với hỏa thiềm nọ, liền biết không địch lại nên vội vàng thối lui nhưng vẫn bị dính hỏa độc, thiếu chút nữa không thể sống sót ra khỏi trụy ma cốc. Tuyền kỳ tử cũng khôi phục thần sắc bình thường nói, ta hiểu rồi, hai vị đạo hữu là muốn ta đối phó với con hỏa thiềm này rồi nhân cơ hội lấy bảo vật. Hàn lập cười khổ vài tiếng, lẩm bẩm nói, đối phó hỏa thiềm thú, trung quy so với đối mặt thượng cổ cấm chế cùng khe nứt không gian tốt hơn nhiều. Chỉ cần có phương pháp thích đáng, hơn nữa có công pháp băng thuộc tính của đạo hữu thì hoàn toàn không thành vấn đề. Huống hồ cũng không phải kêu đạo hữu diệt sát con thú này, chỉ là muốn dẫn dụ nó rời đi để có thể lấy bảo vật. Chỉ cần tìm được túi chữ vật của cổ tu sĩ, bảo vật bên trong cũng đủ cho chúng ta phân chia. Nam Lũng Hầu có chút hưng phấn bổ sung, chiếu theo hai vị nói, chỉ cần sau khi vào cốc đối phó con hỏa thiềm nọc, không cần xông loạn vào khu vực khác, hẳn là vẫn an toàn. Hàn lập sau khi ngẫm lại, không chút biểu tình hỏi. Nếu vận khí tốt, bảo vật trong di hài có lẽ cũng đủ. Hiển nhiên không cần mạo hiểm nữa. Nam lũng hầu gật đầu khẳng định, cho dù như vậy hai người hoàn toàn có thể mượn thế lực của thiên cực môn đi làm việc này, chung quy so với ba người chúng ta đơn đả độc đấu thì mạnh hơn nhiều. Ta cũng không tin, bên trong thiên cực môn không tìm được tu sĩ có công pháp băng thuộc tính. Khóe miệng hàn lập nhếch lên, như cười như không nói. Khổ, xem ra đạo hữu không biết lợi hại của bắc cực nguyên quang cho dù ba người chúng ta có được lưỡng nghi hoàn nhưng uy lực của nó nhiều lắm cũng chỉ có thể che chở ba người mà thôi nếu thêm một người cũng không được về phần thiên cực môn đạo hữu hẳn là càng rõ ràng sau khi trải qua chuyện đám người quỷ linh môn bản hầu sao còn có thể dễ dàng tin người dù là hàn đạo hữu nếu không phải tại mộ lan thảo nguyên vẫn không động thủ đối với tại hạ lúc gần đi còn giúp ta một tay thì bản hầu cũng không tìm đạo hữu để hợp tác đâu hai mắt nam lũng hầu vốn vô thần đột nhiên hiện lên hàn quang có chút cứng rắn nói nói như vậy thì nam lũng huynh dĩ nhiên tin tưởng tại hạ hàn mỗ thật sự cảm thấy rất vinh hạnh hàn lập nghe lời này cũng không lộ ra khác thường chỉ là mỉm cười nói hàn đạo hữu hai người chúng ta chuyện gì cũng đã nói hết đạo hữu có phải là nên quyết định hay không tuyền kỳ tử nhẹ thở một hơi sau đó nhìn hàn lập chằm chầm không chớp mắt nói hai vị đạo Hiếu định lúc nào đi trụy ma cốc lấy bảo vật chẳng lẽ trong thời gian sắp tới đây? Hàn Lập không có trực tiếp trả lời, ngược lại hỏi một câu. Cái này không phải, mặc dù khe nứt không gian trụy ma cốc Nó hơn phân nửa là xuất hiện ngẫu nhiên nhưng cách mỗi 50 năm sẽ có một thời kỳ ổn định, dài khoảng một năm. Mà lúc trước khi tiến vào mộ lan thảo nguyên, ta đã đặc ý quan sát một lần. Thời điểm ổn định kế tiếp, tối thiểu còn có 3-4 năm nữa. Trước đó chúng ta cũng có đủ thời gian để chuẩn bị. Nam Lũng Hầu không trần chờ nói. Nếu có thời gian dài như thế, tại hạ cần phải cẩn thận suy tính một chút. Như vậy đi, cách thời gian trụy ma cốc ổn định trước một năm, tại hạ sẽ cho hai vị câu trả lời rõ ràng. Đến lúc đó cho dù tại hạ không thể đi vào trụy ma cốc, tại hạ cũng sẽ đem lưỡng nghi hoàn cho hai vị mượn. Hàn lập sờ sờ cầm, trong lòng rút cuộc đã có chủ ý, nói. Nghe câu trả lời nước đôi như thế, hai người nam lũng hầu hiển nhiên là không quá hài lòng nhưng hàn lập cũng không thể tùy tiện đáp ứng đi tới địa phương hung hiểm như thế một cách chắc chắn được dù sao hắn khác với hai người nhìn nam lũng hầu cùng tuyền kỳ tử hàn lập cũng thấy được hai người bọn họ đã sắp đến gần thảo nguyên vì cơ hội cuối cùng bọn họ đương nhiên nguyện ý mạo hiểm một phen ngược lại hắn vẫn còn trẻ chuyện mạo hiểm này thật sự có chút chủ trừ tự nhiên nếu có thể kéo dài thì nên kéo dài dù sao thế sự biến ảo rất nhanh đợi sau khi quan sát tình huống một chút rồi quyết định cũng không muộn cũng may hàn lập cuối cùng cũng đáp ứng đến lúc đó nhất định đem lưỡng nghi hoàn giao cho hai người nên bọn họ cũng không cưỡng bách thêm gì nữa lúc này ba người trò chuyện một chút về chuyện tình trụy ma cốc rồi hàn lập liền mở miệng cáo từ trước khi rời đi tuyền kỳ tử giao cho hàn lập một khối lệnh bài nói nếu có lệnh bài này hàn lập có thể điều động bất kỳ một gã đệ tử thiên cực môn nào liên lạc với lão hàn lập không khách khí thu lấy vật ấy sau đó liền rời khỏi căn phòng đá dưới đất trở lại tiệm tạp hóa bên trên sau đó dưới sự cung kính tiến đưa của trưởng quầy, hắn liền rời đi, sau đó đứng trên đường ngẫm nghĩ. Hắn tin rằng khi mình rời đi, hai người nọ cũng sẽ không ở lại lâu. Đặc biệt trọng thương trên người Nam Lũng Hầu chưa lành nên hắn sẽ càng nóng lòng tìm một chỗ an toàn để hồi phục nguyên khí. Bất quá bị thương nặng như thế, chỉ sợ tại trong vòng vài năm, Nam Lũng Hầu cũng sẽ rất khó hồi phục. Nói không chừng do nguyên khí tổn hao quá nhiều, cảnh giới có thể sẽ bị rơi xuống một tầng. Hàn Lập âm thầm lắc đầu, Tạm thời đem việc này gác lại phía sau, không nhanh không chậm đi về chỗ ở của mình. Chuyện tình trụy mà có còn cách khá lâu, sự tình cấp bách trước mắt chính là việc pháp sĩ Mộ Lan xâm lấn. Chuyện này cũng không phải rời đi là hắn có thể tránh được. Hàn Lập suy nghĩ về việc này, thân ảnh dần dần khuất xa. Chương 725, Tri viện, trở lại lầu các, vị lữ sư huynh cùng Hỏa Long đồng tử cũng đang ở trong phòng, Mộ Phái Linh thì ngồi ngay ngắn ở một bên bồi tiếp giống như nữ chủ nhân vậy. Thấy Hàn Lập tiến vào, nữ tử này lập tức đứng dậy ân cần hỏi công tử lữ tiền bối cùng lam tiền bối chờ công tử đã lâu công tử gặp chuyện gì sao không có việc gì ngươi hãy lên lầu nghỉ ngơi đi ta cùng hai vị sư huynh đàm đạo một lát hàn lập hướng mộ phái linh cười cười ôn hòa nói vâng công tử mộ phái linh nhu thuận thi lễ rồi đi lên lầu hàn lập nhìn thân hình mộ phái linh rất hài lòng đối với một nữ tử thông tuệ như nàng nhưng ngẫm lại chuyện tình nam cung uyển bất giác thở dài một tiếng sao vậy hàn sư đệ vướng vào chuyện nữ nhân tình trường ư lữ lạc thấy hàn lập trở về rất cao hứng có chút trêu chọc nói ha ha sư huynh trêu đệ rồi lữ sư huynh cùng lam đạo hữu đến đây là vì chuyện nghị điện hôm nay sao hàn lập mỉm cười sau khi ngồi xuống một bên không nhanh không chậm nói hàn sư đệ nói không sai đích thật là vì chuyện mộ lan nhân hai người chúng ta đã phân ra truyền tin tức và thông báo cho các đạo hữu thiên đạo minh khác ở trong thành đại bộ phận các đạo hữu đều hiểu được đạo lý nước mất nhà tan nên nguyện ý trước khi viện binh đến sẽ trợ giúp cử quốc minh ngăn cản tiên phong của người mộ lan đương nhiên nếu muốn tu sĩ nguyên anh ra tay khẳng định phải đưa ra một chút ít linh thạch làm hậu lễ điểm này ta nghĩ cử quốc minh cũng sẽ không keo kiệt dù sao người mộ lan tuy là đại địch của tất cả tu sĩ nhưng cử quốc minh là kẻ đứng mũi chịu sao lữ lạc chậm rãi nói nếu như vậy còn thương lượng gì nữa mặc dù hàn mỗ tiến cấp không lâu nhưng cũng sẽ xuất lực cự địch Hàn Lập gật đầu, có chút kỳ quái nói. Đạo Hữu vẫn còn chưa biết cả hai bên chính ma lưỡng đạo đột nhiên cử người tới tìm hai người chúng ta nói chuyện một phen. Lam mẫu cảm thấy có chút đạo lý nên cũng không thể không đề phòng. Hỏa Long đồng tử ở một bên nói, sắc mặt có chút nghiêm trọng. Họ nói gì, không phải là sợ cử quốc minh lợi dụng cơ hội này làm suy yếu thực lực của tam đại thế lực chúng ta chứ. Ánh mắt Hàn Lập chấp động vài cái, sau khi khẽ cười một tiếng, như cười như không nói. Gì, hàn sư để quả nhiên thông tuệ hơn người lại có thể đoán được một phần bất quá xác suất chuyện cử quốc minh đồng thời đối phó tam đại thế lực có thể không lớn nhưng thật ra cũng rất có thể âm thầm liên hợp một nhà hay hai nhà rồi xuống tay với một thế lực còn lại việc này cũng không phải thiên đạo minh chúng ta muốn thấy nếu không sau khi đánh lùi pháp sĩ mộ lan tu tiên giới sẽ bất ổn thiên đạo minh chúng ta quyết không thể để cho việc này phát sinh được không thể để cho các thế lực lớn tại thiên nam xuất hiện sự mất cân bằng Lữ lạc sau một lúc ngẩn ra, cười khổ nói, ô, ý của hai vị sư huynh là, khóe miệng hàn lập nhếch lên, thản nhiên hỏi, rất đơn giản, tu sĩ tam đại thế lực chúng ta mặc dù có thể tạm thời nghe cửu quốc minh điều khiển nhưng quyết không thể để cho đối phương lấy cớ làm suy yếu thế lực. Cụ thể làm như thế nào, chúng ta sẽ cùng ma đạo lục tông và chính đạo bàn sơ qua một chút, chuẩn bị chờ tại nghị sự đại điện ngày mai đồng loạt đưa ra điều lệ để không phát sinh tình huống đó. Tối thiểu nếu tam đại thế lực chúng ta xuất động tu sĩ cao cấp, cửu quốc minh cũng không thể che giấu không chịu phái ra trưởng lão trong minh ninh địch. Cái này cần hàn sư đệ liên hợp với những người khác mở miệng ủng hộ. Hỏa Long đồng tử bình tĩnh nói, không thành vấn đề, tại hạ cũng không nghĩ lúc đối kháng pháp sĩ, sau lưng lại bị người ta tính kế. Hàn lập không suy nghĩ liền đáp ứng, việc này coi như xong, ngoại trừ hàn sư đệ, chúng ta còn phải liên lạc với một ít đồng đạo khác, đến lúc đó bối diệp tông cùng hóa ý môn cũng không thể phản đối được. Hy vọng đại chiến lần này có thể nhanh chấm dứt, nếu không không biết đồng đạo thiên nam chúng ta còn chết thêm bao nhiêu người nữa. Lữ lạc thở dài một tiếng, trong lúc nhất thời có chút cảm khái. Hắc hắc, lấy tu vi của chúng ta, chỉ cần cẩn thận một chút thì vẫn có thể bảo trì được cái mạng nhỏ của mình. Lần trước khi người mộ lan xâm lấn, Lam mộ cũng đã giết không ít pháp sĩ, lúc này đây xem ra lại phải đại khai sát giới lần nữa. Hỏa long đồng tử cười lạnh một tiếng, sát khí trên mặt lóe lên, âm trầm nói. Hàn lập nghe vậy, có chút kinh ngạc, liếc mắt nhìn về phía hỏa long đồng tử, vị tu sĩ hình dáng có hình dáng trẻ con này chỉ có tu vi nguyên anh sơ kỳ nhưng sát khí trên người hơn xa so với tu sĩ cùng cấp nhiều. xem ra số người chết trong tay lão cũng không ít. hai người lữ lạc cùng Hàn lập trò chuyện một chút về một ít chi tiết cụ thể chuyện nghị điện ngày mai và nói một chút về sự xuất hiện đột ngột của cửa thú cùng pháp sĩ xa lạ mới đứng dậy cáo từ. ngay lúc Hàn lập đưa hai người tới trước cửa lầu các, lữ lạc sau khi do dự một chút liền quay đầu hỏi một câu. Hàn sư đệ hôm nay đi gặp cựu nhân nọ, kết quả như thế nào? Vị lữ sư huynh vừa nói, ánh mắt đồng thời nhìn thẳng khuôn mặt hàn lập, dường như muốn từ trong đó nhìn thấu điều gì đó. Không có chuyện gì, chỉ là ôn lại một chút chuyện xưa mà thôi. Mắt hàn lập không chấp một cái, thân sắc như thường nói. Vậy thì tốt, sư huynh cũng yên tâm, lữ lạc nghe vậy, lo lắng trong lòng nhất thời giảm hơn phân nửa. Cười hì hì nói hai câu với Hàn Lập rồi mới an tâm cùng Hỏa Long đồng tử rời đi. Hàn Lập đứng trước cửa lầu các, đưa mắt nhìn hai người tiến lại một lầu các gần đó, có vẻ như bọn họ thật đang liên lạc với các tu sĩ khác. Xem ra hai người này có đảm nhiệm chức vụ gì đó trong thiên đạo minh, nếu không thì sao bọn họ lại tham gia ở nghị điện và người chính ma lưỡng đạo đều tìm hai người thảo luận được. Hàn lập sờ sờ cầm, âm thầm tự đánh giá, sau đó xoay người tiến vào lầu các. Nghị điện ngày thứ hai, tu sĩ Nguyên Anh tới tham gia tăng hơn phân nửa, trong đó ngoại trừ trưởng lão tránh ma cùng thiên đạo minh, cũng có không ít lão quái tán tu. Điều này làm cho hai vị chủ trì hội nghị là Bối Diệp Tông Côn bằng cùng hóa ý môn thích phu nhân có chút ứng phó không kịp. Kết quả mặc kệ ban đầu cửu quốc minh thật có hay không có ý định khác, cuối cùng cũng bị bắt buộc phải đáp ứng một số điều kiện của chúng tu sĩ. Trong đó chính yếu là vô luận muốn tu sĩ cao cấp chấp hành nhiệm vụ gì, tứ đại thế lực đều phải chia đều nhân thủ tham gia, để tránh thế lực khác có âm mưu quỷ kế, âm thầm hãm hại thế lực của mình. Chuyện sau đó khiến Hàn Lập không nghĩ tới chính là nguyên lão hội của thiên đạo Minh do tu sĩ Nguyên Anh tổ thành sau khi nhận được truyền tin của Lữ Lạc cùng Hỏa Long đồng tử, trải qua một phen tranh luận đã quyết định phái ra một trưởng lão Nguyên Anh kỳ hoặc là mấy tên tu sĩ kết đan đi tối điển thiên thành trợ giúp. Đương nhiên bởi vì đường xá khá xa, những người này khẳng định phải mất một khoảng thời gian khá dài mới có thể tới chi viện nên hiện giờ nhóm tu sĩ Lữ Lạc ở đây phải nghe lệnh điều khiển của cửu quốc Minh với mục đích trì hoãn thế công của người Mộ Lan. Đương nhiên để cho công bằng, đợi sau khi viện quân đến, những tu sĩ đã ra sức có thể phản hồi tông môn, không cần tham gia trường chiến đấu phía sau nữa, đại chiến tiếp theo sẽ do các tu sĩ tới chi viện thay thế. Mà bây giờ vô luận là đám người lữ lạc hay hỏa long đồng tử, trải qua một phen thương nghị tại nghị điện đều đã nhận nhiệm vụ, bắt đầu đi tới chiến trường. Hàn lập cùng hai tu sĩ Nguyên Anh khác mang thêm bảy, tám tu sĩ kết đan được phái đi biên giới ngu quốc trợ giúp một nơi chấn thủ trọng yếu có cấm chế đại trận. Nơi đó là chỗ mà pháp sĩ phải chiếm được, địa phương như vậy dọc đường còn có hơn 10 nơi. Nếu không thanh trừ sạch sẽ, người mộ lan ăn ngủ sẽ không yên, không thể gọi là đã chính thức chiếm giữ được. Mà cửu quốc minh bây giờ không đủ thực lực để triển khai quyết chiến cùng người mộ lan, chỉ có thể dựa vào địa lợi, tổn hao vô số tâm huyết bố trí đại trận cấm chế, chỉ hoãn thế công của đại quân Pháp sĩ một chút mà thôi. Nếu không lấy tốc độ bay độn của Pháp sĩ cao cấp mộ lan, chỉ cần một tháng thời gian là đủ để từ chỗ giao chiến đánh tới Điền Thiên Thành đại quân pháp sĩ vẫn chưa công kích tới nơi mà Hàn Lập phải đi tiếp cứu. Tu sĩ cao cấp thủ ở đó chỉ có mỗi một vị tu vi nguyên anh kỳ mà thôi. Lấy mức độ xâm lấn những năm trước của pháp sĩ, có một vị tu sĩ nguyên anh tỏa trấn cộng thêm pháp trận cấm chế phối hợp cũng đủ để đánh một trận với một số lượng pháp sĩ nhất định. Nhưng lấy thế công sắc bén hôm nay của pháp sĩ, số lượng nhân thủ như vậy rất khó ngăn cản. Tu sĩ cùng cấp đồng hành với Hàn Lập là một lão giả họ mã của hạo nhiên các thuộc chính đạo minh, người gầy quắc thước, bộ dáng tiên phong đạo cốt. Vị còn lại tên là Cốc Song Bồ đó chính là lão giả mặc áo xanh mà Hàn Lập đã gặp trong đại điện. Mặc dù Hàn Lập chỉ nhìn bề ngoài túi linh thú bên hông nhưng hơi thở mơ hồ phát ra trong đó khiến cho Hàn Lập cảm thấy không quá thoải mái, có vẻ như linh thú bên trong không tầm thường. Hai người này đều là tu sĩ Nguyên Anh Kỳ, hiển nhiên ba người cũng không phân chia cao thấp. Bởi vì sợ đại quân Pháp sĩ sớm đánh tới nơi muốn trợ giúp, cho nên ba người sau khi thương lượng sơ qua, lập tức bỏ lại bảy tám gã tu sĩ kết đan kỳ, khống chế độn quang cực nhanh đi trước một bước, để mấy vãn bối kết đan kỳ tới sau. Lão giả họ mã là người sôi nổi, tại trên đường cùng hai người hàn lập cứ cười mãi, tựa hồ như không phải đi đối mặt với pháp sĩ mà là giống như đang du sơn ngoạn thủy hơn. Về phần ngữ linh tông cốc song bồ thì sắc mặt lại âm trầm, không nói một câu nào, chẳng biết trong lòng đang nghĩ cái gì. Còn hàn lập cũng cười cười, thường xuyên tiếp lão giả họ mã vài câu, tạo cho hai người cảm giác thư sinh nhu nhược. Hơn nữa hai người đều biết Hàn Lập vừa mới tiến cấp lên Nguyên Anh Kỳ nên không coi trọng thực lực của hắn lắm. mươi 726, Hoàng Long Sơn. Độ hơn nửa tháng sau, trên đỉnh Hoàng Long Sơn gần Ngu Quốc, trên quỳnh bàn Lầu Các, một gã đại hán chừng hơn 40 tuổi, trên mặt lông mày nhẵn nhụi đang đi qua đi lại không ngừng trong đại sảnh, trên mặt ẩn lộ một tia lo âu. Một lát sau, gã đại hán khẽ ngồi xuống chiếc ghế mây, cầm lấy một chén trà xanh trên bàn uống một ngụm nhỏ, làm cho tâm tình mới vừa ưu phiền buồn bực trở nên bình tĩnh lại một chút thì đột nhiên từ bên ngoài bay vụt tiến vào một đạo hồng quang, dừng lại trên đỉnh đại sảnh xoay quanh. Đại Hán thấy màn này thì thần sắc biến đổi, tay hướng hồng quang phất một cái, nhất thời hồng quang hướng vào lòng bàn tay rơi xuống, hóa thành một đoàn liệt diễm hừng hực bốc cháy. Đại Hán tâm thần đắm chìm trong đoàn lửa cháy một lúc thì sắc mặt trở nên khó coi. Sau khi im lặng trong chốc lát, Đại Hán khuôn mặt có chút tái xanh đột nhiên đưa tay hướng vào trong lòng vuốt một cái trong tay chợt xuất hiện một cái chuông nhỏ màu xanh. Hắn không nói gì, giơ một ngón tay thô ngắn gõ vào cái chuông một cái. Đương một tiếng chuông du dương dễ nghe vang vọng trong gian đại sảnh, cùng tiếng hồi âm không dứt lan truyền ra tứ phía xa xa. Tiếp theo, cả đỉnh Hoàng Long Sơn khắp nơi đều có tiếng chuông vang lên, trên quỳnh bàn lầu các rực lên các sắc màu quang hoa đua khởi, một đám tu sĩ phục sức khác nhau vội vã từ bên trong bay túa ra, dường như đã được huấn luyện nên hướng bốn phương tám hướng tản ra rất có trật tự. Sau đó không lâu, bốn phía Hoàng Long Sơn tràn ngập nồng đậm lục sắc quái vụ, đem phương viên trong phạm vi hơn 10 dặm hóa thành quỷ dị bích lục vụ hải. Lúc này, chọc mi đại hán từ trong đại sảnh cùng vài tên tu sĩ đi ra, ba nam một nữ, toàn bộ đều là kết đan kỳ tu vi. Trong đó có hai gã nam tử hơn 30 tuổi, trông giống nhau như đúc, đúng là một đôi song sinh huynh đệ. Ngoài ra còn có một gã nam tử thân mặc đạo bào, tay cầm phất trần là một trung niên đạo sĩ. Nữ tu duy nhất có vóc người nhỏ nhắn xinh xắn, mặt mũi phi thường tú lệ. Bốn người bọn họ phân ra đứng hai bên đại hán, tất cả đều lộ vẻ mặt ngưng trọng. Lục tiền bối, có thật là pháp sĩ đại quân tới ngay không? Lần trước nhận được tin tức không phải nói đội pháp sĩ hướng tới nơi này đang bị bạc tiền bối chặn lại ở một chỗ sao? Chẳng lẽ mới ngắn ngủn 7-8 ngày, bạc tiền bối đã thất thủ? Thiên phong huyền ba trận chẳng lẽ đã bị phá? Liệu có sai lầm gì không nữ tu kia có chút trần chờ hỏi, nét mặt tràn đầy vẻ khó tin? Tin sai, Ta cũng muốn kẻ phát truyền âm phù đưa tin sai, nhưng truyền âm phù này chỉ bạc đà tử tự mình mới phát tới được, hơn nữa hắn cũng đang bị thương nặng. Đám tu sĩ bại trận và kể cả truy binh không lâu sẽ chạy đến Hoàng Long Sơn chúng ta. Không nêu tồn tại tâm lý cầu may nữa, chúng ta không đợi được viện binh, chỉ còn có cách tự mình nghinh địch. Trọc nghi đại hán cười lạnh một tiếng, âm trầm nói. Bốn gã kết đàn tu sĩ vừa nghe lời ấy cũng chỉ có thể nhìn nhau lướt mắt một cái, mặt lộ vẻ cười khổ. Ngay trong lúc đại hán miệng liên tiếp phát ra mấy đạo mệnh lệnh phân phó bốn người chia nhau làm việc chuẩn bị ứng phó đại chiến sắp đến thì đột nhiên lại có một đạo hồng quang bay vụt vào. Điều này làm cho đám người đại hán ngẩn ra, có chút kinh nghi. Đại hán cũng ngẩn ra, nhưng tay lại không trần chờ chút nào đem truyền âm phù bắt được trong tay. Kết quả ngọn lửa trong tay chấp động không thôi, hắn đem thần thức vào truyền âm phù nghe được cái gì đó, nét mặt lại lộ ra vẻ cực kỳ cổ quái. Lục tiền bối, có chuyện gì sao? Pháp sĩ đã đánh giết đến nơi đây sao? Nữ tu kia thấy cảnh này thì rốt cục không nhịn được hỏi. Ba người còn lại nghe vậy, sắc mặt đồng thời căng thẳng, ánh mắt lộ ra vẻ ngưng trọng. Không phải là viện quân của chúng ta, ba vị nguyên anh kỳ đạo hữu đang đứng ngoài đại trận. Không Lăng, bốn người các ngươi mau ra nghênh đón ba vị tiền bối và mời đến đây. Đại hán nguyện miệng cười, mạnh mẽ tự kiềm chế nỗi hưng phấn trong lòng, chậm rãi nói. Bốn gã kết đàn tu sĩ nhất thời đều mừng rỡ lĩnh mệnh hướng về đại hán thi lễ rồi ra khỏi đại sảnh nghênh đón ba vị nguyên anh kỳ đồng đạo. Mà ở bên ngoài lục sắc vụ hải đang có ba người đứng lơ lửng trên trời cao, không ngừng đánh giá cấm chế đại trận trước mắt. Ba người này tự nhiên ngày đêm kiêm trình, suốt đêm chạy tới, chính là hàn lập cùng hai gã nguyên anh tu sĩ khác. Bởi vì sẽ phải dựa vào đại trận này để đối chiến cùng mộ lan pháp sĩ, nên ba người này sau khi phát ra truyền âm phù thì đều không nói gì, tự đánh giá kỹ vụ hải, muốn nhìn ra ảo diệu từ trong đó trước không cần nói pháp trận này có thật sự lợi hại hay không nhưng chỉ dùng mắt nhìn thì cảm giác hải vụ phảng phất như không có giới hạn khiến cho mọi người cảm thấy một cỗ khí thế phi phàm hàn lập một mình hai tay vắt sau lưng trong mắt lam quang chợt ẩn chợt hiện xem xét suy nghĩ hải vụ trước mắt trên mặt lộ ra vẻ nghĩ tới một người nào đó ba người không phải đợi lâu lục vụ trước mặt chợt phát ra một trận bạch quang lục vụ sau một trận quay cuồng thì hiện ra một cái thông đạo rõ ràng nhưng lão giả họ mã cùng cốc xong bồ lại không tỏ vẻ gì một người ngửa đầu nhìn trời không nói gì, tên còn lại thì chăm chú hướng một bên hải vụ mà nhìn, mắt cũng không chớp một cái, phảng phất như nhìn thấy cái gì kỳ lạ. Chỉ có hàn lập nét mặt lộ vẻ thản nhiên mỉm cười, bình thản nhìn phía thông đạo. Một lát sau, từ trong thông đạo bay vụt ra bốn đạo kinh hồng, quang hoa thu liếm, hiện ra ba nam một nữ trước mặt đám người tại hàn lập. Vãn bối tham kiến ba vị tiền bối. Xin hỏi tôn tính đại danh của ba vị tiền bối trung niên đạo sĩ đường Hoàng Tiến lên vài bước tới trước đám người Hàn Lập cung kính thi lễ. Hàn Mỗ là Lạc Vân tông trưởng lão, hai vị này là hạo nhiên các mã đạo hữu cùng Ngự Linh tông cốc đạo hữu. Phía sau còn có 78 vị kết đan đồng đạo, ba người chúng ta bởi vì sợ chậm trễ cho nên đi trước một bước. Bây giờ đại trận cấm chế cũng đã bị mở ra, Mộ Lan Nhân rất nhanh sẽ đến. Hàn Lập thấy hai người nọ không có ý mở miệng thì sau khi cười chủ động mở miệng hỏi. Nguyên Lai là Hàn Tiền Bối, tại Hạ Thanh hư môn trùng vân tử. Hai vị này là Hoàng Phong cốc mộ dung huynh đệ cùng Hóa Đao Ổ Lý cô nương. Trung niên đạo sĩ vội vàng chỉ vào song sinh huynh đệ phía sau cùng nữ tu sĩ trẻ tuổi xinh xắn đang cười, giới thiệu với Hàn Lập. Mộ dung huynh đệ, Hàn Lập ánh mắt dừng tại nơi song sinh huynh đệ, ánh mắt lưu chuyển một vòng, khóe miệng nổi lên một tia như cười như không. Nhiếp đạo hữu có khỏe không? Hàn Lập khẽ cười hỏi, tiền bối cũng biết nhiếp sư tỷ. Hai người vãn bối vì vẫn ở trong này trông coi đại trận nên đã mấy năm không có nhìn thấy sư huynh đệ. Mộ dung huynh đệ nghe vậy, mặt hiện lên vui mừng lẫn sợ hãi. Đương nhiên tốt lắm, ta mới gặp qua không lâu trước đây. Hẳn là hai người thật sự không nhận biết ta, điều này cũng khó trách, năm đó ta cùng hai người chỉ là vội vã gặp mặt, không có ấn tượng gì với ta cũng là bình thường. Hàn Lập nhìn đôi song sinh huynh đệ này nhếch miệng, cười tủm tỉm nói: "Hai người này biến hóa thật lớn nhưng hắn vẫn từ trên hai người đối phương nhìn ra." Vừa nghe Hàn Lập nói mộ dung huynh đệ cả kinh, nghe vị tiền bối trước mắt này nói hình như là hắn có biết hai người mình nhưng hai người như thế nào mà không hề có một tia ấn tượng nào về vị tiền bối này. Nhưng mặt khác bây giờ một lần nữa đánh giá lại Hàn Lập, mộ dung huynh đệ thật sự có một loại cảm giác giống như đã từng quen biết. Điều này làm cho hai người sau khi liếc mắt nhìn nhau một cái thì nghi hoặc không thôi. Ha ha, nếu hai vị đạo hữu nhất thời không nhớ rõ thì để chuyện này sau hãy nói, bây giờ có thể đi vào chưa? Hàn Lập nghiêng đầu nhìn lão giả họ mã cùng cốc xong bồ mà nói. Đương nhiên có thể, ba vị tiền bối xin mời đi theo ta lộ tiền bối đang ở trong đại sảnh đợi tiếp đón. Trung Vân Tử mới vừa rồi bị chuyện Hàn Lập cùng mộ dung huynh đệ biết nhau làm cho có chút hồ đồ. Bây giờ nghe Hàn Lập nói như thế vội vàng tinh thần hồi phục lại đáp. Sau đó bốn người ở phía trước dẫn đường, ba người Hàn Lập thong dong phi độn tiến vào trong hải vụ. Thông đạo sau khi đám người Hàn Lập bay vào không lâu thì lục vụ lại phun ra, một lần nữa bao kín lại. Một thời gian sau, đám người Hàn Lập vào đến đại sảnh nhìn thấy trọc nghi đại hán. Hoan nghênh ba vị đến trợ giúp, Hai vị này không phải là Mã huynh cùng Cốc đạo hữu sao? Vị đạo hữu tuổi trẻ này không biết là ai, có thể giới thiệu cho Lục mỗ một chút không? Trọc Nghi một đại hán vừa thấy ba người, trên khuôn mặt hung ác tràn đầy vẻ tươi cười, một chốc một lát gọi ra ngay tục danh của lão giả họ Mã và Cốc Song Bồ, dường như nhận ra hai người này. Đối với Hàn Lập chưa quen biết, đại hán tò mò ngầm xem xét trên người Hàn Lập rồi kinh ngạc hỏi: "Ha ha, Lục huynh không nhận ra cũng không phải kỳ quái." Hàn Đạo Hữu mới ngưng kết Nguyên Anh thành công mấy năm gần đây, sau này tiền đồ vô lượng. Lão giả họ mã nhìn chọc mi đại hắn cũng không có lộ ra vẻ ngoài ý muốn ngược lại cười hắc hắc nói. Ô, Nguyên Lai là đồng đạo mới tiến vào Nguyên Anh kỳ. Trách không được trước kia ta chưa bao giờ gặp qua, xin ra mắt Đạo Hữu Bất quá mặc kệ nói như thế nào, tại hạ đều phải cảm tạ ba vị suốt lực tương trợ. Nếu không có trợ giúp, Tại hạ thật sự không tự tin có thể chống đỡ được mấy ngày đại hán họ Lục vừa nghe thấy Bảo Hàn Lập mới vừa tiến giai lên Nguyên Anh kỳ, nét mặt hiện lên một tia thất vọng, nhưng tiếp theo hồi phục như thường liên tục cảm tạ. Điểm khác lạ của Trọc Nghi đại hán tự nhiên không thể qua được mắt Hàn Lập, nhưng hắn chỉ mỉm cười không nói gì, trên mặt cũng không có lộ vẻ gì. Trọc Nghi đại hán cùng cốc xong Bồ Hàn huyên vài câu chuyện cũ sau đó nghiêm sắc mặt phân tích tình thế nguy hiểm trước mắt. Chương 727, tích nhật anh chữ, ba vị đạo hữu tới thật là đúng lúc ta mới vừa nhận được tin tức, có một đội pháp sĩ đã công phá bạc đạo hữu và chiếm được thiên thai cốc, thuận thế hướng bên này đánh tới. Nhiều lắm thì nửa ngày nữa các đồng đạo chiến bại từ thiên thai cốc sẽ đến đây. Nếu ba vị đạo hữu đi tiếp ứng được một chút thì tốt. Chọc nghi đại hán cũng không khách khí hơi giải thích một chút rồi đưa ra thỉnh cầu. Việc này chỉ là chuyện nhỏ, cứ giao cho một mình ta, không cần làm phiền đến hàn đạo hữu cùng cốc huynh ra tay. Lão giả họ mã vẻ mặt không thèm để ý miệng nói. Điều này làm cho Hàn Lập cùng Cốc Song Bồ đều có chút ngoài ý muốn nhìn hắn. Hai vị đạo hữu không nên kỳ quái, không phải Mã Mỗ muốn làm náo động mà là thời gian trước mới có được nhất kiện dị bảo, đang muốn thử uy lực một lần. Hai vị sẽ không cùng tại hạ tranh chấp chứ? Lão giả đưa tay vuốt tròm râu, mặt lộ vẻ thần bí nói: "Hắc hắc, Mã đạo hữu nắm chắc như thế, Cốc Mỗ đương nhiên sẽ không làm điều thừa Cốc Song Bồ cười ha ha, thản nhiên nói." Mà Hàn Lập cũng ở một bên cười cười mà thôi, cũng tốt mời hàn đạo hữu cùng cốc huynh trước tiên nghỉ ngơi một chút làm phiền mã đạo hữu bất quá ta sẽ cho mộ dung huynh đệ bồi tiếp đạo hữu cùng nhau đi một chuyến hai người này tu luyện lôi hệ pháp thuật uy lực cũng không nhỏ Trọc nghi đại hán sau khi suy nghĩ một chút thì gật đầu đồng ý gọi đôi đồng bào huynh đệ đi vào lão giả lần này không có phản đối dù sao lần đầu đến đây có người cùng đi cũng tốt vì vậy kế tiếp hạo nhiên các lão giả cùng mộ dung huynh đệ lập tức xuất phát đi tiếp ứng cử quốc minh tu sĩ đang tháo chạy mà Hàn Lập cùng cốc xong bồ thì được nữ tử họ Lý cùng trùng hư tử dẫn dắt ra khỏi đại điện an bài chỗ nghỉ ngơi cho hai người bọn hắn. Đi được nửa đường, Hàn Lập cùng cư diện lão giả phân tách ra hai nơi. Hàn Lập đi theo nữ tu sĩ nhỏ nhắn xinh xắn đến một tiểu lâu u nhã. Hàn tiền bối, nơi này bình thường nghiêm cấm thấp giai đệ tử lai vãng, là nơi tốt nhất để nghỉ ngơi. Mời tiền bối lên lầu an nghỉ nữ tu xinh xắn nhỏ nhắn nhìn lầu các trước mắt chỉ, sau đó nghiêng người đứng một bên nói. Đích xác không tệ, hàn lập gật đầu trên mặt hiện ra một tia hài lòng tiền bối nhiếp doanh đạo hữu thật không có việc gì sao ta cũng lâu rồi không có gặp được nhiếp sư tỷ nữ tử này cũng không có lập tức rời đi ngược lại có chút do dự hỏi như thế nào ngươi cùng nhiếp cô nương cũng có quen biết sao hàn lập có chút ngoài ý muốn cẩn thận nhìn nữ nhân này bất động thanh sắc hỏi lúc này hàn lập mới phát hiện mặc dù nữ nhân này lần đầu tiên hắn nhìn thấy nhưng là đôi mi thanh tú đôi mắt sáng trong này lại có chút nhìn quen mắt cho hắn một loại cảm giác quen thuộc. Việc Hàn Lập nhìn mình không rời làm cho nữ nhân này có chút không yên bất an. Mặc dù trong lòng không thoải mái nhưng trên mặt lại ửng đỏ. Tiểu nữ tử có thể trở thành môn hạ hóa đao ổ cũng nhờ có niếp sư tỷ năm đó dẫn tiến. Vãn bối như thế nào lại không quen, nữ tu nhỏ nhắn xinh xắn thoáng cúi đầu giải thích, anh chữ, lý anh chữ, Hàn Lập nghe lời ấy, trên mặt không nhịn được lộ ra vẻ kinh ngạc. Như thế nào, tiền bối trước kia cũng đã nghe qua tên vãn bối. Lý Anh chữ nghe ra Hàn Lập có chút khác thường thì không khỏi một lần nữa ngẩng đầu có chút ngạc nhiên hỏi. Mẫu thân người gọi là gì? Là người nước nào? Hàn Lập không có trả lời mà ngược lại sau khi hít sâu một hơi hỏi ngược lại. Ra mẫu mặc Ngọc Châu, xuất thân Việt Quốc, tiền bối vì sao hỏi câu này? Nữ nhân này trần chờ một hồi lâu, cảm giác được thật sự không có gì phải giấu giếm, cũng mơ hồ nhớ tới cái gì, mới trả lời. Như vậy món thông linh ngọc bội vẫn ở trên người ngươi sao? hàn lập im lặng trong chốc lát rồi nói ra lời này khiến cho tiểu nữ tử trong lòng giật mình nàng trong lòng nhất thời có chút chợt hiểu dạ vãn bối từ nhỏ vẫn cất giấu trong người nữ nhân này lập tức trả lời sau đó dưới ánh mắt chăm chú của hàn lập đỏ mặt lên xoay người sang chỗ khác sau khi đưa tay vào trong áo lục lọi một trận nàng móc ra một khối ngọc bội màu trắng hai tay cầm nó quay lại hàn lập liếc mắt một cái khẽ đưa tay ngọc bội giống như có cánh bay vào trong tay Dùng hai ngón tay vuốt ve ngọc bội mặt ngoài vẫn còn vẻ hoạt nhuận, Hàn Lập thở dài một hơi, trên mặt lộ ra một tia thần sắc tang thương. Sau một lúc lâu, hắn mới mở miệng nói, "Ngươi chắc cũng có thể biết ta là ai, mẫu thân ngươi năm đó nói cho ngươi trong trường hợp nào?" Hàn Lập vừa đánh giá nữ tu trước mắt một lần, lúc này đây bởi vì trong lòng đã hiểu rõ nên rốt cục từ trên khuôn mặt nàng tìm được vài nét bóng dáng Mặc Ngọc Châu nữ tu này dung nhan so với mẫu thân nàng khi tuổi còn trẻ thì vẻ đẹp còn kém một bậc nhưng nhưng nhìn kỹ hơn thì lại thấy một loại anh khí bừng bừng năm đó mẫu thân nói cũng không nhiều lắm chỉ nói rằng nàng được một vị bạn tốt là người tu tiên tặng quà chúc mừng ngoài ra cũng không nói gì khác khi ta tiến vào tu tiên giới mấy năm nay cũng nhờ người phân biệt qua ngọc bội mấy lần nhưng cũng không tin tức gì hữu dụng không nghĩ tới ngọc bội này nguyên là của tiền bối mà tiền bối lại là lạc phân tông tu sĩ lý anh Chữ thì thào nói trên mặt âm thầm bất định, tựa hồ không biết phải làm sao. Ta gia nhập Lạc Vân Tông là chuyện mấy năm gần đây, nhưng mà trước kia ta cũng không tu luyện ở Việt Quốc. Người không có tin tức ta cũng là chuyện bình thường, bất quá, người như thế nào mà lại gia nhập hóa đạo ổ. Theo lý thuyết, người nếu gia nhập ngự linh tông thì ta cũng không có gì kỳ quái hàn lập sờ sờ mũi cười khổ mà nói. Vì sao nếu vãn bối gia nhập ngự linh tông, sẽ không kỳ quái. Lý Anh chữ nghe lời này thì sừng sốt. Người đối với chuyện tình của phụ thân một điểm cũng không biết. Hàn Lập nghe vậy có chút ngẩn ra, chuyện của gia phụ vãn bối đích xác không biết nhiều lắm. Ta mới vừa nhận biết được không lâu thì cả nhà gặp chuyện ngoài ý muốn, ngoại tổ phụ cùng phụ thân gặp chuyện không may sớm qua đời. Chỉ còn mẫu thân mang theo ta rời Việt Quốc đi, phiêu bạt đoạn trường một thời gian sau đó mới tại cửu quốc minh định cư nữ tu thần sắc buồn bã miễn cưỡng cười nói. Thì ra là thế, xem ra hơn phân nửa là bị liên lụy đến tranh đấu bên trong của ma đạo nên cha mẹ ngươi mới gặp tai ương dù sao nắm giữ việt quốc bây giờ không phải ngự linh tông mà là quỷ linh môn tu sĩ hàn lập gật đầu phảng phất có chút rõ ràng nói ma đạo nội đấu nữ tử đối diện lại có vẻ mặt mê hoặc bộ dáng có chút khó hiểu hàn lập thấy điều này cũng không có giải thích gì cầm ngọc bội trong tay trả lại nữ nhân này rồi cười thông linh ngọc này ở với ngươi nhiều như vậy năm ta tự nhiên sẽ không thu hồi lại năm đó tại thế tục trước khi tiến vào tu tiên giới ta được xem như một nửa là sư huynh mẫu thân ngươi ngươi sau này có thể gọi ta một tiếng hàn sư bá hàn sư bá lý anh chữ nghe vậy có chút trần trừ sau khi đôi mắt to chớp động vài cái thì nhỏ giọng gọi nét mặt có chút đỏ lên tự nhiên lại xuất hiện một vị nguyên anh kỳ trưởng bối nữ nhân này sau khi một phen luống cuống thì tự nhiên là cực kỳ vui thậm chí còn có chút không biết thật hay mơ ngươi nếu gọi ta một tiếng sư bá ta cũng không thể hẹp hòi nơi này có hai bình đan dược vừa lúc hữu dụng đối với kết đan kỳ tu sĩ đột phá bình cảnh người cầm lấy đi hàn lập lộ ra một tia tươi cười thân thiết vừa ngửa bàn tay xuất ra hai cái bình ngọc mỉm cười đưa cho nữ nhân này đối với hàn lập mà nói có thể giúp cố nhân một chút hắn tuyệt sẽ không keo kiệt đa tạ sư bá nữ tử tiếp nhận dược bình trên khuôn mặt tràn đầy vẻ vui mừng lẫn sợ hãi tiếng gọi này thực sự chân thành và thanh thúy người bây giờ dùng pháp bảo gì chẳng lẽ chỉ là cái ngự khí phi đao đó mà nó dùng tài liệu gì để luyện chế nên hàn lập sau khi ngẫm nghĩ lại hỏi một câu không sai đây chính là pháp bảo của ta phi đao này dùng liệt diếm thiết gia cố thêm huyền anh tinh luyện chế thành uy lực coi như không tệ lý anh chữ có chút ngẩn ngơ khó hiểu trả lời nếu là thời kỳ bình thường cái phi đao này cũng đủ dùng nhưng bây giờ phải cùng pháp sĩ giao thủ chỉ bằng vào bảo vật này sợ rằng có chút nguy hiểm hàn lập lắc đầu nói nhưng là bây giờ nếu sư bá một lần nữa cho ta một món pháp bảo ta cũng không có thời gian để luyện hóa lý anh chữ bất đắc dĩ nói hàn lập nghe vậy mặt lộ vẻ trầm ngâm nhưng một lát sau hắn vỗ linh thú túi bên hông một cái một đàn lớn tam sắc vệ kim trùng từ trong túi bay ra trong tiếng kêu vù vù hóa thành một đám mây dài hơn một trượng, phiêu phù ở trên đỉnh đầu hàn lập hàn lập trong mắt tinh quang chợt lóe lấy tay chỉ đám trùng vân điểm một cái một khối trùng vân nhỏ thoát ly bay lại sau đó tay dương lên một đạo thanh sắc pháp quyết đánh vào khối trùng này. Tiểu đàn vệ kim trùng tại thanh quang lóe ra ngưng tụ lại cùng nhau, trong nháy mắt, hóa thành một cái viên cầu ba màu to gần bằng nắm tay, quang mang chói mắt, chậm rãi rơi xuống trong tay hàn lập. Người đem vật này nhận lấy, đây là linh trùng do ta tinh luyện biến thành. Chỉ cần khi đối phó địch nhân sau khi đem viên cầu ném ra thì có thể cứu ngươi một mạng hàn lập đem viên cầu này vứt cho nữ nhân này, sắc mặt trịnh trọng nói. Đa tạ hàn sư bá yêu ái lý anh chữ sớm đã trợn mắt há hốc mồm bây giờ nghe hàn lập vừa nói như thế rất là kích thích liên mồm tạ ơn sau đó mới tiếp nhận viên cầu ba màu kia một điểm nghi ngờ trong lòng nữ nhân này cuối cùng sau khi hàn lập tặng bảo vật thì đã biến mất vô tung vô ảnh lúc này nàng mới thật sự tin tưởng hàn lập lúc trước nói như vậy không sai nếu không có một chút quan hệ gì mà nói không người nào lại tặng đồ vật quý trọng như thế tốt người đi trước đi ta muốn tu luyện một chút làm xong hết thảy Hàn Lập đem Trùng Vân còn lại một lần nữa thu lại, nhìn nữ nhân này khoát khoát tay nói. Chạy suốt đêm như vậy pháp lực của hắn cũng hao tổn khá nhiều, cần phải khôi phục một chút. Hàn Sư Bá, người hảo hảo nghỉ ngơi nha, nếu Pháp Sĩ Đại Quân đến, anh chữ sẽ thông báo cho Sư Bá. Trong lời của Lý Anh chữ lộ ra ý thân cận, chương 728, Tử La Cực Hỏa, Hàn Lập ngồi xếp bằng trong một gian tĩnh thất trên tầng 2 của tiểu lầu, hai mắt nhắm nghiền, cả người phát ra thanh quang lưu ly, Mười ngón tay bắt ra một cái pháp quyết kỳ quái, trên thủ trường xuất hiện ngọn lửa màu tím to cỡ quả trứng gà, nhẹ nhàng phiêu phù chấp động không ngừng. Đây chính là Hàn Lập dùng kiềm lam băng diễm cùng lục rực xương công phun ra hàn khí mà tu luyện thành ma diễm. Uy lực của ma hỏa này rõ ràng còn hơn kiềm lam băng diễm một bậc, xem như là đòn sát thủ lớn nhất của Hàn Lập hiện nay. Sau khi phát hiện ra loại lửa này, Hàn Lập mỗi lần luyện hóa một tia kiềm lam băng diễm thì lập tức đem chuyển hóa thành tử sắc ma diễm, để nó chính thức trở thành tu vi của mình. Mà Hàn Lập vì muốn phân biệt với Tu La Thánh Hỏa nên gọi loại lửa mới là Tử La Cực Hỏa. Hắn tin tưởng cho dù là Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ mà bị hỏa diễm này dính trên người thì cũng tuyệt đối không có cách nào tiêu thụ được. Còn liệu có thể diệt sát được Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ hay không thì Hàn Lập chưa bao giờ chính thức thấy loại tu sĩ này ra tay nên nhất thời cũng không có cách đoán được. Đáng tiếc là hỏa diễm này uy lực dĩ nhiên lớn đến mức khó tin nhưng số lượng kiềm lam băng diễm được luyện hóa có hạn, đến nay cũng chỉ có thể thao túng được một lượng nhỏ Tử La Cực Hỏa. Nếu số lượng cực hỏa này nhiều gấp vài lần thì hắn dù quang minh chính đại gặp nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, cũng không phải là không có lực liều mạng. Chúc mừng chủ nhân, tử la cực hỏa này hình như so với lúc tiểu tì mới gặp gỡ thì hát huy lực đã mạnh gấp ba phần. Xem ra loại hỏa diễm này còn có rất nhiều tiềm lực để khai thác. Trong đầu Hàn Lập có thanh âm ngân nguyệt đang tấm tắc. Hàn Lập nghe vậy, khóe miệng khẽ lộ ra một tia cười lãnh đạm, không nói một lời há mồm, một hơi đem đoàn tử la cực hỏa trong nháy mắt hóa thành một tia hỏa diễm mỏng manh hút vào trong bụng hắn lúc này mới buông ngón tay thu công pháp tử la thiên hỏa này mặc dù lợi hại nhưng đáng tiếc là số lượng quá ít cũng không đủ để hoàn toàn dựa dẫm vào ta bây giờ hy vọng nhất là có thể mở ra bảo vật trong hư thiên đỉnh nếu uy lực của thông thiên linh bảo không sai so với lời ngươi nói thì chỉ cần có đỉnh này trong tay thì hẳn là đủ để tung hoành thiên nam đến lúc đó thì thật sự mới không có gì phải lo nữa hàn lập dương mắt chậm rãi nói chủ nhân cứ việc yên tâm, hư thiên đỉnh thần thông to lớn, chỉ có thể hơn những gì tiểu tỷ đã nói, tuyệt không dưới được Ngân Nguyệt khẽ cười một tiếng, tin tưởng mười phần mà nói. Hàn Lập nghe vậy gật đầu, đang muốn nói cái gì đó thì đột nhiên một đạo bạch quang từ bên ngoài bay vụt vào. Tiếng Anh chữ thanh thúy từ trong bạch quang vội vã truyền ra. Hàn sư bá, nhanh đến đại điện, bọn người mã tiền bối đã trở về. Mộ Lan Nhân cũng lập tức đến ngay, vừa nói xong, bạch quang xoay quanh một cái rồi bay vụt ra ngoài tĩnh thất. Hàn lập sắc mặt trầm xuống, trong mắt Hàn Quang chớp động vài cái rồi đứng dậy đi ra ngoài. Hàn lập đến đại điện thì cốc xong bổ cùng chọc mi đại hán cũng đã đến. Mà lão giả họ mã đi tiếp ứng đang cùng một cẩm bào tu sĩ sắc mặt tái nhợt nói cái gì đó. Mộ dung huynh đệ và đám người anh chữ đang cùng hai gã kết đan tu sĩ lạ mặt khác đứng ở bên cạnh nghe. Trên mặt tất cả đều lộ vẻ ngưng trọng, bất quá anh chữ thấy Hàn lập tiến vào thì liếc mắt rồi thản nhiên cười một cái. Hàn đạo hữu cũng đã đến, ta xin giới thiệu một chút, vị này chính là chủ trì thiên thai cốc bạc vân hạc đạo hiếu. Vị này chính là lạc vân tông hàn đạo hiếu, chọc nghi đại hán nét mặt miễn cưỡng tươi cười, ra vẻ thoải mái giới thiệu. Thấy tình hình này, hàn lập trong lòng có chút trầm xuống. Xem ra tình thế so với tưởng tượng còn muốn tệ hơn. Tại hạ sớm nghe lục huynh nói qua đại danh bạc huynh. Đạo hữu có thể bình yên thoát thân thì thật sự là đáng mừng hàn lập khóe miệng lộ ra một tia thiện ý, khách khí nói. Tại hạ chuyến này bộ dạng trật vật chỉ làm cho Hàn đạo hữu chê cười. Lần này may nhờ có Mã đạo hữu ra tay tiếp ứng nếu không thì là có chút nguy hiểm. Tu sĩ họ Bạc cũng từ những người khác biết được Hàn lập, bởi vậy trên mặt cũng không có lộ ra vẻ kinh ngạc, ngược lại cười khổ nói, cũng lộ ra vẻ cảm kích với lão giả họ Mã. Không có gì, chỉ bất quá là cái nhấc tay thôi, nhưng thật ra đám truy binh này, ta còn chưa ra tay thì đã chủ động thối lui, thật đúng là làm cho ta có chút buồn bực. Lão giả cười hắc hắc nói, đây là do đạo hữu có kiện cổ bảo thanh thế kinh người nọ đám người mộ lan đuổi theo không có nắm chắc nên tự nhiên không chịu ngạnh kháng bất quá pháp sĩ lần này xâm lấn thật sự cùng với mấy lần trước kia thật không giống nhau chẳng những được huấn luyện tốt mà còn mang theo thượng cổ cự thú trong đó cực kỳ lợi hại chẳng những da dày thịt béo mà còn thân mặc chiến giáp hình thể khổng lồ kinh người hơn nữa còn được gia trì nhiều loại cổ quái cấm pháp ở trên người một khi xông vào thì việc đại trận bị phá chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi Tu sĩ họ bạc vừa nói, trên mặt hiện ra ánh mắt vẫn còn sợ hãi. Chẳng lẽ ngay cả đạo hữu Nguyên Anh kỳ tu vi đều không thể đả thương được cửa thú sai? Hàn lập nghe vậy cũng ngẩn ra, mặt không khỏi hiện lên vẻ cổ quái hỏi. Mặc dù sớm biết pháp sĩ đại quân lần này mang theo cửa thú nhưng là lợi hại như vật thì làm cho hắn có chút khó mà tin được. Lấy tu vi cùng pháp bảo của ta toàn lực một kích thì cũng có thể đả thương được con thú này. Bất quá lúc ấy ta bị hai gã cao dài pháp sĩ liên thủ công kích, căn bản không thể phân thần, thế cho nên đại trận mới bị cự thú phá. Lục đạo hữu nơi này có viện quân của mã đạo hữu thì hẳn là sẽ không giống như thiên thai cốc dễ dàng mất như vậy bạc vân hạc hơi suy nghĩ một chút, sắc mặt hòa hoãn không ít. Bạc đạo hữu trong đội pháp sĩ này có bao nhiêu pháp sĩ cấp bậc đại thượng sư? Nếu là không nhiều lắm, năm nguyên anh tu sĩ chúng ta nhất tề xuất thủ thì có thể đánh cho đối phương ứng phó không kịp. Cho dù không thể tiêu diệt được một hai gã pháp sĩ cấp bậc nguyên anh nhưng làm trọng thương bọn họ thì cũng có thể. Cốc Song bổ có chút âm trầm đề nghị, điều này sợ rằng làm cho Cốc huynh thất vọng, mặc dù không có từng cùng bọn họ giao thủ qua, nhưng trừ hai gã đại thượng sư lộ diện ra thì ta còn nhìn thấy qua một gã khác ở phía sau truyền tin lại, làm cho chúng ta chú ý nhiều hơn đến gã pháp sĩ kỳ lạ này. Người này mặc dù vẫn không ra tay, nhưng khí thức trên người đích xác cực kỳ quỷ dị, có thể là loại yêu dị gì biến thành. Huống hồ trừ ba người này ta cũng cảm giác không biết chính xác hay không rằng còn có cao giai pháp sĩ khác ẩn nặc không xuất hiện bạc vân hạc thở dài nói bộ dáng không quá tán thành nếu như vậy xem ra thực lực của đối phương còn mạnh hơn dự đoán nếu đối phương thực lực mạnh mẽ quá thì chúng ta hay là dựa vào đại trận cùng đối phương rằng co dù sao nhiệm vụ chính bây giờ là giúp phía sau tranh thủ chút thời gian đi trọc nghi đại hán được nghe lời ấy cũng gật đầu mà đồng ý nói cốc xong bồ mày mặt nhăn nhó lộ ra vẻ không phản đối cũng không kiên trì thêm hàn lập cùng lão giả họ mã càng không có ý kiến khác vì vậy chọc nghi đại hán sai trùng hư đạo sĩ đưa bạc vân hạc đến tính thất chữa thương, rồi lại phân phó người đem nhóm thiên thai cốc tu sĩ an bài một chút, sau đó cũng lập tức ra lệnh tăng cường nhân thủ phòng thủ đại trận. Nhìn đại hán họ lục đem hết thảy công việc này sắp xếp gọn gàng ngăn nắp, hàn lập âm thầm gật đầu. Xem ra cửu quốc minh phái người này chấn thủ một phương này cũng không phải không có đạo lý. Đang lúc này, mọi người trong điện chợt nghe thanh âm ầm ù, ù ù vang lên. Tiếng chống trận mơ hồ từ xa xa truyền đến, hơn nữa thanh âm càng ngày càng to, giống như sấm giữa trời quang. Mọi người trong điện sắc mặt chợt biến, xem ra Mộ Lan Nhân truy đuổi rất cấp bách, chúng ta vừa mới trở về bọn họ đã theo ngay sau. Lão giả họ Mã mặt lạnh như băng, mắt lộ sát khí nói: "Cũng tốt, chúng ta trước tiên gặp đối phương, xem trong đội pháp sĩ này có nhân vật gì lợi hại hay không." Lúc này đây khiến ba vị đạo hữu phải khổ cực rồi. Hai người các ngươi cũng theo chúng ta đi ra một chuyến, dù sao các ngươi cùng bọn họ đã giao thủ nếu đối phương có thủ đoạn âm độc gì thì cũng có thể sớm nhắc nhở một chút chọc mi đại hán đầu tiên là nhìn hàn lập ba người ôm quyền sau đó quay đầu nhìn hai gã kết đan tu sĩ thối lui theo bạc vân hạc phân phó hai người nọ một gã mày rậm mắt to sắc mặt ngâm đen một gã mặt ngựa tế mi có chút âm trầm giờ phút này nghe đại hán họ lục vừa nói thì sau khi liếc mắt nhìn nhau một cái ôm quyền đáp ứng mà hàn lập lúc này lại ngóng nhìn về hướng tiếng chống chuyển đến trên mặt không chút thay đổi nhưng không biết trong lòng đang nghĩ cái gì Tại phía nam Hoàng Long Sơn, đại quân mộ lan pháp sĩ như đám mây đen che phủ bầu trời, các pháp sĩ cưới các loại pháp khí hình thù kỳ lạ chỉnh tề trên trời cao sắp hàng bao quát khoảng không gian rộng chừng hơn 10 dặm của bích lục vụ hải. Phía trước đại quân pháp sĩ có mười mấy người sóng vai mà đứng, trên người các loại linh quang trong bảo vật lập lóe phóng ra không ngừng, đúng là cao giai pháp sĩ người mộ lan. Mà trong những người này có ba người đáng chú ý nhất. Một người có hồng quang quanh người cùng một cái đầu hỏa xà quái dị quấn quanh ngoài thân thể trông dữ tợn đáng sợ, một người khô gầy cao, giống như cây gậy trúc tựa hồ bị một trận gió có thể ngã. Còn một người khác thì hắc bào quang cháo quấn quanh thấy không rõ mặt nhưng toàn thân toát ra yêu dị hắc khí, mơ hồ như có tiếng quỷ khóc từ trong phát ra, làm cho người ta không lạnh mà run, không dám tới gần. Tuy nhiên mấy người này lại đứng bao quanh hai người khác, có một hắc bào pháp sĩ lơ lửng đứng trước đám người, phảng phất như cùng cấp bậc với các pháp sĩ khác. Mà các pháp sĩ khác khi nhìn về phía hắc bào nhân thì ánh mắt cũng trốn tránh, tràn đầy vẻ kính sợ. Nhưng nếu là nhìn kỹ một chút thì sẽ phát hiện, trong loại kính sợ này lại có ẩn chứa một tia chán ghét. chương 729, Hỏa Linh Hóa Giao Hai gã cao dài pháp sĩ khác đang ở cùng một chỗ thấp giọng nói cái gì, tựa hồ là thương nghị chuyện phá trận như thế nào. Một lát sau thương lượng xong, một trong hai người đó thoáng lay động một cái hóa thành một đoàn thanh quang bay đến bên hắc bảo nhân. Thiên khốc tiên sinh, có nên bắt đầu chưa? Tu sĩ đại trận ở đây tựa hồ so với đám trước lợi hại hơn ba phần, hơn nữa nghe nói nơi này nguyên anh tu sĩ cũng không ít sợ rằng phải mất chút thời gian tên nguyên anh pháp sĩ này mặt mang vẻ tươi cười nhìn hắc bảo nhân nói khách khí dị thường không cần chúng ta xuất thủ trước bọn họ đã muốn đi ra rồi trước tiên thử xem thần thông của tu sĩ ở đây như thế nào rồi hãng nói đi hắc bảo tu sĩ lắc đầu thanh âm khàn khàn đông cứng lại có chút hàm hồ không rõ tựa như không có lưỡi làm cho người nghe cực kỳ không thoải mái vừa nghe xong lời này gã pháp sĩ cao gầy như cây trúc cả kinh, vội vàng hướng tới vụ hải nhìn lại, thấy tình hình đúng như hắc bảo nhân đã nói vì vậy cực kỳ tin phục. Quả nhiên vụ hải phía dưới vồn đang yên tĩnh bất động chợt nổi lên một trận quay cuồng không thôi rồi phân tách ra, hiện ra một cái thông đạo rộng chừng mấy trượng. Tiếp theo sau, bên trong phát ra ánh quang mang chấp động không ngừng rồi bay vụt ra bảy đạo độn quang, sau khi xoay quanh phía trên vụ hải thì hiện ra vài bóng người, đúng là đám người hàn lập. Theo ý kiến của chọc nghi đại hán thì lần này đi ra căn bản không mang theo thấp giai tu sĩ, ngoại trừ hai gã kết đan tu sĩ của thiên thai cốc và trùng hư đạo sĩ đi theo. Hàn lập sau khi ổn định thân hình thì đưa mắt nhìn đám mây pháp sĩ phía trên đại trận, nhất là hơn 10 pháp sĩ cầm đầu tự nhiên khiến cho hắn đặc biệt chú ý. Đặc biệt là tên âm sâm yêu dị hắc bào nhân làm cho Hàn Lập vừa nhìn thấy thì ánh mắt không khỏi có rút lại. Cảm giác đầu tiên người này làm cho hắn nhớ tới huyền cốt thượng nhân đã chết dưới tay hắn chẳng lẽ đối phương chính là quỷ tu không thành, hàn lập trong lòng lạnh lẽo, đối với người này hết sức cảnh giác. Huyền cốt thượng nhân nọ khi chưa đoạt xá thân mình khúc hồn thì đồng dạng mang một thân quỷ khí xâm xâm. Nhưng người này khí thức hình như lại có chút bất đồng, chẳng qua cụ thể khác nhau như thế nào thì hàn lập nhất thời cũng không có cách nói rõ được. Ngay lúc đám người Hàn Lập đang chăm chú quan sát thì phía trên pháp sĩ đại trận có một trận giao động. Tên pháp sĩ có mãng xà quấn quanh thân trượt hóa thành một đoàn cự đại hỏa cầu bay vụt xuống. Mấy người chọc nghi lão giả thấy cảnh này, tất cả đều chỉ lạnh lùng nhìn không nói năng gì. Không ai lộ ra vẻ kinh hoàng, tên pháp sĩ này nếu không muốn tự tử thì quyết không dám một mình chủ động động thủ. Quả nhiên ngay lúc chúng tu sĩ đang bất thiện nhìn hắn thì cự đại hỏa cầu dừng lại cách bọn họ chừng năm 60 trượng. Nhưng thứ hỏa diễm hừng hực thiêu đốt này cho dù cách xa như thế vẫn làm cho mọi người phải nhướng mày, âm thầm kinh hãi. Tại hạ bái hỏa bộ đại thượng sư quật diệu, nếu các ngươi đã đi ra thì trước tiên hãy tỉ thí thần thông đã rồi hãng nói. Các ngươi định tỉ thí như thế nào? Một trọi một hay là bất luận nhân số hỗn chiến một hồi bóng người mơ hồ trong hỏa cầu chớp lên vài cái rồi một âm thanh thật lớn bỗng nhiên truyền ra. Âm thanh này làm chấn động không gian phụ cận, không gian vang lên tiếng ông ông không ngừng rung động, làm cho đám người chọc nghi đại hán sắc mặt khẽ biến. Một trọi một, sanh tử đều do thiên định, chọc nghi đại hán chừng mắt nhìn bóng người trong hỏa cầu, không cần suy nghĩ băng hàn trả lời ha ha tốt điều này thực hợp ý bổn thượng sư bổn thượng sư chính là đối thủ trận thứ nhất của các ngươi các ngươi người nào ra trước bóng người trong hỏa cầu sau một trận cuồng tiếu thì trực tiếp không kiêng nể gì khiêu chiến đám người chọc mi đại hán tự nhiên rất giận dữ lão giả họ mã sắc mặt trầm xuống trên mặt hiện lên sát khí hóa thân thành bạch quang bay ra đại hán họ lục thấy vậy thì sau khi do dự một chút cũng không có lên tiếng cản lại tự nhiên là để cho lão giả họ mã đấu trận đầu dù sao trong lòng mọi người, trong bốn gã nguyên anh tu sĩ thì ngoại trừ hàn lập mới tiến dai ra, trong ba bọn họ thật sự cũng không dám nói ai có thần thông lớn hơn. Quật diệu trong hỏa cầu vừa thấy bạch quang bay ra thì không nói một lời bay lui ra phía sau, một lát sau hai người một trước một sau bay đến vị trí trung gian giữa vụ hải và pháp sĩ đại quân, rồi cùng lúc dừng độn quang. Ở vị trí đó thì mọi người có thể không lo sợ gì, yên tâm ra tay, không cần sợ đối phương đột nhiên có người nhúng tay vào tên mộ lan đại thượng sư này thần thông như thế nào có thủ đoạn gì đặc biệt không trọc nghi đại hán đột nhiên một xoay mặt nhìn tu sĩ mặt ngựa ngưng trọng hỏi hỏa thuộc tính công pháp uy lực phi thường lớn đặc biệt hỏa xà trên người hắn cực kỳ linh hoạt căn bản khó lòng phòng bị một vị kết đan kỳ đồng đạo cùng ở thiên thai cốc cũng là bị con súc xanh nọ quấn lấy thân mà hóa thành cho bụi tu sĩ mặt ngựa trong miệng trả lời mà trên mặt đồng thời hiện lên vẻ phẫn hận âu oh, là như vậy cốc huynh nếu ta nhớ không lầm thì hạo nhiên các hạo nhiên chính khí quyết tựa hồ như thủy hỏa bất xâm, có tác dụng khắc tả ích quỷ. Nếu chống lại tên pháp sĩ này hẳn là có thể chiếm thượng phong một chút. trọc nghi đại hán chuyển hướng nhìn một bên có chút không tự tin hỏi. Cái này cũng thể nói trước được, nếu phổ thông hỏa thuộc tính công pháp thì hạo nhiên chính khí quyết đối phó tự nhiên không thành vấn đề. Nhưng ta xem pháp sĩ đối diện hỏa khí thấu thể, rõ ràng đã có được thiên địa linh hỏa tam vị chân đế. Sợ rằng hạo nhiên chính khí quyết cũng không thể khắc chế được. Bất quá, trong chúng ta cũng chỉ có mã đạo hữu là thích hợp nhất đối phó người này. Hạo nhiên chính khí quyết cho dù không có cách nào khắc địch, nhưng cũng không bị ma hỏa của đối phương ảnh hưởng. Lại càng không lo bị ma hỏa công tâm cốc song bồ trong mắt hiện vẻ trần chờ chậm rãi nói. Chọc nghi đại hán nghe vậy nhất thời ấn chứng với suy nghĩ trong lòng, thở phào một hơi, trên mặt lộ ra thần sắc yên tâm một chút. Hàn lập thấy hỏa mãng trong hỏa cầu, trong lòng vừa động, trong mắt chợt hiện lam mang thiểm động vài cái, nét mặt đột nhiên hiện ra ánh mắt cổ quái nhưng lập tức tỏ vẻ dường như không có việc gì, khôi phục như thường. Lúc này, trên không trung, lão giả họ mã hai tay bắt quyết, một tầng bạch quang nhu hòa hiện lên trên người, đồng thời há mồm, một đạo ngân quang cỡ hạt đào từ trong miệng phun ra, đón gió hóa thành một thanh ngân bạch giới xích. Thanh giới xích khẽ rung lên khiến ngân quang như thiên huyễn cùng phát ra thanh âm như phượng minh cửu thiên. Quật diệu đối diện tỏ vẻ càn dỡ, cũng không làm ra cử động gì, chỉ khoanh hai tay đứng trong hỏa cầu lạnh lùng nhìn, trên mặt ẩn hiện vẻ châm chọc. Lão giả họ mã thấy cảnh này, trong lòng tức giận vô cùng, khẽ hử lạnh một tiếng muốn động thủ trước. Nhưng đang lúc này thì trong tai hắn truyền đến truyền âm rất nhỏ, thanh âm cơ hồ không thể nghe được nhưng lại rõ ràng dị thường. Lão giả họ mã thoạt tiên cả kinh rồi kinh nghi nhìn xuống phía dưới liếc mắt một cái, mục quang nhìn đám người đang quan chiến rồi rơi lên người Hàn Lập. Mặt ngay lúc đó lộ thần sắc cổ quái, Hàn Lập thấy vậy chỉ khẽ cười. Lão giả họ mã trong lòng ngạc nhiên một trận sau đó nửa tin nửa ngờ ngừng đầu nhìn hỏa mãng trên người quật rượu, nét mặt dần dần ngưng trọng. Hỏa mãng trên người ngươi không phải là linh thú phổ thông. Lão giả họ mã ánh mắt sau khi chấp động vài cái thì âm trầm hướng quật rượu đối diện hỏi. Ồ, ngươi cũng có vài phần nhãn lực đó. Hỏa mãng trên người ta chính là thiên địa hỏa linh ngưng hóa sinh thành. Linh thú nào có thể sánh bằng quật rượu trong hỏa cầu có chút ngẩn ngơ nhưng sau đó lại nhe răng cười. Tiếp theo thân thể chợt run lên, hỏa mãng hồng quang trên người đại phóng rồi đột nhiên phi vũ thượng thiên, trên đầu sinh ra một cái sừng, vuốt mọc thêm lợi chảo rồi hóa thân thành một con hỏa dao hồng lân lập lòe phiêu phù trên đầu quật rượu dương nhanh múa vuốt. Hỏa linh biến hóa, chọc nghi đại hán đang quan chiến ở dưới cả kinh, không khỏi bật thốt lên lời. Cốc song bồ đứng bên sắc mặt cũng rất khó coi, lão giả họ mã trong lòng càng lại trầm xuống, hỏa thuộc tính công pháp của đối phương đã đến cảnh giới trí cao, lại luyện hóa được hỏa linh. Điều này cũng không phải nguyên anh pháp sĩ phổ thông có thể làm được, sợ rằng phải gặp một hồi ác chiến. Nghĩ tới đây, lão giả họ mã nguyên vốn chỉ nghĩ muốn xuất ra bảy phần thực lực đối địch, nay không dám giữ lại chút nào. Sau khi hít sâu một hơi, tay áo vung lên, nhất kiện ngũ sắc mở ảo bao quanh một vật gì đó từ cổ tay áo bắn ra, vật này sau khi xoay quanh vài vòng thì dừng lại phía trước người vài thước, phiêu phù bất động trên không. Nhất thời tất cả tu sĩ và pháp sĩ phía xa đều tò mò nhìn lại đây. Phải biết rằng vô luận là bảo vật gì, một khi có thể phát ra ngũ sắc hà quang thì hơn phân nửa cũng không phải là bảo vật tầm thường. Hàn lập đồng dạng hai mắt híp lại, ngưng nhìn bảo vật này. Chỉ thấy vật nọ dài nhỏ tròn xoe, đúng là một cái quyển trục dài độ vài thước màu vàng nhạt. Quyển trục này mặt hướng về phía quật rượu đối diện, sau khi lão giả họ mã thần sắc trịnh trọng đọc khẩu quyết thúc dục thì chậm rãi mở ra. Kết quả thấy bên trong vẽ một bức tranh giống như hình bát quái đồ bình thường. Lần này, tất cả mọi người đều ngẩn ngơ. Nhưng lúc này, lão giả họ mã dùng một đạo pháp quyết đơn giản đánh tới trên quyển trục ngũ sắc hà quang chợt đại phóng, một cổ ba động phi thường kinh người từ trong phát ra. Quật diệu đối diện vừa thấy động tĩnh này thì tựa hồ cũng biết không ổn, lập tức không chút nghĩ ngợi nhìn lão giả đối diện điểm một chỉ. Hỏa dao trên đầu chợt dương cổ há to miệng, khôn cùng xích diếm từ trong miệng hỏa dao cuồn cuộn không dứt phun ra, trong nháy mắt đã đem lão giả họ mã cùng bát quái đổ nọ bao phủ trong biển lửa.